Diệp thần cùng thiên nữ ngay tại âm dương bên trong thần trì, lẫn nhau triền miên thăng hoa, cũng không biết trải qua bao lâu, thiên nữ nhận được diệp thần luân hồi bản nguyên tẩm bổ, thêm nữ âm dương điều hòa chúc phúc, tu vi càng là nhất phi trùng thiên, giống như nghịch thiên cải mệnh, một tia đế quang từ nàng thân thể mềm mại bên trong phun ra, xông thẳng tới chân trời. Nàng vậy mà chứng đạo thiên đế, bước vào thiên đế cảnh giới. Thiên nữ đột phá, làm cho diệp thần giật mình, thanh tỉnh lại. Thiên nữ, người cuối cùng, đột phá. Diệp thần nhìn xem thiên nữ trên người đế quang, liền cảm thấy thiên nữ khí tức, so dĩ vãng cường đại rất nhiều. Thiên nữ cũng tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt lộ ra một tia lưu luyến ôn nhu, ôm lấy diệp thần cổ, cười nói, ta còn muốn. Lần này âm dương bổ sung hòa giải, diệp thần mang cho thiên nữ chỗ tốt, quả thực là cực lớn, nếu như tiếp tục kết hợp đi xuống, thiên nữ đoán chừng mình còn có thể lại đột phá. Dù sao, nàng và diệp thần là song tu mỹ thần tâm kinh, hai người chân chính kết hợp, đối với tu vi cũng có chỗ tốt cực lớn, thế gian hết thảy mỹ hảo, tựa như đều hội tụ đến trên thân hai người. Đừng làm rộn, hăng quá hóa dở, không sai biệt lắm là được rồi. Diệp thần nở nụ cười, sờ lên thiên nữ mái tóc, hồi tưởng lại lần này âm dương giao hợp diệu dụng, hắn tâm thần cũng là rung chuyển. Nhưng âm dương giao hợp, cũng cần thiết chế, diệp thần dương khí quá mãnh liệt, tiếp tục náo loạn mà nói, thiên nữ chưa hẳn có thể chịu được, điểm đến là dừng tốt nhất. Hít sâu một hơi, diệp thần cảm giác thiên nữ linh lực, cũng là ở trong cơ thể mình quanh quẩn, lần này kết hợp âm dương, hắn cũng là ích lợi cực lớn, lại thêm chi dược vương bí điển tạo hóa, âm dương thần chỉ chúc phúc, các loại linh khí hội tụ phía dưới, hắn tu vi cũng đột phá. Ông, một tia vô cùng kim quang sáng chói, liền từ trên thân diệp thần bộc phát ra, đó là thông thiên cảnh tia sáng, vô tận thần vương phù văn lập lòe trong đó. Lần này, diệp thần tu vi cảnh giới, càng là từ cửu đỉnh cảnh 9 tầng trời cao giai, trực tiếp liên tục đột phá, tấn thăng đến tình cảnh thông thiên cảnh. Cửu đỉnh cảnh đến thông thiên cảnh, là đại cảnh giới đột phá, đối với diệp thần tới nói, vô cùng gian khổ. Nhưng bây giờ, âm dương giao hợp phía dưới, diệp thần càng là nước chảy thành sông đồng dạng, cái này đại cảnh giới đột phá, càng là thuận lợi như vậy. Một chút đột phá đến thông thiên cảnh, diệp thần chỉ cảm thấy toàn thân là khí, đạo uẩn bàng bạc, ánh sáng của bầu trời lãng chiếu, thực lực tu vi so với trước đây, cường đại không chỉ gấp mấy lần. Thậm chí, hắn tóe ra thần vương chi quang, so với thiên nữ thiên đế quang, còn mãnh liệt hơn hừng hực nhiều lắm. A, diệp thần, người cũng đột phá. Thiên nữ nhìn thấy diệp thần đột phá dấu hiệu, cũng là một hồi ngạc nhiên cùng vui sướng. Ân, song song đột phá, thiên nữ, chúng ta vận khí không tệ. Diệp thần khẽ cười nói. Thiên nữ bĩu môi nói, ta dù cho một bước lên trời, trở thành thiên đế, vẫn là đánh không lại ngươi a. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, nàng tu vi so với diệp thần cao hơn, nhưng trên thực tế, diệp thần đạo pháp nội tình quá thâm hậu, sức mạnh tích lũy quá mức bàng bạc, coi như nàng đã chứng đạo thiên đế, cũng đánh không lại diệp thần. Thậm chí, giữa hai người thực lực sai biệt, so trước đó còn muốn lớn hơn. Lúc trước mà nói, thiên nữ còn có thể ngăn trở diệp thần mấy chiêu, nhưng bây giờ, nếu như hai người đánh nhau, nàng đoán chừng một chiêu liền bị diệp thần đánh bại. Tấn thăng đến thông thiên cảnh diệp thần. Coi như không có luân hồi nghĩa địa trợ lực, bản thân thực lực cũng đủ để đưa thân không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp cao thủ liệt kê, chỉ trong một chiêu liền có thể miểu sát một chút trước đây cho rằng khoảng cách xa xôi cường giả. Thậm chí một chút hơi yếu thiên đế. Mà diệp thần lần này đột phá, là tại âm dương bên trong thần chỉ đột phá, hấp thu đại lượng âm dương thần chỉ linh khí, hắn đối với đạo âm dương, còn có dược vương bí điển kiến giải, cảm ngộ sâu hơn. Dược vương bí điển chính tả hai thiên pháp môn. Chính đạo phì nhiêu, tinh túy là một cái phong tự, tà đạo hỏa thuật, tinh túy nhưng là một cái họa chữ. Phong hỏa tương chiếu, như âm dương song sinh, thiên địa vạn vật, vũ trụ chúng tinh, chư thiên vạn tộc, bởi vì phì nhiêu mà phồn vinh, bởi vì họa ngược mà khô diệt, phì nhiêu cùng tai họa không ngừng lưu chuyển, thiên địa liền tại trong luân hồi sinh diệt. Nắm giữ phong tự quyết, liền có thể chấp trưởng phì nhiêu áo nghĩa. Nắm giữ họa tự quyết, liền có thể chấp trưởng tai họa pháp tắc. Cái này phong họa hai chữ, nhân thể khó mà cùng nhau dung nạp, trước kia từ hoài dược vương, cũng chỉ có thể trưởng khống một cái phong tự, họa chữ bí pháp, cần vợ hắn thọ ôn hắc mẫu thần tới trưởng khống. Vợ chồng hai người như hình với bóng, phong họa tương chiếu, tạo thành cân đối. Nhưng bây giờ, diệp thần liền so từ hoài dược vương lợi hại hơn nhiều, hắn không cần người khác tới ngăn được hắn, chính hắn nắm giữ phong tự quyết đồng thời,
còn có thể nắm giữ hỏa tự quyết huyền bí, thể nội phong hỏa tương chiếu, như âm dương luân hồi tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cái này phong hỏa lưu chuyển, âm dương luân hồi đạo lý, tại Phì Nhiêu đế quân, Cầm Minh đế quân, Kim Vũ đế quân ba người trong mắt, chính là vĩnh hằng trung cực đại đạo, là không thể bàn cãi thiên địa chí lý. Nhưng, Thái Sơ lại không cho là như vậy, có hỏa tồn tại, người liền sẽ chết, thế giới liền sẽ hủy diệt, đây không phải hoàn mỹ thế giới, có quá nhiều tai họa cùng đau đớn. Cho nên, Thái Sơ phát đại thệ nguyện, muốn thiết lập một cái vĩnh hằng quang minh, chỉ có Phì Nhiêu cùng Mỹ hảo thế giới, muốn đoạn tuyệt hết thảy tai họa cùng gian ác, muốn để chư thiên vạn vật vĩnh sinh. Đây đương nhiên là rất tốt đẹp ý nghĩ, cho nên có thật nhiều trụ thần, coi như biết đã từng thế giới chân tướng, biết cả ngày chi đạo tồn tại, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Thái Sơ, tin tưởng quang, cũng mộng tưởng biến thành quang, đứng tại Thái Sơ bên này. Nhưng Diệp Thần lại biết, thế gian không có tốt đẹp như vậy sự tình, chỉ có quang mà nói, thế giới đem biến thành trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bóng tối, đó bất quá là trống rỗng vực sâu, cùng hắc ám vực sâu không khác nhiều. Có lẽ thế gian này, cũng không tồn tại hoàn mỹ gì thế giới a. Diệp Thần nghĩ như vậy, chuyện hắn có thể làm, chỉ là bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Bây giờ lấy thực lực của hắn, hắn đã có thể cứu vớt thiên đấu sát thần. Đạp đạp đạp. Lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, có người hướng về âm dương thần chỉ đi tới. Diệp Thần cùng thiên nữ nhìn nhau, đều là lộ ra có chút biểu tình lúng túng, y phục của hai người, đã sớm lúc trước cực điểm quấn quýt si mê bên trong, xé rách thành mảnh vụn, không biết vứt xuống đi nơi nào. Lập tức, Diệp Thần ngưng quang thợ may, hai người cấp tốc mặc xong quần áo, từ âm dương bên trong thần chỉ mau chóng bay ra. Liền thấy Vân Phi Hồng, Vân Chu, Thủy Mẫu đế cơ bọn người, đang bước nhanh chạy tới, lường trước là mới vừa Diệp Thần cùng thiên nữ đột phá, kinh động đến ba người. Lúc này Vân Chu, trong đôi mắt tang thương chi ý đã tán đi, Phì Nhiêu đế quân rời đi, hắn lại khôi phục trẻ tuổi trong trẻo bộ dáng, nhưng trong mắt của hắn cảm xúc vô cùng phức tạp. Phì Nhiêu đế quân dính líu tới các loại nhân quả, hắn cái hiểu cái không, như thân ở năm dặm trong sương mù, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút nguyên nhân, hắn đã thân ở vòng xoáy bên trong. Luân hồi chi chủ, thì ra các ngươi ở đây a. Vân Phi Hồng nhìn thấy Diệp Thần, hơi có điểm hưng phấn lên tiếng chào. Diệp Thần cười khổ một tiếng, gật đầu một cái, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên thân Vân Chu. Vân Chu cũng nhìn xem Diệp Thần, hai người ánh mắt đụng vào nhau, một chút cũng không lời tương đối. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi, cuối cùng kế thừa Dược Vương lão tổ tông y bát. Vân Chu mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, hắn gặp Diệp Thần quanh thân thần thánh thuốc quang lãng chiếu bộ dáng, hiển nhiên đã hết từ hoài Dược Vương chân truyền, nội tâm cũng là bội phục rất. Hắn nuốt luôn Dược Vương kim đan, cũng hiểu biết rất nhiều Dược Vương bí điển áo nghĩa, nhưng biết dễ làm khó, Dược Vương bí điển có thật nhiều ảo diệu chỗ, hắn lại là hoàn toàn không hiểu. Nhưng Diệp Thần lại là toàn thân thần quang tinh thông, không có nửa điểm cản trở tắc nghẽn cảm giác, hơn nữa âm dương khí tức hòa giải, lộ vẻ hoàn toàn nắm giữ Dược Vương bí điển huyền bí, phong họa chi thuật, đều đã ở tâm. Vân Chu liền Phì Nhiêu chi thuật, cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ, chớ nói chi là họa thuật pháp môn. Hắn biết thiên phú của mình, cùng Diệp Thần chênh lệch quá lớn đến khác nhau một trời một vực, tại chênh lệch cực lớn phía dưới, nội tâm của hắn không có nửa điểm ghen tị ý niệm, chỉ có bội phục cùng kính sợ. Dược Vương bí điển tại trong tay Diệp Thần, nhất định cũng có thể phát dương quang đại. Ta có phải hay không còn muốn gọi ngươi một tiếng sư phó đâu? Diệp Thần nhìn xem Vân Chu, lấy đùa giỡn giọng điệu nói. Vân Chu hoảng hốt vội nói, không dám, luân hồi chi chủ, ai? Ta chỉ là một cái vật chứa, là một khỏa nho nhỏ quân cờ, Dược Vương lão tổ tông phụ thân tại ta, là vinh hạnh của ta, ta lấy thô bỉ chi thân, lại cuốn vào vòng xoáy bên trong như thế, tương lai thực không biết như thế nào cho phải. Luân hồi chi chủ nếu không chê, ta muốn gọi ngươi một tiếng sư huynh, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Kỳ thực phụ thân hắn người, cũng không phải là từ hoài Dược Vương, từ hoài Dược Vương còn không có phục sinh, chân chính kẻ phụ thân, chính là Phì Nhiêu đế quân. Thân phận so với Tử Hoài Dược Vương khủng bố hơn rất nhiều. Diệp Thần kế thừa Dược Vương bí điển đạo thống, nắm giữ tất cả tinh túy, Vân Chu cũng nhận được một điểm áo nghĩa, hai người tu luyện cùng một loại pháp môn, sư thừa Phì Nhiêu đế quân, luận bối phận, cũng đích xác xem như đồng môn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần mỉm cười, nói, tốt lắm vô cùng, người kêu ta một tiếng sư huynh, ta về sau sẽ che chở các ngươi Dược Vương gia tộc, tất cả người đã chết, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ phục sinh.
nắm giữ Dược Vương bí điển tất cả bí quyết diệp thần, đối với sinh mệnh, tử vong, phồn vinh, khô héo, phì nhiêu, tịch diệt các loại pháp tắc khái niệm lĩnh ngộ, so dĩ vãng lại thâm nhập thêm vài phần, hắn muốn phục sinh Dược Vương gia tộc người chết, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Chu đại hỉ, lập tức quỳ xuống dập đầu một cái, nói, đa tạ sư huynh che chở. Vân Phi Hồng cũng là đại hỉ, nói, lần này ta Dược Vương gia tộc, đầu phục luân hồi trận doanh, tương lai có hy vọng phục hưng. Diệp thần cười nói, ta chấp trưởng Dược Vương bí điển, từ hôm nay trở đi, ta cũng coi như là Dược Vương một phần tử của gia tộc. Vân Phi Hồng nghe lời nói này, càng là kinh hỉ, nói, là. Ha ha ha, từ nay về sau, ta Dược Vương gia tộc và luân hồi trận doanh, không còn sự phân biệt, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử tương chiếu. Diệp thần gật gật đầu, hắn nhận Vân Chu làm sư đệ, lại thu nạp Dược Vương gia tộc, đem bọn hắn giữ ở bên người, về sau nghĩ liên lạc Phỉ Nhiêu đế quân mà nói, cũng biết thuận tiện rất nhiều. Thủy mẫu đế cơ đạo, luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá, cũng chúc mừng ngươi cùng Dược Vương gia tộc kết minh, bây giờ ngươi thần quang lãng chiếu, lấy thần vương chi tư lại che đậy chư thiên, chính là siêu phẩm thiên đế cũng khó có thể cùng ngươi so sánh, chỉ cầu ngươi mau cứu sát thần đại ca, tuyệt đối không nên làm hắn sa đọa thành nhiệt vật. Nàng nhớ mãi không quên, chính là thiên đấu sát thần, mắt thấy Diệp thần bây giờ đột phá, thực lực tăng tiến lợi hại như thế, nàng liền nghĩ thỉnh Diệp thần xuất thủ cứu người. Thiên đấu sát thần còn tại chịu khổ. Diệp thần gật đầu nói, đây là tự nhiên, sát thần tiền bối gặp nạn, ta sẽ cứu rỗi hắn, nhưng cũng không cần quá mức gấp gáp. Phì nhiêu trên kim đan tốc độ thời gian trôi qua, so ngoại giới chậm mấy trăm lần, cho nên Diệp thần tại cái này kim đan trên mặt trời, mặc dù đã dừng lại mấy ngày. Nhưng ngoại giới trên thực tế, chỉ là đi qua mấy tức thời gian. Hắn bây giờ tấn thăng đến thông thiên cảnh, thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, lại nắm giữ lấy Dược Vương bí điển toàn bộ pháp môn, hắn có lòng tin có thể cứu chữa thiên đấu sát thần. Trước lúc này, người nói cho ta biết trước, thứ này, đến cùng là cái gì? Diệp thần nhìn chăm chú thủy mẫu đế cơ, móc ra một khỏa tinh phiến, chính là thủy mẫu đế cơ phía trước khối kia ánh sáng của bầu trời thần tinh. Khối này tinh phiến ẩn chứa vô thượng thần thánh quang minh năng lượng, liền Diệp thần cũng vì đó động dung, đó là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quang, hắn hoài nghi và thái sơ có liên quan. Thủy mẫu đế cơ nhìn thấy cái này tinh phiến, cũng là thân thể chấn động, trầm mặc, dường như đang do dự, có nên hay không nói cho Diệp thần chân tướng. Diệp thần cũng không thúc giục, chỉ là im lặng nhìn xem nàng. Sau một hồi lâu, thủy mẫu đế cơ thở dài một tiếng, nói, biết được quá nhiều. Đối với ngươi không phải là chuyện tốt, luân hồi chi chủ. Diệp thần ha ha cười cười, lạnh nhạt nói, không sao, có cái gì chân tướng, ngươi trực tiếp nói cho ta biết chính là. Thủy mẫu đế cơ lại là một trận trầm mặc, sau đó dùng mang theo điểm kính úy ngữ khí nói, thứ này gọi ánh sáng của bầu trời thần tinh, là ánh sáng của bầu trời thần thủy một tia linh khí kết tinh, có thể xưng vô thượng thánh vật, ta chính là dựa vào khối này ánh sáng của bầu trời thần tinh, mới từ một cái hèn mọn nữ nô chứng đạo thành thiên đế. Diệp thần nói, ánh sáng của bầu trời thần tinh, ánh sáng của bầu trời thần thủy linh khí kết tinh. Thủy mẫu đế cơ đạo, đúng vậy. Ánh mắt nàng một hồi mê ly, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, đây là năm đó ta ngẫu nhiên có được đồ vật, cùng quang chi tử truyền thuyết có liên quan. Diệp thần giật mình trong lòng, nói, quang chi tử. Thủy mẫu đế cơ đạo, không tệ, thế gian có lưu truyền quang chi tử cùng u ác tính tử truyền thuyết. Rất nhiều người cho là quang chi tử chính là thái sơ một bộ hóa thân, nhưng trên thực tế có thể không phải. Quang chi tử, chỉ là một đạo quyền hành, ai chấp trưởng đạo này quyền hành, người đó liền có thể trở thành quang chi tử. Cái kia quyền hành linh quang tạo hóa chỗ, chính là một cái ao nước, là vì ánh sáng của bầu trời thần thủy. Cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy, mỗi một sợi phù quang, đều nguồn gốc từ thái sơ, ai có thể uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy. Người đó liền có thể biến thành quang chi tử. Nghe vậy, Diệp thần rất là chấn động, có chút xuất thần nhìn xem trong tay ánh sáng của bầu trời thần tinh, lẩm bẩm nói, cho nên nói, thứ này, xem như quang chi tử quyền hành một tia phân quang. Thủy mẫu đế cơ gật đầu nói, có thể nói như vậy, cái này ánh sáng của bầu trời thần tinh năng lượng cực kỳ bàng bạc, ta dù cho chứng đạo thiên đế, đều không có tiêu hóa hắn vạn nhất, đây vẫn chỉ là ánh sáng của bầu trời thần thủy một tia phù quang. Chân chính ánh sáng của bầu trời thần thủy, năng lượng có bao nhiêu mênh mông, kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thái sơ khí tức, lại muốn so với ánh sáng của bầu trời thần thủy hùng hồn vạn ức ức lần, kia thật là chúng ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới.
Diệp Thần ánh mắt chớp động mấy lần, liếm môi một cái, nói, chân quý như vậy thần vật, người không có ý định đoạt lại đi. Thủy Mẫu Đế Cơ thở dài nói, luân hồi chi chủ, ta như thế nào giành được qua ngươi? Huống chi, ta chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là cứu vớt sát thần đại ca. Chỉ cần ngươi có thể cứu rỗi hắn, ta trả ra giá tiền gì đều nguyện ý. Diệp Thần nói, hảo, nói cho ta biết, như thế nào luyện hóa cái này ánh sáng của bầu trời thần tinh. Hắn cầm ánh sáng của bầu trời thần tinh, liền cảm thấy vật này vô cùng ảo diệu, năng lượng linh khí 10 phần tràn đầy, nhưng sau lưng tựa hồ có ẩn giấu nguy hiểm to lớn, tùy tiện luyện hóa có thể sẽ xảy ra chuyện. Thủy Mẫu Đế Cơ đạo, nghĩ luyện hóa cái này ánh sáng của bầu trời thần tinh, cũng không phải cái gì chuyện dễ, rất có thể gặp phản phệ, chính mình biến thành quang. Biến thành quang, đây không phải là siêu thoát, đó là bị ánh sáng của bầu trời thần thủy phù quang che mất, ngươi làm mất đi tất cả, bị ánh sáng của bầu trời xuyên qua, hóa thành trống không, trở thành quang một bộ phận. Trên thực tế, ta xuyên thấu qua ánh sáng của bầu trời thần tinh, thấy được rất nhiều đi qua thiên cơ hình ảnh, có không ít cường giả nếm thử luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy, nhưng bọn hắn đều thất bại, toàn bộ biến thành quang, thân hồn bại nát, hết thảy tồn tại vết tích, đều thành trống không hư vô. Diệp Thần hỏi, vậy cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy, lại tại địa phương nào? Thủy Mẫu Đế Cơ nhíu lại lông mày, nói, ta không quá xác định, ta chỉ là may mắn nhận được một tia phù quang kết tinh, chân chính ánh sáng của bầu trời thần thủy đi, hẳn là tại ba đại trụ thần thánh mà trong đó một cái, nhưng ta không xác định là cái nào. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, ba đại trụ thần thánh địa. Thủy Mẫu Đế Cơ đạo, đúng vậy, chính là Phản Thiên, Siva, Vishnu ba vị đại thần, bọn hắn là Phản Thiên thế giới người sáng lập, nhưng tiếc là về sau trong bọn họ đấu, đều vẫn lạc xuống, thì cốt chôn ở không không lúc nào khoảng không ba chỗ cao duy huyễn tưởng trong không gian, đó chính là ba đại thánh địa. Diệp Thần hơi suy nghĩ một chút, nói, ta biết tam đại thánh địa tồn tại, thì ra cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy, thế mà tại tam đại thánh địa một chỗ sao? Thủy Mẫu Đế Cơ đạo, đúng vậy, ta cũng là từ ánh sáng của bầu trời thần tinh bên trong, ám khuy thiên cơ, mới hiểu những bí mật này, ánh sáng của bầu trời thần thủy tồn tại, là một cái cấm kỵ, bị ba quỷ thần bày ra đủ loại cấm chế, bọn hắn sợ, sợ cuối cùng cũng có một ngày, có người sẽ uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, trở thành quang chi tử. Đến lúc đó, quang chi tử uy lâm hoàn vũ, thần thánh quang huy gột rửa hết thảy, ba quỷ thần cũng muốn hủy diệt, thái sơ cùng vực sâu tranh đấu, cuối cùng cũng sẽ là thái sơ thắng được. Bất quá đi, cái gọi là thái sơ chi quang, vĩnh hằng quang minh, trong mắt của ta, bất quá là một mảnh khác vực sâu thôi. Dừng một chút, nàng lại giữ kín như bưng lắc đầu, tốt, liền nói đến nơi đây, nói thêm gì đi nữa, ta có thể liền muốn xúc phạm cấm kỵ, thân tử đạo tiêu, mặc kệ là thái sơ vẫn là ba quỷ thần, đều không phải là ta có thể trêu chọc tồn tại. Trong lòng Diệp Thần thoáng qua muôn vàn ý niệm, thì ra quang chi tử quyền hành tạo hóa chỗ, ánh sáng của bầu trời thần thủy, càng là tại tam đại thánh địa một chỗ, sau lưng có ba quỷ thần nhìn chằm chằm. Cùng trời quang thần thủy tương quan hết thảy thiên cơ, đều thành trống không, thậm chí ngay cả rất nhiều trụ thần, cũng không biết ánh sáng của bầu trời thần thủy chỗ, bởi vì ba quỷ thần che đậy che giấu hết thảy. Bất quá Thủy Mẫu Đế Cơ, lại là trời đất xui khiến nhìn thấy một tia bí mật. Bây giờ bí mật này, liền truyền đến Diệp Thần trong tai. Cũng may mắn người khác tại Phì Nhiêu trên Kim Đan, nơi đây cùng ngăn cách ngoại giới, cho nên không cần lo lắng thiên cơ bại lộ. Thủy Mẫu Đế Cơ nhìn xem Diệp Thần, lại nói, luân hồi chi chủ, người nghĩ luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần tinh mà nói, nhất định phải cẩn thận, thứ này ẩn chứa thần thánh quang minh, rất có thể sẽ đem người bao phủ, người sẽ rơi vào trong vạn kiếp bất phục trống không, không có bóng tối, chỉ có quang tồn tại, đó chính là trống không, là một mảnh trắng xóa vực sâu. Từ ánh sáng của bầu trời thần tinh trong ngoài tiết ra một tia linh quang, đều đầy đủ ngươi tu luyện hấp thu. Diệp Thần nhìn xem trong tay ánh sáng của bầu trời thần tinh, cái này tinh phiến vô cùng cứng rắn, đích thật là khó mà luyện hóa, vô tận thần thánh quang minh năng lượng, tích chứa trong đó, lại không ngừng có từng tia linh khí chảy ra. Đúng như là Thủy Mẫu Đế Cơ nói tới, những thứ này tiết ra ngoài đi ra ngoài linh khí lưu quang, đều đầy đủ trước mắt Diệp Thần hấp thu tu luyện. Nhưng, Diệp Thần rõ ràng không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn. Một điểm lưu quang, không được việc lớn đợi. Ta muốn cùng chư thần đối nghịch, nhất định phải luyện hóa cái này tinh phiến, thậm chí là tất cả ánh sáng của bầu trời thần thủy. Diệp Thần liếm môi một cái, ánh sáng của bầu trời thần thủy tại tam đại thánh địa một chỗ, nhưng không biết là cái nào một chỗ,
nếu như hắn có thể luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần tinh, nắm giữ thật nhiều manh mối, liền có thể nhìn trộm đến ánh sáng của bầu trời thần thủy chân chính tung tích. Thủy mẫu đế cơ thở dài, cảnh giới của ngươi, không phải ta có thể trèo cao, ta cuối cùng cho ngươi thêm một chút đồ vật. Bàn tay nàng một lần, tế ra một đạo linh phù, giao cho Diệp Thần. Đạo linh phù này, phía trên in một đạo đặc thù âm sát phù văn, Diệp Thần xem xét, liền rõ ngộ thiên cơ, nói, đây là âm linh phù văn, cửu âm trong chủng tộc âm linh tộc linh khí biến thành. Tương truyền viễn cổ thời đại có cửu âm chủng tộc, là từ nguyên thiên đế trong bóng tối diễn sinh ra tới chủng tộc, Diệp Thần trước đó cũng tiếp xúc qua, cửu âm chủng tộc ẩn chứa âm khí, đánh nhau tạo quang minh chi tâm có hiệu quả. Quang minh chi tâm, là ngày xưa cửu thần bên trong quang thần, mộng tưởng chế tạo vĩ đại kỳ quan, một khi đúc thành, có thể chiếu rọi thông hướng tinh không bỉ ngạn con đường. Chế tạo quang minh chi tâm, cần kết hợp âm dương, muốn tại trên quang minh chi tâm tinh thể, điêu khắc chín đạo âm văn, mới có thể thành công, bằng không mà nói, chỉ có quang, không có hắc ám lắng đọng, rất nhiều pháp tắc đều rất dễ dàng sụp đổ. Chính như nhật nguyệt tinh thần tia sáng, cũng nhất thiết phải ký thác vào đen như mực vũ trụ trong bối cảnh, hắc ám là hết thảy màu lót, đại địa phì nhiêu hoa cỏ cây cối, cũng toàn bộ là từ hắc ám thổ nhưỡng ngươi mọc ra. Chế tạo quang minh chi tâm cần cửu âm thần văn, Diệp Thần trước đó đúc tám đạo, còn kém cuối cùng một đạo âm văn. Bây giờ, Thủy Mẫu Đế Cơ liền cung cấp cuối cùng một đạo âm linh phù văn. Ngươi thu hồi đi thôi, ta không cần. Diệp Thần lắc đầu, cũng không có thu lấy Thủy Mẫu Đế Cơ đồ vật. Thủy Mẫu Đế Cơ ngẩn ngơ, nói, như thế nào? Diệp Thần bàn tay nắm chặt, một khỏa thuần trắng kết tinh, từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên, đó chính là quang minh chi tâm, là một khối cắt chém tinh tế, phân chia rất nhiều thiết diện lăng tinh, phía trên có tám đạo âm sát phù văn khắc rõ. Trước kia quang thần thiên tôn, tầm mắt nông cạn, hắn muốn dùng hắc ám lắng động quang minh, chỉ có thể nghĩ đến dùng cửu âm thần văn biện pháp, nhưng ta bây giờ không cần. Diệp Thần ngữ khí phong khinh vân đạm, trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay linh khí thôi động, càng đem quang minh chi tâm bên trên âm văn, toàn bộ xóa đi. Thấy cảnh này, Thủy Mẫu Đế Cơ, Thiên Nữ, Vân Phi Hồng, Vân Chu bọn người, đều là kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Thần xóa đi âm văn sau, cả viên quang minh chi tâm, liền vang ong ong động, cấu tạo thành viên này tinh thể hào quang, không có hắc ám lắng động cùng gò bó, lập tức liền muốn tán loạn, giống như cây không dễ, hắc ám là hết thảy căn cơ. Nhưng, tại quang minh tán loạn phía trước, Diệp Thần đã thi triển thủ đoạn, hội tụ hắc ám chi lực, tại quang minh chi tâm phía trên, một lần nữa chế tạo ra một đạo hắc ám phù văn. Đạo này hắc ám phù văn, lập tức tạo thành cường đại ước thúc, đem quang minh chi tâm hết thảy quang huy, đều vững vàng ước thúc, không có tiếp tục bất luận cái gì sụp đổ tản mạn khắp nơi dấu hiệu. Bây giờ Diệp Thần hắc ám thủ đoạn, thực sự quá cường đại, Dạ Hoàng Kinh, Tử Thần Quyền Hành, Thọ Ôn Hỏa Thuật các loại, hắn đã không cần lại chế tạo cửu âm thần văn, hắn có chính mình hắc ám chi đạo. Cửu âm thần văn đối với Diệp Thần tới nói, chỉ là tiểu đạo. Ngày xưa cường đại cửu thần, cái gọi là quang thần, tại Diệp Thần trong mắt, cũng thành tầm mắt nông cạn hạng người. Năng lực của hắn, thủ đoạn của hắn, đã vượt qua ngày xưa cửu thần. Cả viên quang minh chi tâm, quang cùng ám pháp tắc, đã hoàn toàn hoàn mỹ, kế tiếp chỉ cần bổ khuyết tài nguyên, cái này kỳ quan liền có thể đại công cáo thành, tương lai có thể hóa thành một chiếc đèn, đi chiếu rọi thông hướng tinh không bỉ ngạn con đường. Thủy Mẫu Đế Cơ một hồi hổ thẹn, đem âm linh phù thu vào, nói, luân hồi chi chủ thần thông cái thế, thực sự là gọi người khâm phục không thôi. Tương lai ngươi nếu theo sáng lên đi tinh không bỉ ngạn con đường, còn xin mang theo ta cùng sát thần đại ca. Diệp Thần mỉm cười, nói, đây là tự nhiên, như vậy hiện tại, chúng ta trước hết cứu tỉnh sát thần tiền bối. Nói đi, Diệp Thần ánh mắt, cũng là trở nên lăng lệ, nắm quyền một cái, thông thiên cảnh sức mạnh. Tại toàn thân ở giữa bành trướng lưu chuyển. Hắn rút ra côn lôn đao, đem trong tay ánh sáng của bầu trời thần tinh, trực tiếp khảm nạm đến trên thân đao đi. Viên này ánh sáng của bầu trời thần tinh, đích xác rất khó luyện hóa, nhưng bên trong như thế dư thừa năng lượng, không lợi dụng liền đáng tiếc. Vừa vặn Diệp Thần trong tay côn lôn đao, ký thác ngày xưa hồn thiên đế đăng lâm nhật nguyệt quyết tâm, hơn nữa cũng đã nhận được tinh không bỉ ngạn chúc phúc, cái gọi là côn luân nhật nguyệt, trên bản chất cũng là quang một bộ phận. Ánh sáng của bầu trời thần tinh cùng côn lôn đao khảm nạm dung hợp, chính là hoàn mỹ. Ông một tiếng, tại Diệp Thần khảm nạm ánh sáng của bầu trời thần tinh sau, cả thanh côn lôn đao, liền bộc phát ra kinh thiên thần thánh tia sáng, vô tận thần quang lưu chuyển xen lẫn, liệt nhật vàng rực,
trăng sáng trong sáng, thân đao bóng lưỡng, như thanh minh hạo đãng không thấy đáy. Cây đao này phẩm chất, trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí so với Diệp Thần vĩ đại kỳ quan đạo thiên kiếm, còn phải lại cường hãn một chút. Thủy Mẫu Đế Cơ, Thiên Nữ, Vân Chu, Vân Phi Hồng bọn người, cảm nhận được Côn Lôn đao bộc phát ra cuồng bạo tia sáng uy thế, đều là đại chấn, bên tai như sấm rền rung động ầm ầm, tâm thần thất thủ. Vây quanh ánh sáng của bầu trời thần tinh, cây đao này quá cường hãn, tiết ra ngoài ra hào quang, đủ để đem người bao phủ, để cho người ta hóa thành trống không hư vô. Cũng chỉ có Diệp Thần, hắc ám nội tình cùng quang minh nội tình đều vô cùng thâm hậu, mới có thể vững vàng chấp chưởng cây đao này. Hồn Thiên Đế, liền lấy ngươi tới thử đao a. Ta còn không đánh lại ngươi, nhưng ngươi sẽ trở thành ta ma luyện đao kiếm chỉ thạch. Diệp Thần liếm môi một cái, trước mắt hắn tu vi, là thông thiên cảnh một tầng thiên sơ giai, chút tu vi ấy, đương nhiên còn chưa đủ cùng Hồn Thiên Đế chống lại, nhưng ít ra có thể chào hỏi mấy chiêu, sẽ không giống lấy trước như vậy sụp đổ. Cùng Hồn Thiên Đế loại này cấp bậc cường giả giao phong, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là một hồi thiên đại lịch luyện, đối với chính mình võ đạo tăng tiến rất có ích lợi. Xoẹt! Lập tức, Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp phun ra một đao, hừng hực nhật nguyệt đao quang, phá vỡ phỉ nhiêu trên kim đan không gian. Không gian phá toái, khí lưu xoay tròn, tiếp theo sát, Diệp Thần đã ra phỉ nhiêu kim đan, xuất hiện tại Dược Vương cổ địa bầu trời, Hồn Thiên Đế cùng Thiên Đấu Sát Thần ngay tại phía dưới. Cái gì? Hồn Thiên Đế đang cùng Thiên Đấu Sát Thần đối chiến lấy, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần hiện thân đi ra, lập tức rất là chấn động. Diệp Thần tại phỉ nhiêu trên kim đan dừng lại mấy ngày, nhưng ở Hồn Thiên Đế góc nhìn phía dưới, chỉ là đi qua mấy tức thời gian, có thể nói là thời gian một cái nháy mắt. Chính là cái này mấy tức thời gian, Diệp Thần đã là nghịch thiên thuế biến, tu vi đột phá đến thông thiên cảnh, chứng đạo thần vương, toàn thân thần quang lãng chiếu, chiếu rọi chư thiên, cho dù là đỉnh cấp thiên đế, luận khí thế khí tượng, đạo uẩn uy năng, cũng không thể cùng Diệp Thần so sánh. Dược Vương bí điển chính tà pháp môn, Diệp Thần cũng toàn bộ lĩnh ngộ, chính đạo thiên phỉ nhiêu, tà đạo thiên hỏa thuật, phong hỏa tương chiếu, quy về một thể, để cho khí chất cả người hắn, nhìn vừa có đế hoàng chính đại hùng hậu, cũng có ma đạo bá khí xâm nghiêm, cường hoành tới cực điểm. Phỉ nhiêu kim đan oang oang ánh sáng mặt trời, coi đây là bối cảnh, Diệp Thần huyền lập tại viên này kim đan thái dương phía trước, toàn thân đều đang phát sáng, để cho Hồn Thiên Đế đều cảm giác có chút chói mắt. Trong tay Diệp Thần, Côn Lôn đao nắm chặt, cây đao này, vây quanh ánh sáng của bầu trời thần tinh sau, tia sáng bành trướng hừng hực không biết gấp bao nhiêu lần, Diệp Thần nắm đao, tựa như chấp chưởng vô thượng ánh sáng của bầu trời quyền hành. Quang huy càng là chói lóa mắt. Hồn Thiên Đế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, từ cái kia côn luân trên đao, hắn đã bắt giữ không đến mảy may quen thuộc nhân quả. Cây đao này, đã từng là binh khí của hắn, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn bị Diệp Thần nắm giữ, hơn nữa lợi dụng ánh sáng của bầu trời thần tinh, cải biến cả thanh đao pháp tắc kết cấu. Hồn Thiên Đế đạo tâm lay động một hồi, côn luân đao dù sao cũng là hắn khi xưa binh khí, bây giờ bị Diệp Thần nắm giữ. Hắn liền có loại chính mình vô cùng quý trọng chi vật, lại bị người khác trà đạp đồng dạng, đạo tâm tinh thần liền đi theo xuất hiện lay động, khó mà bình tĩnh. Xoẹt! Tâm thần lay động phía dưới, Hồn Thiên Đế phòng thủ xuất hiện điểm sơ sẩy, bị Thiên Đấu Sát Thần nhất kiếm vạch phá lồng ngực, máu tươi chảy ròng. Hắn kêu lên một tiếng, người nhẹ nhàng lui về phía sau thối lui. Ha ha ha! Thiên Đấu Sát Thần nhưng là cười ha ha, điên cuồng cực điểm. Tại một kiếm sát thương Hồn Thiên Đế sau, hắn cũng không đuổi theo, mà là quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần xuất hiện, cái kia cỗ kinh thiên khí thế, cũng là kinh động hắn. Sát sát sát, Thiên Đấu Sát Thần trong ánh mắt, tràn đầy cuồng dã hừng hực sát ý, tung người nhảy lên, một kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Một kiếm này khí thế bàng bạc, sát khí ngút trời, sau lưng Diệp Thần, Thiên Nữ, Thủy Mẫu Đế Cơ, Vân Chu bọn người đều là kinh hô lên một tiếng. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Đấu Sát Thần như thế nổi điên bộ dáng, trong mắt cũng là lướt qua vẻ ảm đạm, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, nói, Sát Thần tiền bối, tỉnh dậy đi. Bàn tay hắn trực tiếp nhô ra, tay không bắt được Thiên Đấu Sát Thần bổ tới kiếm. Không, Thiên Nữ ở phía sau nhìn thấy một màn này, lập tức hãi dị kinh hô. Thiên Đấu Sát Thần kiếm thế, cỡ nào mãnh liệt cuồng bạo, Diệp Thần như thế tay không tiếp kiếm, chẳng phải là tự tìm cái chết. Chỉ thấy Diệp Thần một tay bắt được Thiên Đấu Sát Thần bổ tới kiếm, cái kia cuồng bạo máu tanh kiếm khí, lập tức đem bàn tay hắn chặt ra, thậm chí kém chút chặt đứt, máu tươi chảy ròng, tiết ra ngoài ra kiếm khí,
xung kích thân thể của hắn lập tức khắp nơi nứt ra, cũng là máu chảy như suối. Dù cho Diệp Thần thể chất cường đại, nhưng cứng rắn chịu thiên đấu sát thần nhất kiếm, cũng là trong khoảnh khắc trọng thương, thiếu chút nữa thì bị chặt chết. Nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần toàn thân tuôn ra kim quang, khắp nơi nứt ra vết thương, lập tức khép lại, bàn tay vết thương cũng khép lại, càng thần kỳ là, hắn bị kiếm khí tê liệt quần áo, cũng đi theo hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là Dược Vương bí điển chính đạo thiên, Phì Nhiêu bí pháp lợi hại. Phì Nhiêu đế quân bí pháp, vô cùng ảo diệu, hạch tâm pháp tắc một trong, chính là tiêu tan nghiệt. Nhân thể thụ thương, quần áo tổn hại, đây đều là tích nghiệt, nghiệt tồn tại, sẽ để cho vạn vật từ trật tự hướng đi hỗn loạn. Chỉ cần có thể tiêu tan nghiệt, vạn sự vạn vật đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phì Nhiêu bí pháp bên trong tiêu tan nghiệt giải ách chú, đang có tiêu tan nghiệt phá ách hiệu quả, Diệp Thần tự động vận dụng, đánh tan trên thân hết thảy tội nghiệt hỗn loạn, để cho địa phương hư hại, một lần nữa quy về trật tự cùng hoàn mỹ, thế là, miệng vết thương của hắn liền phục hồi như cũ, hư hại quần áo cũng đi theo khôi phục như lúc ban đầu. Nắm giữ Dược Vương bí điển Diệp Thần, liền lợi hại đến nước này, đã là bất tử chi thân, cho dù bị người nghiền xương thành tro, hắn đều có thể vô hạn phục sinh, trừ phi có người đem căn nguyên của hắn đạo tâm giết hết, bằng không không có khả năng giết chết hắn. Dược Vương bí điển Phì Nhiêu thuật, thực sự quá nghịch thiên, nắm giữ Phì Nhiêu pháp tắc Diệp Thần, có thể xưng bất tử bất diệt, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, người có thể giết chết hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Nhậm Phi phàm loại này cường giả, bây giờ cũng không giết chết Diệp Thần. Phì Nhiêu đế quân truyền công, mang cho Diệp Thần thuế biến, thực sự quá quá lớn rồi. Bây giờ, đối mặt thiên đấu sát thần, Diệp Thần coi như đứng bất động, đối phương cũng không giết chết hắn. Đã lâm vào điên cuồng thiên đấu sát thần, nhìn thấy Diệp Thần trúng kiếm thụ thương, lại khoảnh khắc khôi phục bộ dáng, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra lướt qua một cái ngốc trệ chi sắc, không thể tin được. Đây là... Dược Vương bí điển thần thông. Không, tiểu tử này, tu vi đã vượt qua Từ Hoài Dược Vương. Hồn Thiên Đế nhìn thấy một màn này, cũng là rất là chấn động, nhìn Diệp Thần cái này bất tử thân bộ dáng, rõ ràng là hoàn toàn nắm giữ Dược Vương bí điển quyết khiếu, Phì Nhiêu chúc phúc tại người, vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Luận Phì Nhiêu y thuật tu vi, Diệp Thần thậm chí vượt xa ngày xưa Từ Hoài Dược Vương. Liền xem như Từ Hoài Dược Vương, đều khó có khả năng giống Diệp Thần dạng này, nắm giữ mạnh mẽ như vậy bất tử thân. Phì Nhiêu chúc phúc, tiêu tan nghiệt giải ách chú. Diệp Thần không chút hoang mang, đoạt lấy thiên đấu sát thần kiếm, điểm ngón tay một cái, một điểm linh quang bắn ra, đánh vào thiên đấu sát thần trên trán, trực tiếp liền thi triển ra tiêu tan nghiệt giải ách chú, muốn đánh tan thiên đấu sát thần trên người tội nghiệt. Thủ pháp này, chính là chỉ tận gốc chi pháp, so năm đó Từ Hoài Dược Vương, thủ đoạn muốn cao minh rất nhiều. Năm đó Từ Hoài Dược Vương, đối mặt thiên đấu sát thần điên dại trầm luân chứng bệnh, chỉ có thể dùng thiên nhân hóa sinh trải qua luyện chế đan dược đi hòa dịu, trị ngọn không trị gốc, thiên đấu sát thần thể nội tội nghiệt vẫn tồn tại. Nhưng bây giờ, Diệp Thần thủ pháp, môn này tiêu tan nghiệt giải ách chú, lại là trực tiếp hóa giải tất cả tội nghiệt, chân chính trị tận gốc chi pháp. Ách ách ách, chỉ thấy Diệp Thần bắn ra tiêu tan nghiệt giải ách thần quang, đánh vào thiên đấu sát thần trên trán sau. Thiên đấu sát thần liền phát ra một hồi đau đớn rên rỉ, thân thể hoảng hốt không ngừng lùi lại, hai tay ôm đầu, toàn thân co quắp. Hắn chịu ba quỷ thần nguyền rủa, vốn là đã triệt để lâm vào trong điên dại, mất lý trí, nhưng bây giờ, tại Diệp Thần Phì Nhiêu tiêu tan nghiệt chúc phúc phía dưới, quỷ dị nguyền rủa tại tán đi. Ba quỷ thần nguyền rủa, cỡ nào cường hãn, nhưng ở Diệp Thần Phì Nhiêu thủ pháp trước mặt, cũng là không có nửa điểm tác dụng, trong khoảnh khắc liền bị tịnh hóa tan rã. Chỉ là thiên đấu sát thần chịu nguyền rủa ăn mòn quá sâu, nguyền rủa tan rã thời điểm, căn nguyên của hắn linh khí, cũng đi theo bị tước đoạt tiêu hao, quá trình có chút đau đớn. Mộ chủ, mặc dù đau đớn, nhưng thiên đấu sát thần linh thức, lại dần dần khôi phục thanh tỉnh, thống khổ này cũng là đáng, hắn nhẹ nhàng hô hoán Diệp Thần tên, âm thanh tràn ngập ý cảm kích. Xuy xuy xuy, nguyền rủa không ngừng tan rã, thiên đấu sát thần ba đầu sáu tay dị dạng bộ dáng, cũng dần dần khôi phục bình thường. Chỉ có điều, theo Diệp Thần tiêu tan nghiệt trị liệu, thiên đấu sát thần hồn thể, cũng đang không ngừng trở nên hư hóa, lạnh lùng, phai màu, giống như tùy thời có thể tiêu thất. À, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần cũng là có chút điểm kỳ quái, hắn còn tưởng rằng tại nguyền rủa hóa giải sau, thiên đấu sát thần tội nghiệt tiêu hết, sẽ trở nên cường đại,
nhưng không nghĩ tới, cái sau hồn thể, lại lâm vào trong phai màu hư hóa, trở nên vô cùng phai mờ. Đúng, sát thần tiền bối bản thân liền là kiếm hoàng oán niệm biến thành, hắn toàn thân cũng là, nghiệt, ta tiêu tan nghiệt giải ách, lại là đem hắn từ bản nguyên bên trên xóa bỏ. Diệp thần suy nghĩ một chút, lập tức liền biết. Thiên đấu sát thần thân phận đặc thù, nói đúng ra, hắn cũng không phải người, hắn là một đầu nghiệt vật, là kiếm hoàng oán niệm biến thành, toàn thân cũng là nghiệt chướng tội ác. Diệp thần tiêu tan nghiệt giải ách chú, chính là muốn tiêu trừ hết thảy nghiệt chướng, vậy thì tương đương với muốn đem thiên đấu sát thần xóa bỏ. Ngô! Thiên đấu sát thần hồn thể phai màu, không ngừng biến hư, hắn cũng là phát ra kêu đau một tiếng, cảm giác chính mình hồn thể có chút không ổn, giống như dưới ánh mặt trời bọt biển, lập tức liền muốn bốc hơi tiêu tan. Diệp thần cũng cảm nhận được thiên đấu sát thần cùng luân hồi nghĩa địa liên hệ cũng dần dần đứt gãy. Diệp thần cười khổ một tiếng, hắn là muốn cứu thiên đấu sát thần, cũng không muốn đem hắn gạt bỏ. Ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, cho ta càng. Mắt thấy thiên đấu sát thần liền muốn tiêu thất, Diệp thần lập tức biến hóa thủ pháp, một chiêu ánh sáng của bầu trời thần dược thuật thi triển ra đi, từng sợi màu vàng dược khí, liền từ trong tay Diệp thần phun ra, toàn bộ quán chú đến thiên đấu giết thần thể bên trong. Một chiêu này ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, cũng là phí nhiêu pháp môn một trong, là dược phương bí điển chính đạo thiên chín loại bí pháp một trong, cũng là nhất là thường dùng một loại, là phổ biến nhất y thuật, hội tụ ánh sáng của bầu trời dược khí, quán chú nhân thể, chỉ được liệu các loại đau đớn chứng bệnh, cũng có thể cố bản bồi nguyên. Bây giờ, Diệp thần liền dùng ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, vì thiên đấu sát thần cố bản bồi nguyên, mở rộng hắn hồn thể, miễn cho hắn tiêu tan. Lấy Diệp thần thông thiên cảnh tu vi, muốn mở rộng thiên đấu sát thần hồn thể, thật không phải chuyện dễ, nhưng may mắn, trên đỉnh đầu hắn có một khỏa phì nhiêu kim đan, viên này kim đan năng lượng bàng bạc, mặc dù hắn còn không cách nào vận dụng, nhưng trên kim đan âm dương thần trì, lại là có thể thuận lợi lợi dụng. Rầm rầm, từng sợi kim sắc linh khí, liền từ phì nhiêu trên kim đan chút xuống, đó là âm dương bên trong thần trì, phì nhiêu linh thủy linh khí. Từng sợi phì nhiêu linh thủy linh khí. Tại Diệp thần dẫn đạo phía dưới, toàn bộ quán chú đến thiên đấu giết thần thể bên trong. Thiên đấu sát thần hồn thể, liền nhanh chóng lớn mạnh, tiết ra ngoài ra phì nhiêu linh khí, hướng thiên địa bốn phía khuếch tán, một màn kinh người liền xuất hiện. Tối om om bầu trời, dày đặc trên bầu trời từng khỏa quyết tử ma nhãn, tại phì nhiêu linh khí rội rửa phía dưới, toàn bộ vô thanh vô tức dập tắt, bầu trời lần nữa khôi phục trong vắt. Nguyên bản vốn đã biến thành tử vong phế tích đại địa. Cũng là một lần nữa tỏa ra sinh cơ, tất cả hắc ám ma khí âm vụ hoàn toàn tán đi, hoa cỏ cây cối một lần nữa mọc ra, phi cầm tẩu thú cũng đi theo sinh ra, một bộ chim hót hoa nở bộ dáng. Phía trước dược vương gia tộc người đã chết, tại Diệp thần ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, phối hợp với phỉ nhiêu linh khí chúc phúc phía dưới, rất nhanh liền toàn bộ sống lại. Tất cả phục sinh giả đầu tiên là mê mang, sau đó ngẩng đầu, khi thấy Diệp thần kim quang kia huy hoàng. Toàn thân phì nhiêu dược khí tràn ngập vĩ đại quang huy khí tượng, tất cả mọi người đều lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này Diệp thần, lòng dạ từ bi, cứu tế thiên địa thương sinh, hắn khí phách, đã vượt xa ngày xưa từ hoài dược vương. Cái này còn không phải là Diệp thần tận lực cử chỉ, hắn là tại trị liệu thiên đấu sát thần, tiết ra ngoài ra một điểm linh khí, chính là điểm này khí tức tiết lộ, lại trị liệu toàn bộ dược vương cổ địa thế giới, để cho tất cả bóng ma tử vong cùng hắc ám toàn bộ diệt vong. Chỉ còn lại phì nhiêu phồn vinh sinh cơ. Mà tại Diệp thần trị liệu xong, thiên đấu sát thần hồn thể một lần nữa củng cố, thậm chí trở nên càng cường đại, còn tại chậm rãi sinh sôi chảy máu thịt, muốn bị đắp nặn làm ra một bộ nhục thân. Sư huynh thật là cao minh y thuật, chính là dược vương lão tổ tông phục sinh, cũng tuyệt đối không thể so sánh. Vân Chu nhìn thấy Diệp thần thủ đoạn, kinh hỉ bội phục không thôi. Vân Phi Hồng cũng là khen ngợi nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Sao dám tin tưởng thế gian này, lại có thể có người y thuật, có thể vượt qua lão tổ tông. Hồn thiên đế thấy thế, chợt quát lên, đủ. Hắn mắt thấy Diệp thần muốn trị hảo thiên đấu sát thần, nếu là thiên đấu sát thần hoàn toàn khôi phục, vậy đối với hắn tới nói, chính là một cái phiền toái cực lớn. Tiếng quát chưa dứt, hồn thiên đế ngang tàng ra tay, tung người bay lên, trên không một trường, lấy thế bao phủ thiên địa, hướng về Diệp thần cuồng chụp mà đi. Một trường này. Hắn đem hết chân lực, không lưu mảy may chỗ trống, thề phải đem Diệp thần một trưởng đánh giết. Hắn dù sao cũng là vô thượng đạo quân, hắn toàn lực bạo phát, uy thế cực kỳ khủng bố, bẻ gãy nghiền nát. Lúc này hồn thiên đế đã cảm giác được,
hắn rời đi hồn tộc trận doanh sau, hồn tộc Sơn Môn lâm vào trống rỗng, thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế bên này, đã có động tác, hắn hồn tộc Sơn Môn đang lâm vào trong hỗn loạn. Có vô số đạo tiếng kêu cứu, truyền vào lỗ tai hắn, kêu gọi hắn quay về tỏa chấn, lắng lại bên ngoài loạn, nếu bị Nguyên Thiên Đế rút lão ra, hồn tộc sắp sụp bại. Nhưng đối mặt Diệp Thần, hắn lại như thế nào có thể lâm trận rời đi? Hôm nay nếu như không giết chết Diệp Thần, hắn nhất định sinh tâm ma, một khi tâm ma nổ lên, dẫn bạo ẩn tàng phần thiên đại kiếp cũng có thể, hậu quả khó mà lường được, so hồn tộc Sơn Môn sụp đổ còn nghiêm trọng hơn. Sơn Môn hủy diệt, còn có thể trùng kiến, nhưng nếu như tự thân chết, vậy thì hết thảy đều không còn. Cho nên, hai tướng cân nhắc phía dưới, hồn thiên đế vẫn là lựa chọn hướng Diệp Thần ra tay, cũng không trở về núi môn. Diệp Thần nhìn thấy hồn thiên đế một trưởng vỗ tới, cũng là cảm thấy một hồi ngạt thở. Chênh lệch quá xa. Hồn thiên đế tu vi, quá kinh khủng, đã vượt qua thiên đạo hạn chế. Tại không không lúc nào khoảng không bây giờ thiên đạo pháp tắc phía dưới, người bình thường tối đa chỉ có thể tu luyện tới thiên đế cảnh đỉnh phong, giống Nhậm Phi Phàm, Vũ Tổ, Hồng Quân lão tổ nhóm cường giả, có thể tấn thăng siêu phẩm thiên đế, nhưng nghĩ bước vào đạo quân cảnh, cơ hồ không có khả năng, bởi vì thiên đạo không cho phép. Nhưng hồn thiên đế, lại là khôi phục đỉnh phong thời điểm, vô thượng đạo quân tu vi. Một cái, là bởi vì hắn tiền thân là trụ thần, có thể mượn dùng trụ lực lượng của thần, siêu thoát thiên đạo hạn chế. Thứ hai, hắn là vận dụng chân thực huyễn tưởng xen lẫn, mộng ảo mê tưởng nhớ các loại đặc biệt pháp tắc thủ đoạn, huyễn tưởng chính mình là vô thượng đạo quân, lại để cho huyễn tưởng lắng đọng thành chân thực, vì vậy trở thành đạo quân. Cái gọi là huyễn tưởng cùng hoang ngôn, chỉ cần tin tưởng chân người đủ nhiều, vậy cũng sẽ biến thành chân thực. Hồn thiên đế thủ hạ, có vô số tín đồ cùng đệ tử, chỉ cần bọn thủ hạ tín ngưỡng, dựa vào hương hỏa cung phụng, hắn đều đủ để thành tựu đạo quân. Tuy nói thành tựu như thế đi ra ngoài vô thượng đạo quân, nội tình không đủ vững chắc, nhưng đối với Diệp Thần tới nói, cũng là kinh thiên động địa đại khủng bố. Diệp Thần mặc dù đột phá đến thông thiên cảnh, trở thành thần vương, nhưng cùng hồn thiên đế loại này vô thượng đạo quân so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn rồi, không có nửa điểm phần thắng. Cho nên, khi thấy hồn thiên đế một trưởng gào thét mà đến, Diệp Thần cũng không ngạnh bính, mà là một cái lắc mình, hóa thành một tia quang, mau né đi. Không chỉ là Diệp Thần người bên cạnh, thiên đấu sát thần, thiên nữ, vân chu phụ tử, thủy mẫu đế cơ các loại, cũng bị hào quang của hắn mang theo, cùng nhau né tránh hồn thiên đế trưởng thế. Oanh! Hồn thiên đế một trưởng thất bại, hắn kinh thiên một trưởng, đánh vào vừa mới Diệp Thần huyền lập bên trong hư không, làm cho vùng hư không kia, cũng là triệt để phá diệt, bạo toái ra một cái hắc động, cực kỳ khủng bố. Thiên nữ, vân chu bọn người, mắt thấy hồn thiên đế một trưởng này, khủng bố như thế lực phá hoại, đều là sắc mặt tái nhợt, một hồi lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa mới không phải Diệp Thần, mang theo bọn hắn né tránh, bọn hắn đã bị hồn thiên đế một trưởng đánh bể. Thân hóa ánh sáng của bầu trời, nhật nguyệt thân pháp. Hồn thiên đế một trưởng thất bại sau đó, biểu lộ trong nháy mắt lâm vào trong đờ đẫn, hơi có điểm kinh ngạc quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Hắn đã nhìn ra, vừa mới Diệp Thần sử thân pháp, chính là nhật nguyệt thân pháp, xảo diệu tinh ảo cực điểm, cơ thể hóa thành quang, quang vô hình vô chất, có thể miễn dịch hết thảy võ đạo tổn thương. Mặc cho người võ đạo lại cao hơn, làm sao có thể giết chết một tia quang. Coi như vừa mới Diệp Thần không né, chính hắn cũng sẽ không thụ thương, chỉ cần vận chuyển nhật nguyệt thân pháp, biến thành một tia quang, liền có thể miễn dịch tất cả võ đạo tổn thương. Hồn thiên đế nhìn ra, Diệp Thần nhật nguyệt thân pháp, cao minh vô cùng, thậm chí đơn thuần thân pháp mà nói, cùng tinh không bị ngạn nhật nguyệt cảnh cường giả so sánh, cũng sẽ không có mảy may kém. Nắm giữ lấy cao minh như vậy thân pháp, Diệp Thần muốn chạy, hồn thiên đế là ngăn không được hắn. Tuy nói hồn thiên đế không dùng võ đạo, dùng thần thông thuật pháp mà nói, có thể công kích thương tổn tới Diệp Thần, nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Thần nhất định phải chính diện cùng hắn đánh. Nếu như Diệp Thần không muốn đánh, chỉ muốn chạy, hồn thiên đế là không đuổi kịp, bởi vì hắn đuổi không kịp một tia quang, thân pháp của hắn cũng không sánh được Diệp Thần ảo diệu như vậy. Hồn thiên đế, cần phải cảm ơn ngươi Côn Lôn đao a. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, cầm ngang lấy Côn Lôn đao, hắn nhật nguyệt thân pháp, so với trước đây, tinh tiến không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này cần nhờ vào Côn Lôn đao bản thân ẩn chứa nhật nguyệt pháp tắc, cho Diệp Thần cực lớn tăng thêm. Còn có Côn Luân trên đao khảm nạm ánh sáng của bầu trời thần tinh, cái kia vô thượng thần thánh quang huy đại đạo,
cũng cho Diệp Thần rất nhiều cảm ngộ, để cho hắn thân pháp tiến nhanh. Nếu là trước kia mà nói, tại hồn thiên đế cường giả uy áp bên dưới, Diệp Thần liền thi triển thân pháp có thể cũng không có, muốn bị áp chế gắt gao. Nhưng bây giờ, hắn tấn thăng đến thông thiên cảnh, lại chấp trưởng phong họa chi bí, thâm nhập hơn nữa cùng Côn Lôn đao, ánh sáng của bầu trời thần tinh pháp tắc tương dung, hắn đã không sợ bất luận cái gì cường giả uy áp. Hồn thiên đế ra mặt run rẩy mấy lần, có chút đạo tâm bể tan tành cảm giác, cục diện như vậy, để cho hắn 10 phần biệt khuất, nếu như Diệp Thần không cùng hắn chính diện đối nghịch, chỉ muốn chạy trốn, hắn là nửa điểm biện pháp không có. Theo lý thuyết, Diệp Thần hoàn toàn có thể tại hắn ngay dưới mắt, mang theo tất cả mọi người nghênh ngang rời đi. Hừ, lạnh rên một tiếng, hồn thiên đế cực kỳ không cam lòng, thi triển một chiêu u mị quỷ trảo thần thông, cách không phá toái không gian. Sau lưng Diệp Thần không gian nứt ra, một cái quỷ dị đen như mực thủ trảo, như từ u minh như địa ngục giết ra, vồ mạnh tiếp. Nhưng Diệp Thần cơ biến cực nhanh, tại hồn thiên đế vừa mới xuất thủ thời điểm, hắn đã phát giác được sau lưng khí tức khác thường, lập tức thi triển nhật nguyệt thân pháp, mang theo thiên nữ, vân chu bọn người lách mình né tránh. Tại tấn thăng đến thông thiên cảnh một tầng thiên sau, Diệp Thần cảm quan nhạy cảm rất nhiều. Hơn nữa, hắn tinh thông hỗ tự quyết. Đối với thiên địa ở giữa khí lưu biến hóa, cảm ứng vô cùng sắc bén, chỉ cần chung quanh khí tức khác thường, mất đi cân đối, hắn lập tức có thể bắt được. Liền xem như hồn thiên đế loại này cấp bậc cao thủ, muốn đánh lén hắn, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình, chỉ có thể đang đối mặt giết. Hồn thiên đế nhất kích đánh lén thất bại, nhìn thấy Diệp Thần lại thi triển thân pháp né tránh, sắc mặt hắn càng âm trầm khó coi. Thiên nữ vui vẻ nói, Diệp Thần, thân pháp của ngươi tuyệt diệu vô cùng. Vậy chúng ta đi nhanh một chút a, chớ cùng hồn thiên đế dây dưa. Hồn thiên đế dù sao cũng là vô thượng đạo quân, thật sự chính diện đánh nhau, Diệp Thần không có nửa điểm phần thắng. Bây giờ thiên đấu sát thần tiếp nhận Diệp Thần trị liệu sau, hồn thể tội nghiệt cấp tốc tiêu mất, nhưng sức mạnh ngược lại lâm vào trong suy yếu, hắn là nghiệt hóa thân, nghiệt bị tiêu trừ, ý hắn thức mặc dù không còn trầm luân, nhưng thực lực lại bị suy yếu rất lớn. Nghĩ khôi phục thực lực. Chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tĩnh dưỡng, lại thu luyện lại khôi phục. Theo lý thuyết, coi như Diệp Thần cùng thiên đấu sát thần liên thủ, cũng là đánh không lại hồn thiên đế. Không, đừng như vậy vội vã đi. Diệp Thần đôi mắt híp lại, ánh mắt sắc bén, lại không có vội vã ý rời đi, tay nắm lấy Côn Lôn đao, nhìn phía xa hồn thiên đế, ánh mắt hơi có điểm hừng hực liếm môi một cái. Hồn thiên đế loại này cấp bậc cao thủ, cùng hắn một trận chiến, đối với ta tu vi cũng có lợi thật lớn. Thiên nữ kinh ngạc, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nhìn thật sâu một mắt hồn thiên đế, ngưng trọng nói, ta muốn cầm hồn thiên đế thử đao, ba đao đi qua, chúng ta lại đi cũng không muộn. Lời nói này rơi xuống, toàn trường đều kinh hãi. Diệp Thần cử động lần này là triệt triệt để điên rồ. Xa xa hồn thiên đế, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi muốn cầm ta thử đao? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thần sắc đẹp là thế nào sẽ thích ngươi? Hắn lời này lại mang theo một tia ghen ghét chi ý, thế gian này, có thể để cho hồn thiên đế đạo tâm diêu động người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần sắc đẹp chính là một cái. Thần sắc đẹp là hoàn mỹ hóa thân, nàng từ nguyên thiên đế vẻ đẹp nguyện vọng bên trong sinh ra sau đó, lại hội tụ thiên địa linh tú tạo hóa chi khí, thậm chí rất nhiều trụ thần, tại mắt thấy thần sắc đẹp hào quang sau đó, cũng vì đó tán thưởng, sau đó ban thưởng chúc phúc. Có rất nhiều trụ thần, đều đem thần sắc đẹp xem như hải đăng. Trừ đi vô thường, hết thảy tất cả đắng, thế giới tràn đầy hắc ám cùng đau đớn, cho dù là trụ thần, cũng cần ký thác tinh thần, cần hải đăng trụ cột. Thần sắc đẹp liền thành rất nhiều trụ thần hải đăng, vẻ đẹp của nàng, là chư thần chúc phúc qua đẹp, đã vượt ra khỏi nguyên thiên đế bản thân tạo hóa phạm trù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong chư thiên. Ngưỡng mộ trong lòng thần sắc đẹp người, vô số kể, giống hồn thiên đế, đối với thần sắc đẹp cũng là quyến luyến vô cùng. Trừ hắn ra, liền xấu thần đều hâm mộ thần sắc đẹp. Loại này quyến luyến, hâm mộ, ưa thích, là siêu việt đồng dạng nam nữ tư tình ưa thích, là đối với thế gian tốt đẹp nhất chi vật ngước nhìn, cũng là tự thân ký thác tinh thần. Thần sắc đẹp không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi sao? Vô tưởng nhất đao. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên hung hãn. Một đao điên cuồng chém mà ra, vô tưởng nhất đao trực tiếp bộc phát, Côn Lôn đao cuốn sạch lấy kinh thiên mà thuần túy đao quang, gào thét lên hướng hồn thiên đế chém tới. Hồn thiên đế là vô thượng đạo quân,
Diệp Thần chỉ là thần vương, hai người thực lực sai biệt, như Thanh Thiên Phù Du, Hạo Nguyệt Đom Đóm, không thể đánh đồng. Nhưng Diệp Thần chính là muốn xuất đao, chính là muốn cầm Hồn Thiên Đế làm đá mài đao, mà luyện đao pháp của mình cùng võ đạo, thử lại lần nữa Hồn Thiên Đế thực lực nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hồn Thiên Đế đồng tử co vào, nhìn xem Diệp Thần một người một đao gào thét mà đến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật sự dám hướng hắn vung đao. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được Diệp Thần lòng cường giả. Cường giả vung đao, hướng người mạnh hơn. Tự tìm cái chết. Hồn Thiên Đế nổi giận, Thiên Ma Phệ Hồn Châu tế ra, quanh thân ma khí thủy triều bạo dũng, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, cả người nhiễu đại đạo phù văn, bàn tay cuồng chụp ra ngoài, băng thiên diệt địa. Hắn tay không cùng Diệp Thần Côn Lôn Đao đối nghịch, không sợ chút nào, coi như Diệp Thần Côn Lôn Đao đã vây quanh ánh sáng của bầu trời thần tinh, tia sáng so dĩ vãng hừng hực gấp 10, hắn cũng không để ở trong mắt. Bởi vì đao kiếm chỉ là ngoại vật, chỉ có tự thân tu vi mới là căn bản nhất tồn tại. Hồn Thiên Đế tu vi cao hơn Diệp Thần nhiều lắm, hắn không có chút nào sợ Diệp Thần, nhiều nhất lo lắng Diệp Thần tự bạo sẽ làm bị thương chính mình thôi. Nếu như Diệp Thần không cùng hắn đánh, phải dựa vào tinh diệu thân pháp rời đi, vậy hắn là không có biện pháp nào, lại biệt khuất cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần thế mà muốn cầm hắn thử đao, cứ như vậy thẳng thắn vung đao xông lên, tại Hồn Thiên Đế trong mắt, liền cùng chịu chết không sai biệt lắm. Oanh! Hồn Thiên Đế hung hăng một chưởng, chưởng phong cuồng bạo như biển gầm, cùng Diệp Thần vô tưởng nhất đao đao quang va nhau, trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ lớn. Tại đao quang cùng chưởng thế va chạm trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được đại lực bạo dũng mà đến, chỉ trong nháy mắt, hắn liền không thở được, hồn thân cốt cách răng rắc bạo toái, tại Hồn Thiên Đế sức mạnh bàng bạc phía dưới, hắn chỉ là vừa thấy mặt, va chạm một chiêu, lập tức toàn thân gân cốt vỡ nát, thân thể giống như cỏ khô héo bay ngược ra ngoài. Hơn nữa, Hồn Thiên Đế một chưởng này bên trong, còn ẩn chứa đáng sợ tử vong ma khí, không ngừng ăn mòn Diệp Thần thân thể nội tạng, Diệp Thần da thịt trong nháy mắt biến thành màu đen phát tím. Phát ra thối giữa hôi thối. Diệp Thần. Sư huynh. Nhìn thấy Diệp Thần một chiêu liền bị thua, Thiên Nữ cùng Vân Chu bọn người, đều là hoảng hốt. Khục. Vô Thượng Đạo Quân, thực sự là kinh khủng a. Diệp Thần ho khan một chút, khóe miệng tiết ra máu đen, Hồn Thiên Đế một chưởng này, cơ hồ đem hắn đánh chết, nếu như không phải hắn tu vi so với dĩ vãng đột phá, hắn bây giờ đã chết. Vô Thượng Đạo Quân uy năng, thực sự quá kinh khủng. Đối kháng chính diện phía dưới, Diệp Thần thậm chí ngay cả một chiêu đều nhìn không được. Bất quá may mắn, ta có Phỉ Nhiêu Bất Tử Thân. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, cũng không hốt hoảng, hắn dám cầm Hồn Thiên Đế thử đao, tự nhiên có hắn dựa dẫm. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Chỉ thấy từng sợi kim quang, xung doanh mùi thuốc thần khí, từ trong cơ thể của Diệp Thần lan tràn ra, hắn biến thành màu đen phát tím da thịt, một chút liền khôi phục bình thường, trơn bóng thanh tịnh như lưu ly. Cơ thể vừa mới tản ra hôi thối, cũng thành mát mẽ linh dược hương khí, mặt tái nhợt cho khôi phục hồng nhuận. Một cái to lớn phong chữ, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu bay ra, vô tận phì nhiêu khí tức, tích chứa trong đó. Cái này phong chữ, liền ẩn chứa dược vương bí điển chính đạo thiên tất cả pháp môn huyền bí, ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, tiêu tan nghiệt giải ách chú, thiên nhân hóa sinh trải qua các loại pháp môn, toàn bộ dung luyện một thể, hóa thành một chữ, chính là cái này phong chữ. Chư thiên tất cả y thuật dược lý pháp môn, toàn bộ cộng lại, cũng không sánh nổi Diệp Thần cái này phong chữ vạn nhất, đây là chí cao Phỉ Nhiêu pháp môn, là Phỉ Nhiêu đế quân suốt đời tâm huyết đạo pháp tinh hoa hội tụ chỗ, cũng ẩn chứa sinh mệnh tối vô thượng huyền bí. Một cái phong chữ nở rộ, Diệp Thần thương thế lập tức khôi phục, thậm chí, hắn huyết mạch lực lượng, cơ bắp sức mạnh, đan điền bản nguyên chỗ sâu nhất sức mạnh, đều bị kích thích ra, toàn thân nóng hổi. Tu vi lại từ thông thiên cảnh một tầng thiên sơ giai, tấn thăng đến tình cảnh một tầng thiên trung giai. Tại đau đớn thậm chí sắp chết đi qua, huyết nhục của hắn cùng kinh mạch, nhận được cực lớn rèn luyện, tu vi trực tiếp liền đột phá rồi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Hồn Thiên Đế lập tức kinh dị, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hắn đã nhanh một chưởng đánh chết Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần trong khoảnh khắc lại khôi phục, cái này Phỉ Nhiêu Bất Tử Thân, thật là kinh khủng. Hồn Thiên Đế suy nghĩ, tiểu tử này y thuật, vượt qua trước kia Từ Hoài Dược Vương không chỉ gấp 10 lần. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế hừ một tiếng, nói, y thuật cũng không tệ, vậy ta liền đem ngươi nghiền xương thành cho, nhìn ngươi còn có chết hay không. Lời nói chưa dứt,
Hồn Thiên Đế lại là một trưởng che trời giống như oanh sát xuống, trưởng thế kinh động thiên địa, càng là bộc phát ra từng đợt long hống, trăm ngàn con thần long hư ảnh, tại Hồn Thiên Đế bàn tay bốn phía vũ động, hùng vĩ tới cực điểm. Đây là Thiên Đế Long Hồn Trưởng, là trong Hồn Thiên Đế luyện hóa hồn tộc tổ rồng rất nhiều thần long tinh hồn, rèn luyện ra trưởng pháp, một trưởng vỗ ra, vạn long gào thét kinh thiên, long uy bá đạo vô địch. Hắn lấy vô thượng đạo quân chi tư, bạo sát phía dưới Thiên Đế Long Hồn Trưởng. Cuồng bạo trưởng uy cùng long uy, che đậy xuống, lập tức đem Diệp Thần thân thể, đôm đốp xé rách ra từng cái khe hở, máu tươi từ trong khe hở chảy ra, thể nội xương cốt không biết vỡ nát bao nhiêu. Một kích này, thực sự quá kinh khủng. Tầm thường Thiên Đế, chỉ sợ trong chớp mắt liền biến thành bụi bay. Hỏa Thiên Đao. Đối mặt Hồn Thiên Đế một trưởng này, Diệp Thần lại không có tránh lui né tránh, mà là đột nhiên vung đao chém ngược, đối kháng chính diện. Hắn mặc dù biết hai người chênh lệch, cũng biết chính mình thất bại, nhưng hắn hôm nay chính là muốn đạp thiên mà thí. Hắn thi triển Thọ Ôn Hỏa Thuật, cuồn cuộn tai hỏa kiếp ngược khí tức hội tụ, cả thanh côn lôn đao đều hóa thành đen như mực màu sắc, kinh khủng tai hỏa chi ý sôi trào. Đây là Diệp Thần hiện trường tự nghĩ ra đao pháp, tên là Hỏa Thiên Đao. Cái này Hỏa Thiên Đao pháp, ẩn chứa cực hạn tai hỏa kiếp nạn sát phạt, đủ để một đao hỏa loạn tinh không, cướp sạch hoàn vũ. Luận kỹ pháp chi tinh xảo, thắng qua Hồn Thiên Đế Thiên Đế Long Hồn Trưởng gấp 10. Nhưng kỹ xảo chỉ là phụ trợ, thực lực mới là căn bản, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Hồn Thiên Đế vô thượng đạo quân sức mạnh, so Diệp Thần cường hoành nhiều lắm, khi hắn Thiên Đế Long Hồn Trưởng, cùng Diệp Thần Hỏa Thiên Đao va nhau, cũng là không có chút nào lo lắng, oanh một tiếng, hắn cuồng bạo gào thét trưởng lực, lại một lần đem Diệp Thần đánh bay. Vô tận huyết nhục huy sái. Hồn Thiên Đế trưởng lực cực kỳ cuồng bạo, càng đem Diệp Thần thân thể, đánh chia năm xẻ bảy, mặc dù không nói là nghiền xương thành tro, nhưng Diệp Thần đã phân phân thành mười mấy khối tàn chi, nội tạng cùng huyết phũ bắn tung tóe, mắt thấy là chết đến mức không thể chết thêm. Thiên Nữ, Vân Chu, Thủy Mẫu Đế Cơ, Thiên Đấu Sát Thần bọn người, đều là sợ đến hồn phi phách tán, chỉ nói là Diệp Thần quá mức lỗ mãng, lại dám cùng Hồn Thiên Đế chính diện giao phong, đã bị một trưởng đánh nổ. Ha ha. Ha ha! Hồn Thiên Đế cười to, nhưng vừa cười hai tiếng, tiếng cười liền câm. Bởi vì hắn kinh ngạc nhìn thấy, Diệp Thần chia ra huyết nhục, thế mà cũng không hướng phía dưới rơi xuống, liền lơ lửng giữa không trung, hơn nữa còn đang nhanh chóng nhúc nhích, dung hợp. Trong khoảnh khắc, chia ra huyết nhục một lần nữa dung hợp, lại hiển hóa ra Diệp Thần bộ dáng, vẫn là một bộ long tinh hổ mãnh tư thái, cơ bắp trơn bóng như lưu ly, không nhiễm trần thế, lại như pho tượng tràn ngập lực lượng cảm giác. Vừa mới tứ chi phân liệt, tựa hồ chỉ là ảo giác. Ta nói, ta có bất tử thân, ngươi không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta càng mạnh mẽ hơn. Diệp Thần ngắm nhìn Hồn Thiên Đế, nắm đấm cười cười, chỉ cảm thấy khởi tử hoàn sinh sau, thân thể lực lượng lại mạnh mẽ thêm vài phần. Hắn chấp trưởng thế gian trí cao phỉ như pháp môn, đã là bất tử bất diệt, coi như thật bị người nghiền xương thành tro, một điểm cho cốt cũng không có lưu lại, chỉ cần tinh thần của hắn vẫn còn tồn tại. Hắn đạo tâm ý chí bất khuất còn tại thế ở giữa, hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Vừa mới Diệp Thần đích xác bị Hồn Thiên Đế đánh nổ giết chết, nhưng hắn dựa vào phì nhiêu sức mạnh, lại sống lại, hơn nữa nhục thân đi qua tử vong rèn luyện, thêm một bước cường đại. Tu vi của hắn, tại thời khắc này, vậy mà phá trước rồi lập, lại đột phá. Từ thông thiên cảnh một tầng thiên trung giai, bước vào một tầng thiên cao cấp hoàn cảnh. Hồn Thiên Đế ngây dại. Diệp Thần thực sự là bắt hắn thử đao, bắt hắn để rèn luyện nhục thân, không ngừng tăng lên tu vi trở nên mạnh mẽ, hắn lại trở thành Diệp Thần đá mài đao. Đáng chết tiểu tử thúi. Nhật Nguyệt Thần Hoàng Trảm. Diệp Thần quát to một tiếng, lại xuất một đao, cái này cũng là hắn hiện trường tự nghĩ ra đao pháp, dung hợp Nhật Nguyệt Côn Luân cùng trời quang diệu pháp, chém ra một đao, chính là kinh thiên Nhật Nguyệt tia sáng nở rộ, thần uy huy hoàng, hừng hực bá đạo. Hồn Thiên Đế thất thần lúc mắt thấy Diệp Thần kinh thiên Nhật Nguyệt đao quang bổ tới, trong lúc vội vã nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm một chút, gương mặt bị Diệp Thần đao khí quẹt làm bị thương, máu tươi tiết ra. Hắn chảy máu. Hồn Thiên Đế đưa tay sờ sờ gò má bên trên máu tươi, hít sâu một hơi, ánh mắt từ lạnh lùng trở nên nổi giận, hắn vậy mà chảy máu. Hắn khôi phục sau đó, đi qua nhiều ngày tu luyện, lại hội tụ chư thiên tín đồ hương hỏa, vô tận tín ngưỡng chi lực ra thân. Hắn tu vi đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, tư liệu cường đại vô địch, nhưng không ngờ, lần này, lại bị Diệp Thần cái này thông thiên cảnh thần vương gây thương tích.
dù là thương thế không tính quá nặng, nhưng đối với chí cao vô thượng hắn tới nói, cũng là sỉ nhục. Vĩnh hằng sỉ nhục. Diệp thần gặp hồn thiên đế cũng không phải là vô địch, cũng là sẽ chảy máu, trong lòng lập tức vui mừng. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hồn thiên đế lại là nổi giận, tóc đen trùng thiên, gầm thét lên, giết không chết ngươi, ta liền đem ngươi trấn áp phong ấn, dạy ngươi vạn kiếp bất phục, sống không bằng chết. Diệp thần nắm giữ phỉ nhiêu bất tử thân, khó mà giết chết, nhưng hồn thiên đế cũng không phải là thuốc thủ vô sách, tương phản, hắn có 100 loại biện pháp, có thể để người ta sống không bằng chết. Lập tức, hồn thiên đế hai tay chặp lại, thể nội linh khí nổ tung mà ra, liền thả ra 9 tòa thần đỉnh, mỗi một tòa thần đỉnh, đều lượn vòng lấy 9 đầu thần long. Cửu đỉnh cảnh chế tạo cửu đỉnh, có thể một mực rèn luyện cường hóa, cả đời sử dụng, tu vi càng mạnh, cửu đỉnh lại càng mạnh. Hồn thiên đế cửu đỉnh, là đạo quân cửu đỉnh, hơn nữa đi qua long hồn rèn luyện, cửu đỉnh thần long chiếm cứ, nhất bạo đi ra, lập tức đạo quân uy áp kinh thiên, long hống điếc tai, giữa thiên địa khí lưu ầm ầm gào thét như tiếng sấm. Đi! Hồn thiên đế cắn răng vung tay lên, đạo quân cửu đỉnh bắn ra, tạo thành trận pháp tràng vực, một cỗ áp lực kinh khủng liền hướng Diệp thần trấn áp xuống dưới, muốn đem Diệp thần khốn tại cửu đỉnh bên trong. Diệp thần nhếch nhếch miệng. Cũng là vô cùng rõ ràng cái này đạo quân cửu đỉnh trận đáng sợ, nếu như bị giam ở trong đó, hắn coi như biến thành quang, đều khó mà bay thoát ra đi. Ba đao đã qua, hồn thiên đế, ta cũng không đùa với ngươi. Gặp lại. Diệp thần cười cười, thừa dịp đạo quân cửu đỉnh trận còn không có vây quanh lúc, thân thể một cái thiểm lược, lập tức hóa thành nhật nguyệt tia sáng phi độn rời đi. Hắn cũng sẽ không ngốc ngốc tái chiến hồn thiên đế. Có thể có cái này ba đao, đã là cực hạn của hắn. Hắn lại vẫy tay một cái, thiên nữ, vân chu, thiên đấu sát thần, thủy mẫu đế cơ bọn người, còn có dược vương cổ địa toàn bộ sinh linh, đều bị hào quang của hắn bao phủ, toàn bộ hóa thành quang, vù vù bay lên trời, hướng thiên ngoại bay đi. Dừng lại. Hồn thiên đế nổi giận, muốn chặn lại, nhưng Diệp thần thả ra nhật nguyệt chi quang, cỡ nào mau lẹ, lại ngay cả hồn thiên đế đều không ngăn cản nổi. Trong khoảnh khắc, Diệp thần liền mang theo dược phương cổ địa tất cả mọi người, bay thoát ra, chỉ để lại hồn thiên đế một người, lẻ loi huyền lập tại dược phương cổ địa trên bầu trời. A a a! Hồn thiên đế nổi giận gào thét, phẫn uất tới cực điểm. Diệp thần thân pháp mờ mịt thần diệu, thân như nhật nguyệt chi quang, hắn hoàn toàn chặn đường không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp thần rời đi. Nếu như là tại hắn hồn tộc Sơn Môn trong địa bàn, hắn còn có chặn giết Diệp thần khả năng, nhưng tiếc là... Đây là dược vương cổ địa, thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế, đều không có ở đây hắn bên này, hắn tự nhiên ngăn không được Diệp thần. Luận thực lực, hồn thiên đế đủ để một trường đánh nổ Diệp thần, nhưng Diệp thần không cùng hắn đánh, tại hắn ngay dưới mắt nghênh ngang rời đi, hắn lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Nghĩ đến chính mình rời đi hồn tộc Sơn Môn, đã là mạo nguy hiểm cực lớn, nguyên thiên đế tất nhiên sẽ thừa dịp hắn rời đi, ra tay xâm phạm. Hắn cũng đã cảm thấy Sơn Môn bản doanh truyền đến biến động, họa loạn không nhỏ. Vốn là nếu như hắn có thể giết chết Diệp thần mà nói, chút tổn thất này cũng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ Diệp thần chạy, hắn thậm chí ngay cả côn lôn đao đều cướp không trở lại, có thể nói là đại bại thua thiệt. Vừa nghĩ tới lần này thất bại, khí vận đại thương, mà Diệp thần khí thế đại thịnh, thắng bại số đã thấy rốt cuộc, hồn thiên đế không khỏi thân thể phát run. Chờ Diệp thần cùng nguyên thiên đế. Liên thủ chế tạo ra sinh tử phong thần bi, nắm giữ vô thượng pháp tắc sinh tử, đó đúng là tử kỳ của hắn. Thiên muốn vong ta. Hồn thiên đế bấm ngón tay tính toán, liền cảm thấy tương lai chính mình giữ nhiều lành ít, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, Diệp thần cùng nguyên thiên đế, liền có thể đem sinh tử phong thần bi chế tạo đi ra. Đến lúc đó, tử kỳ của hắn đã đến. Vũ hoàng cổ đế, môi hở răng lạnh, nếu không muốn chết, liền đến tâm sự a. Ta tại hồn tộc Sơn Môn chờ ngươi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hồn thiên đế phát ra kêu gọi, càng là kêu gọi vũ hoàng cổ đế tên. Hắn biết rõ, bây giờ chỉ dựa vào chính mình, đã không cách nào đối kháng Diệp thần cùng nguyên thiên đế liên thủ, nhất thiết phải lại lôi kéo Minh Hữu. Địch nhân của địch nhân chính là Minh Hữu. Diệp thần có thể cùng nguyên thiên đế kết minh, hắn chẳng lẽ không có thể cùng vũ hoàng cổ đế kết minh sao? Mà lúc này, Diệp thần đã mang theo thiên nữ. Thủy mẫu đế cơ, vân chu bọn người, còn có dược vương gia tộc tất cả mọi người, rời đi dược vương cổ địa sau, liền xé rách hư không, trở về Mỹ thần thánh địa. Cảm giác được Diệp thần sau khi trở về, thần sắc đẹp,
Kỳ Tư rõ ràng lập tức dẫn người ra nghênh tiếp. Khi thấy Diệp Thần bình an trở về, hơn nữa tu vi còn đột phá, thần sắc đẹp cùng Kỳ Tư rõ ràng đều là mừng rỡ. Thần sắc đẹp tỷ tỷ, ta trở về. Diệp Thần tâm tình cũng rất là thoải mái, cũng không kiêng dè cái gì, thản nhiên mở miệng kêu lên. Thần sắc đẹp dịu dàng gật gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười, đi lên cùng Diệp Thần ôm một cái. Mỹ nhân vào lòng, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, trước đây chịu đựng rất nhiều cực khổ, đều đáng giá. Hắn nhìn xem thần sắc đẹp tươi đẹp môi đỏ, một hồi ý động. Thần sắc đẹp ngon ngọt cười, ôm Diệp Thần cổ, cùng hắn hôn lên. Hai người ở dưới con mắt mọi người, hôn như vậy, không có người cảm thấy có cái gì đột ngột không đúng, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt, ôn nhu động lòng người, quả thực là thế gian hoàn mỹ nhất bích họa. Thiên nữ cùng Kỳ Tư rõ ràng, cũng không có nửa điểm ghen, ngược lại muốn gia nhập vào. Hôn một lúc lâu, Diệp Thần mới có hơi không thôi buông ra thần sắc đẹp, nói, thần sắc đẹp tỷ tỷ, Côn Lôn đao ta mang về. Thần sắc đẹp cười nói, ân, như vậy cũng tốt. Bất quá họ chủ phụ còn chưa có trở lại, người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, chờ hắn trở về, thương thảo tiếp chuyện kế tiếp. Côn Lôn đao nắm bắt tới tay, vậy kế tiếp, dĩ nhiên chính là chế tạo sinh tử phong thần bi. Bất quá chế tạo sinh tử phong thần bi, cần Nguyên Thiên Đế tọa chấn. Diệp Thần nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối không có ở đây. Thần sắc đẹp nói, ha ha, hồn Thiên Đế lại dám tự mình rời đi sơn môn, họ chủ phụ cũng sẽ không buông tha khó được như vậy cơ hội. Nhất thiết phải cho hắn một chút giáo huấn. Diệp Thần nghĩ thầm cũng là, khó được như vậy cơ hội, Nguyên Thiên Đế chắc chắn sẽ không buông tha, không có hồn Thiên Đế trấn thủ, hồn tộc sợ là phải gặp tội. Thần sắc đẹp tỉ tỉ, vậy ta về trước cung, chờ Nguyên Thiên Đế tiền bối trở về. Diệp Thần nói, hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Bây giờ Thiên Đấu Sát Thần còn cần trị liệu, mà ngoại trừ Thiên Đấu Sát Thần, ngủ say tại luân hồi trong mộ địa Thương Thiên Lạc Nguyệt. Cũng cần trị liệu. Diệp Thần đã nắm giữ Dược Vương Bí Điển, muốn trị liệu hai người, cũng không phải là việc khó. Lập tức, Diệp Thần liền trở lại thần sắc đẹp trong cung, thần sắc đẹp trong cung an bài cho hắn có rộng rãi chỗ ở, hắn một mình trở lại một tòa trong cung điện, lui người bên ngoài, liền chuẩn bị tiếp tục cho Thiên Đấu Sát Thần trị liệu. Đại môn bế tỏa trong cung điện, Diệp Thần cùng Thiên Đấu Sát Thần tương đối ngồi xếp bằng, Diệp Thần trên người tán phát ra kim sắc thuốc quang. Đem mở tối cung điện ánh chiếu lên một mảnh kim hoàng. Thiên Đấu Sát Thần ngồi xếp bằng, hắn lúc này, không còn là hoàn toàn linh hồn thể, mà là sinh sôi ra một chút huyết nhục, nhưng còn vô cùng yếu ớt, cơ thể ở vào khoảng giữa huyết nhục cùng giữa linh hồn. Sát Thần tiền bối, ta tiếp tục thay ngươi trị liệu. Diệp Thần ngưng trọng nói. Hắn lúc này y thuật vô cùng cao minh, nhưng Thiên Đấu Sát Thần tình trạng lại hết sức đặc thù, hắn là một đầu nghiệt vật, hoàn toàn là nghiệt cấu tạo thành. Diệp Thần muốn tiêu tan nghiệt mà nói, liền sẽ tiêu diệt Thiên Đấu Sát Thần bản thân tồn tại. Phải giải quyết điểm này, cần Diệp Thần tại trong tiêu tan nghiệt, lại dùng ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, quán chú linh khí, vì Thiên Đấu Sát Thần một lần nữa sinh sôi chảy máu thịt, thoát khỏi cũng nghiệt, giành lấy cuộc sống mới. Lập tức, Diệp Thần thi triển ra tiêu tan nghiệt giải ách chú, từng sợi thần thánh quang huy, rót vào Thiên Đấu giết thần thể bên trong. Suy suy suy. Lập tức. Thiên Đấu Sát Thần thân thể, liền bốc lên khói đen, thể nội nghiệt chướng đang không ngừng bốc hơi, trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Diệp Thần thay hắn tiêu tan nghiệt, tựa như khoét trên người hắn thịt nhão, tuy là chỉ tận gốc chi pháp, nhưng quá trình lại hết sức đau đớn, bởi vì cả người hắn cũng là thịt nhão tạo thành. Hắn thủ đoạn giết hại, hắn chiến ý, kiếm đạo của hắn, toàn bộ hết thảy, đều nguồn gốc từ kiếm hoàng oán khí, nguồn gốc từ nghiệt. Diệp Thần tại khoét Thiên Đấu Sát Thần thịt nhão đồng thời, còn phải cho Thiên Đấu Sát Thần một lần nữa quán chú linh khí, sinh sôi mới huyết nhục, cái này ngoại trừ tiêu hao tâm thần, còn muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Diệp Thần một tay thi triển tiêu tan nghiệt giải ách chú, tay kia thi triển ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, đem chính mình chân tàng rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng làm thành tài liệu, toàn bộ quán chú đến Thiên Đấu Sát Thần trong thân thể đi, vì hắn tẩm bổ tươi mới huyết nhục, phụ trợ hắn thoát thai hoán cốt. Diệp Thần y thuật cao minh, thủ pháp thành thạo, cái này tiêu tan nghiệt tân sinh pháp môn, nói đến phức tạp, hắn lại là giọt nước cũng không lọt khống chế. Rất nhanh, Thiên Đấu Sát Thần nửa người dưới nghiệt chướng, liền toàn bộ tản đi, đồng thời sinh ra mới huyết nhục, nhưng nửa người trên vẫn là linh hồn trạng thái. Trị liệu thành công một nửa, lúc này chỉ mới qua 2 khắc đồng hồ, Diệp Thần hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trán,
liền chuẩn bị tiếp tục trị liệu. Chậm đã! Thiên đấu sát thần lại đột nhiên đưa tay ngăn cản, sắc mặt nặng nhiên. Thế nào? Diệp thần nói. Thiên đấu sát thần lộ ra một vòng giãy giụa vẻ thống khổ, nói, tính toán, mộ chủ, dừng ở đây a. Diệp thần ngẩn ngơ, nói, vì cái gì, sát thần tiền bối, ta có thể trị hết ngươi. Thiên đấu sát thần cười khổ nói, ngươi như chữa khỏi ta, ta liền thành phế nhân. Ta thiên đấu sát thần như trở thành phế nhân, đó chính là sống không bằng chết. Diệp thần nghe được sống không bằng chết bốn chữ khẽ giật mình, nói, vì cái gì? Thiên đấu sát thần nói, bản thân ta chính là một cái nghiệt vật, tu vi của ta, từ trong sát lục nghiệt chướng sinh ra, lại tại trong sát lục nở rộ, nếu như ngươi thay ta tiêu tan nghiệt giải ách, tất nhiên có thể tránh cho ta trầm luân nghiệt chướng bên trong, nhưng ngươi có thể có được, cũng bất quá là một cái thanh tỉnh phế vật thôi. Mất đi nghiệt chướng thú tính, ta làm mất đi hết thảy. Diệp thần nói, sẽ không, sát thần tiền bối, ta dùng ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, mặt khác thay ngươi sinh sôi huyết nhục, tu vi của ngươi có thể giữ lại một bộ phận. Thiên đấu sát thần thở dài, chỉ là bộ phận tu vi, vô dụng. Ta muốn trở thành ngươi sát nhân lợi kiếm, mà không phải một cái phế vật. Hắn nhìn chăm chú Diệp thần ánh mắt, biểu lộ trịnh trọng mà nghiêm túc, ta tình nguyện chết ở sát lục cùng trong chiến đấu, cũng không muốn trở thành vô dụng vướng víu. Dừng ở đây a, ngươi tấn thăng thần vương sau, đã có đầy đủ năng lực, tránh ta gặp ba quỷ thần nguyền rủa, không cần lại ngoài định mức trị liệu. Lần này trị liệu, trong cơ thể ta nghiệt chướng tiêu trừ rất nhiều, ý thức tất nhiên thanh tỉnh, nhưng tu vi cũng rớt xuống mấy thành. Kỳ thực còn có một cái biện pháp, tính toán, phương pháp này cũng được không thông, không nói cũng được. Diệp thần vội vàng truy vấn, biện pháp gì? Thiên đấu sát thần lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, đừng hỏi nữa. Ta nhất thiết phải bế quan tu luyện một thời gian, bằng không ta tu vi còn muốn rơi xuống. Bây giờ thiên đấu sát thần, nửa người trên là linh hồn trạng thái, nửa người dưới là huyết nhục, bộ dáng nhìn rất là cổ quái, mà tu vi của hắn khí tức, so với trước đây, cũng là suy yếu rất nhiều. Bản thân hắn chính là một đầu nghiệt vật, nghiệt chướng bị tiêu trừ, tựa như lão hổ bị cắt đứt nanh vuốt, thực lực tất nhiên giảm xuống rất nhiều. Hiện tại hắn nếu như lại cùng hồn thiên đế chiến đấu, chỉ sợ chỉ trong một chiêu, liền bị hồn thiên đế đánh nổ. Lấy thiên đấu sát thần quật cường tính khí, hắn tuyệt không cho phép một màn này phát sinh. Hắn tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian, khôi phục tu vi. Tiền bối. Diệp thần trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn suy xét phút chốc vẫn là nói, tiền bối, nếu như ngươi tin tưởng ta, không ngại nói một chút biện pháp kia, ta chỉ biết hơi nếm thử. Một khi không có cơ hội, ta liền sẽ từ bỏ. Nghe đến lời này, thiên đấu sát thần hai con ngươi vẫn còn có chút do dự. Mộ chủ, người đã tấn thăng thần vương, có một mình đảm đương một phía năng lực, coi như không có chúng ta những thứ này trong mộ địa lão cốt đầu, nghĩ đến cũng đủ để ứng phó biến hóa của ngoại giới. Ta thật muốn bế quan một thời gian, trước đây chịu đến ba quỷ thần nguyền rủa, ta đẩy ngược thiên cơ, nhìn trộm ra một vị quỷ thần chỗ. Ba quỷ thần bên trong hư thối lão tổ, ngay tại Shiva thánh địa trong, tình báo này, tương lai có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đến nỗi biện pháp kia, ta thật không hy vọng ngươi dây dưa trong đó. Thiên đấu sát thần nói xong, tại cáo chi Diệp thần tình báo sau, liền chuẩn bị trở về luân hồi mộ địa bên trong, cả người đều độn trở về mộ bia bên trong đi. Nhưng mà, hắn quên Diệp thần thế nhưng là mộ chủ, là thế gian duy nhất trưởng khống luân hồi nghĩa địa tồn tại. Thiên đấu sát thần trước mặt xuất hiện một đạo luân hồi che chắn. Hắn thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp thần, do dự mấy giây, vẫn là nói, biện pháp kia kỳ thực ngay tại phì nhiêu trong kim đan. Diệp thần khẽ giật mình, đã như vậy, chính mình là phì nhiêu kim đan chủ nhân, rõ ràng là chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, vì sao thiên đấu sát thần không muốn lộ ra. Thiên đấu sát thần tựa hồ nhìn ra Diệp thần nghi ngờ trong lòng, êm tai nói. Kỳ thực biện pháp này có nhiều chỗ có thể giải quyết, ta chỉ là không nghĩ tới vừa vặn có một chỗ sẽ ở phì nhiêu kim đan trong không gian. Có lẽ đây hết thảy cũng là chú định. Cũng chỉ có mộ chủ loại này đại cơ duyên tồn tại mới có tư cách tại cảnh giới bây giờ nhận được phì nhiêu kim đan. Ta sở dĩ không muốn lộ ra, là bởi vì phương pháp này tại trong phì nhiêu kim đan lòng son, phì nhiêu kim đan lòng son từng là một vùng phế tích cổ chiến trường, thậm chí trong đó liên lụy đến trụ thần, ta không xác định tình huống bên trong, nhưng lòng son bên trong pháp tắc cùng với trụ lực lượng của thần mảnh vụn, đều có thể đem mộ chủ xé rách.
thậm chí cái kia lòng son bên trong chỉ sợ có giống như ta nghiệt vật. Diệp Thần biểu lộ cổ quái, Phì Nhiêu Kim Đan lại còn có lòng son. Lòng son càng là một vùng phế tích cổ chiến trường. Còn có cái gì cùng thiên đấu giống như sát thần tồn tại? Chẳng qua hiện nay Phì Nhiêu đế quân đem Phì Nhiêu Kim Đan đưa cho chính mình, nếu là có nguy hiểm, chỉ sợ mình có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Hắn hơi hơi cảm thụ, quả nhiên tại âm dương thần chỉ phía dưới cực sâu chỗ cảm nhận được lòng son yếu ớt tồn tại. Cái này yếu ớt cảm giác, nếu không thẩm thấu trong đó, coi như nguyên thiên đế cấp bậc tồn tại cũng cảm giác không đến. Tiền bối, ta tâm ý đã quyết, không biết ngươi cần vật gì, còn xin cáo chi, nếu là phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều sẽ trước tiên rời đi. Thiên đấu sát thần gặp việc đã đến nước này, liền không nói nhảm, khư cốt. Cái gì là khư cốt? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Mộ chủ, khư cốt cũng không tồn tại không không lúc nào giữa không trung, chỉ có tinh không bỉ ngạn thậm chí thế giới bên ngoài mới có, cái sau có bao nhiêu, ta không biết, nhưng tinh không bỉ ngạn bên trong lại có mấy chỗ, cụ thể vật gì ta cũng nói không rõ, chỉ biết là cùng trụ thần có liên quan chiến dịch, bởi vì pháp tắc cùng võ đạo xung kích, phá hư một phương địa mạch cùng thiên đạo nhi tạo ra chi vật. Bởi vì ta tính đặc thù, chỉ sợ chỉ có ta loại này nghiệt vật mới có thể đối với cái này cảm ứng mấy phần. Khư cốt sở tại chi địa, võ giả sinh tử khó mà trưởng khống. Vẫn là hy vọng mộ chủ năng suy nghĩ kỹ càng. Ta xem như nghiệt vật, thật không đáng giá mộ chủ vì ta mạo hiểm, ta thà bị thực lực suy sụp. Hay là tiêu diệt thế gian. Diệp Thần không nói gì, đây thật là khó mà song toàn sự tình. Nếu như hắn chữa khỏi thiên đấu sát thần mà nói, thiên đấu sát thần thực lực tất nhiên suy sụp, mặc dù đằng sau có thể một lần nữa tu luyện khôi phục, nhưng lại cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Khư cốt là duy nhất hóa giải chi pháp. Kỳ thực Diệp Thần đã không cần thiết, hắn đã đầy đủ cường đại, coi như không có thiên đấu sát thần trợ lực, hắn cũng có lòng tin đối mặt tương lai chiến đấu. Bất quá thiên đấu sát thần mà nói, rõ ràng không thể tiếp nhận thực lực mình suy yếu, tình nguyện dừng lại giữa chừng trị liệu, cũng không muốn biến yếu thành một cái phế vật. Lại càng không nguyện chính mình lấy thân thí hiểm. Đây là thiên đấu sát thần lựa chọn của mình, Diệp Thần cũng không tốt nói thêm cái gì. May mắn, bây giờ lấy Diệp Thần thực lực, coi như không dựa vào Dược Vương bí điển Phì Nhiêu thuật, chỉ là dựa vào hắn thông thiên cảnh thần vương quang huy chúc phúc, cũng đủ để chống lại ba quỷ thần nguyền rủa, tránh thiên đấu sát thần lọt vào ăn mòn. Theo lý thuyết, thiên đấu sát thần tạm thời không có trầm luân mê thất nguy hiểm. Đến nỗi cái này cái gọi là lòng son bên trong khư cốt, Diệp Thần trong lòng có chút hiếu kỳ, ngược lại là muốn gặp. Phì Nhiêu trên kim đan tốc độ thời gian trôi qua, so ngoại giới chậm mấy trăm lần, mình tại trên kim đan này, ngây ngốc mấy ngày, ngoại giới cũng bất quá là một cái chớp mắt, cũng không ảnh hưởng sau này sự tình. Ta đi nếm thử một hai, ngươi về trước luân hồi mộ địa A. Diệp Thần nghĩ rõ ràng nhân tiện nói. Thiên đấu sát thần còn muốn nói điều gì, liền phát hiện Diệp Thần đã biến mất ở trước mắt. Thời khắc này Diệp Thần đã vượt qua tầng tầng trở ngại, đi tới Phì Nhiêu kim đan lòng son bên trong. Đây là một mảnh cổ lão chiến trường, sớm đã hoang phế không chịu nổi. Nhưng Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác mảnh không gian này hiện lên âm dương bát quái chi thế, phân chia hai khối khu vực, cùng âm dương thần chỉ có chút giống nhau. Hai khối khu vực đều có một khối bia đá, khắc lấy âm dương hai chữ. Tàn phá bia đá nói ngày xưa cường giả huy hoàng, nhưng bây giờ, chỉ có phong hỏa bụi đất làm bạn. Vô tận kiếm ý cùng võ đạo pháp tắc giống như u linh, phiêu phù ở giữa không trung, khi thì ngưng kết, khi thì tản ra, để cho người ta cảm thấy mười phần nguy hiểm. Ở giữa nhất, càng là đứng thẳng một cái hư hại đan lô. Đan lô vượt qua vô tận kỷ nguyên, tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất có thể hấp thu bốn phía kiếm ý cùng võ đạo pháp tắc. Mà cái này lòng son phía trên, càng là có một cái đặc thù lồng ánh sáng bên trên khắc vẽ lấy hoa văn phức tạp, tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, phía trên này đường vân, chính là Phì Nhiêu đế quân Phong Nhiêu bí điển. Chẳng lẽ một trận chiến này, cùng Phì Nhiêu đế quân có liên quan? Có thể cùng Phì Nhiêu đế quân một trận chiến, lại là kinh khủng bực nào tồn tại? Trụ thần, vẫn là nói cùng trụ như thần nghịch thiên cường giả. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tìm được cái gọi là khư cốt. Nhưng mà cái này mênh mông vô bờ lòng son thế giới, nào có khư cốt? Chẳng lẽ thiên đấu sát thần tiền bối cảm giác sai? Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó tiếp tục lúc trước, cái này lòng son thế giới cùng Phì Nhiêu trên kim đan thế giới hoàn toàn khác biệt.
cái sau là một mảnh ánh vàng rực rỡ thánh địa một dạng bộ dáng, hào quang vạn trọng lăn đất, thần kim sơn nhạc, liên miên vô tận. Trước giả chỉ có vô tận túc sát cùng bi thương. Cũng không biết đi được bao lâu, lại là phát hiện một thanh cự kiếm, từ thương khung xuống xuyên thẳng đại địa. Diệp Thần hơi hơi tới gần, chính là cảm giác không thể thở nổi. Hắn phảng phất thấy được trước đây một vị như Phỉ Nhiêu đế quân tầm thường tồn tại, một kiếm chém về phía Phỉ Nhiêu đế quân. Một kiếm này, để cho Phỉ Nhiêu đế quân trọng thương. Chuôi này thần kiếm, toàn thân trong suốt, thân kiếm tựa như óng ánh trong suốt ngọc thạch, chỗ chuôi kiếm lại khắc lấy phức tạp phù văn, phảng phất ẩn chứa vô thượng thần lực. Thần kiếm chỗ đến, đại địa nứt ra, vô số khe hở cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nhai nát. Bất luận cái gì sinh mạng thể tại cái này thần kiếm phía dưới, càng là không chịu nổi một kích, vô luận là người hay là động vật, đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền một tia sinh cơ cũng không lưu lại. Hết thảy tiêu tan, chỉ có chuôi này thần kiếm, cô độc mà xuyên thẳng đại địa, phảng phất tại nói vô tận bi thương. Diệp Thần kiếm đạo tại không không lúc nào khoảng không đều có thể xưng kinh khủng, có thể đối mặt với một kiếm còn sót lại cảm giác, vẫn là cảm giác huyết dịch đình trệ. Diệp Thần ma xui quỷ khiến đưa tay ra, đụng vào lên chuôi này cự kiếm. Nhưng mà, một giây sau, trong bóng tối, một đôi tròng mắt lạnh như băng đột nhiên mở ra. Đôi mắt này, phảng phất là một thanh tuyệt thế thần kiếm, tàn sát ác ma, giết hết địch nhân, giờ khắc này, ánh sáng của nó quá mức chói mắt như ác ma thôn vệ máu tươi cùng nhục thể của hắn. Diệp Thần đột nhiên buông tay ra. Mà đúng lúc này, cái kia thần kiếm bên trong lại bộc phát ra một cỗ siêu việt không không lúc nào không vũ đạo kiếm ý. Kiếm ý này phảng phất có thể chém chết thiên đạo, hủy diệt toàn bộ Phỉ Nhiêu kim đan. Diệp Thần hô hấp đình trệ, nhưng hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, trong tay hắn xuất hiện côn lôn đao, trực tiếp thi triển thọ ôn hỏa thuật, cuồn cuộn tai hỏa kiếp ngược khí tức hội tụ, cả thanh côn lôn đao đều hóa thành đen như mực màu sắc, kinh khủng tai hỏa chi ý bao phủ mà đi. Cái này hỏa thiên đao nhất kích cũng là bị một kiếm này dễ như trở bàn tay phá vỡ. Đồng thời, một tia thần giáp mệnh tinh kim quang, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Còn chưa đủ. Sinh tử tồn vong ở giữa, Phỉ Nhiêu kim đan có lẽ là cảm nhận được cái gì, một cỗ Phỉ Nhiêu kim quang hóa thành một cái cự thủ, cầm một kiếm kia. Kiếm ý cùng kim quang trong nháy mắt xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần liền bay ra ngoài. Đây là Phỉ Nhiêu đế quân lưu lại ý chí bảo hộ. Qua rất lâu, Diệp Thần thi triển Phỉ Nhiêu pháp môn, thương thế hỏa hoãn, mới miễn cưỡng đứng lên, nhìn xem cự kiếm kia, hắn giờ mới hiểu được thiên đấu sát thần nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi không nên bước vào ở đây, dù cho tên kia đem Phỉ Nhiêu kim đan cho ngươi, ngươi cũng không có tư cách, lăn ra ngoài. Một đạo rét thấu xương lại thanh âm già nua đột nhiên truyền đến. Diệp Thần nghe được thanh âm này, nào nào, đây không phải Phỉ Nhiêu đế quân âm thanh. Hắn là ai? Đồng thời, Diệp Thần vậy mà cảm thấy luân hồi mộ địa có một tia quỷ dị chấn động. Cái này chấn động không phải cái gì đại năng muốn thức tỉnh. Mà là một loại nào đó cảm xúc phẫn nộ. Luân hồi mộ địa lại sẽ đối với thanh âm này phẫn nộ. Đây là Diệp Thần nắm giữ luân hồi mộ địa bắt đầu, lần thứ nhất cảm nhận được có cảm xúc. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục dò thám biết thời điểm, một cỗ vô tình sức mạnh, càng đem hắn cái này Phỉ Nhiêu kim đan chủ nhân đẩy đi ra. Diệp Thần phát hiện mình đã về tới ngoại giới. Hắn lại nghĩ nếm thử tiến vào Phỉ Nhiêu kim đan nội đan, căn bản không có khả năng. Bất quá hắn có thể cảm nhận được thanh âm kia nơi phát ra đang dần dần ngủ say, đoán chừng không bao lâu nữa, Diệp Thần liền có thể lần nữa tiến nhập. Lần này đánh bậy đánh bạ, mặc dù không có thu hoạch thiên đấu sát thần cần có khư cốt, nhưng lại lấy được luân hồi nghĩa địa một cái cực lớn manh mối. Luân hồi nghĩa địa tồn tại là một cái nhiều mặt sản phẩm. Trước mắt chính mình lấy được manh mối chính là cùng tương lai hoặc đi qua chính mình, thiên tổ, thời không, không biết sức mạnh có liên quan. Những đầu mối này đều quá mức xa xôi. Nhưng vừa rồi luân hồi mộ địa bộc phát ra hận ý, lời thuyết minh luân hồi mộ địa kỳ thực có được giống khí linh tầm thường tồn tại. Nó vô cùng hận chủ nhân của thanh âm này. Chủ nhân kia không có khả năng cất ở đây vì nhiêu kim đan thế giới bên trong, hẳn là một loại nào đó ý chí hoặc sức mạnh lưu lại, tạo thành giống như thiên đấu sát thần tầm thường nghiệt vật. Nhưng cái này nghiệt vật chủ nhân trước kia cùng Phỉ Nhiêu đế quân nhất định từng có giao thủ. Hơn nữa Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác khả năng này không phải trụ thần. Đến nỗi là ai, bây giờ chính mình xa xa không có tư cách biết. Càng quan trọng chính là, Diệp Thần cảm thấy,
trận chiến kia, Phỉ Nhiêu đế quân thất bại. Thậm chí có thể nói là Phỉ Nhiêu đế quân sỉ nhục. Chiếm cục hoàn toàn thiên về một bên. Bất quá chiến cuộc như thế nào, với hắn mà nói không trọng yếu. Hắn hiếu kỳ chính là chẳng lẽ luân hồi mộ địa thật sự nắm giữ khí linh. Chỉ có điều khí linh một mực tại ẩn tàng hoặc ngủ say, mãi đến thanh âm này xuất hiện. Hắn nếm thử câu thông, luân hồi mộ địa cũng không có lại để ý chính mình, cũng không có bất kỳ tâm tình gì sinh ra, bất quá những cái kia đại năng mộ bia hắn đều có thể cảm ứng. Chỉ sợ là bởi vì thực lực của hắn không có tư cách tiếp xúc đến luân hồi nghĩa địa một số bí mật. Thôi, đi một bước nhìn một bước a. Chờ cái kia lòng son bên trong nghiệt vật triệt để ngủ say, ta lại tiến vào tìm kiếm một chút đi. Hy vọng đến lúc đó có thể thu lấy được nhiều thứ hơn. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần lại đem một người, từ luân hồi trong mộ địa triệu đi ra. Đó là một nữ tử, chính là Thương Thiên Lạc Nguyệt. Lúc này Thương Thiên Lạc Nguyệt, vẫn là trọng thương hôn mê người nào chết bộ dáng, coi như tụ tập không không lúc nào khoảng không tất cả cường giả, y sư, đều khó mà đem nàng cứu sống. Thương thế của nàng, nói đúng ra, đã là chết thế. Bất quá may mắn, Diệp Thần nắm giữ lấy Dược Vương bí điển tất cả tinh túy, thủ đoạn của hắn, đủ để cứu chữa Thương Thiên Lạc Nguyệt. Diệp Lang, Thương Thiên Lạc Nguyệt rên rỉ mở to mắt, lúc này Diệp Thần trên người tán phát ra kim sắc dược khí, hơi hơi tư dưỡng nàng, cũng là để cho nàng khôi phục điểm tinh thần nguyên khí. Đừng sợ, Lạc Nguyệt, ta sẽ trị hảo ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ lên Thương Thiên Lạc Nguyệt mái tóc. Sau đó cúi đầu, hôn nàng đôi môi tái nhợt. Tại cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, Diệp Thần liền vận chuyển Phỉ Nhiêu dược thuật, một khỏa vàng óng ánh Phỉ Nhiêu kim đan, như mặt trời ở trên đỉnh đầu hắn nổi lên, phía trên âm dương thần chỉ linh khí, không ngừng chút xuống. Diệp Thần đem những linh khí này, phối hợp với chính mình Phỉ Nhiêu dược thuật, toàn bộ quán chú đến Thương Thiên trong cơ thể của Lạc Nguyệt. Ầm ầm, một cái cực lớn hỏa lò, trống rỗng xuất hiện, phun ra dược hà kim quang. Đem hai người khỏa cuốn vào. Đây là sinh mệnh tạo hóa lô, là Dược Vương bí điển Phỉ Nhiêu thuật một trong. Dược Vương bí điển có 9 loại Phỉ Nhiêu bí thuật, sinh mệnh tạo hóa lô chính là thứ nhất, sinh mạng này tạo hóa lô sáng lập ra, liền có thể khởi tử hồi sinh, không ngừng mở rộng tính mạng con người sức sống. Thương Thiên Lạc Nguyệt vốn là trạng thái sắp chết, bây giờ nhận được sinh mệnh tạo hóa lô tẩm bổ, nàng suy nhược sinh mệnh lực, lập tức một lần nữa tỏa ra sự sống, tái nhợt hư nhược gương mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận, cổ họng phát ra nhẹ nhàng thở dốc. Diệp Thần lại xoa bóp thân thể mềm mại của nàng, lấy ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, tiêu tan nhiệt giải ách chú, thiên nhân hóa sinh trải qua các loại thủ đoạn, vì nàng linh hoạt khí huyết, trị liệu bệnh tật, xua tan nhiệt chướng. Khi xưa Thương Thiên Lạc Nguyệt, đối với Diệp Thần vô cùng lưu luyến si mê, thậm chí đến tình cảnh bệnh trạng, dung không được nữ nhân thứ hai. Cái này kỳ thực chính là bệnh, là tâm bệnh, là tâm mang nhiệt chướng. Diệp Thần lập tức thi triển tiêu tan nhiệt giải ách chú, trực tiếp tan đi Thương Thiên Lạc Nguyệt tâm ma nhiệt chướng, như vậy nàng sau khi tỉnh dậy, cũng sẽ không lại bệnh trạng giống như nhằm vào bên cạnh Diệp Thần những nữ nhân khác. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, trị liệu hoàn thành. Thương Thiên Lạc Nguyệt thương thế, đã triệt để khỏi hẳn bình phục, liên tâm bệnh cũng bị Diệp Thần chữa khỏi. Diệp Thần buông lỏng ra môi của nàng, chỉ thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt hai con ngươi mang theo tinh nguyệt một dạng quang huy, vẫn si ngốc nhìn xem Diệp Thần. Nàng tại tinh không bỉ ngạn, chính là cường giả hạng nhất, danh xưng Lạc Thần, có được thiên kiều bá mị, thanh thuần thoát tục, rực rỡ vô song, Diệp Thần nhìn nàng kia khuôn mặt đẹp đẽ, lưu luyến si mê ánh mắt, cũng là rất là tâm động. Hắn nhớ tới Phỉ Nhiêu đế quân mà nói, cô gái tốt muốn chân quý, nữ nhân xấu cũng không cần lãng phí. Thương Thiên Lạc Nguyệt, là cô gái tốt, vẫn là nữ nhân xấu. Diệp Lang, Thương Thiên Lạc Nguyệt si ngốc khẽ gọi một tiếng. Ôm lấy Diệp Thần cổ, nhưng lại đem tươi non đôi môi đụng lên tới. Diệp Thần tâm thần rung động, cũng không có kháng cự nàng, hai người trong cung điện này hôn thật lâu, thẳng đến bên ngoài truyền đến một hồi thùng thùng tiếng đập cửa. Diệp Thần, họ chủ phụ trở về. Là thần sắc đẹp âm thanh. Diệp Thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt nghe phía bên ngoài người tới, có chút lúng túng tách ra, sửa quần áo ngay ngắn, đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy thần sắc đẹp đang đứng ở bên ngoài. Nàng nhìn thấy Diệp Thần, liền ôn nhu kêu một tiếng, Diệp Thần. Lại gặp Diệp Thần đứng bên cạnh một cái rực rỡ trong sáng như mới nguyệt nữ tử, nàng ánh mắt sáng lên, đạo, vị này là. Lạc Thần cô nương sao? Thương Thiên Lạc Nguyệt khom người nói, ta gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, rất hân hạnh được biết ngươi, thần sắc đẹp.
nàng nói chuyện có chút khách khí lễ phép, thần sắc đẹp danh hào, coi như nàng tại tinh không bỉ ngạn phía trên, cũng là có chỗ nghe, lúc này tận mắt nhìn đến thần sắc đẹp, trong mắt nàng cũng là lộ ra vẻ vui sướng vẻ ngưỡng mộ, đạo. Ngươi thật xinh đẹp a, thần sắc đẹp, so trong truyền thuyết xinh đẹp hơn. Diệp thần gặp Thương Thiên Lạc Nguyệt lễ phép thái độ, đã biết nàng tâm bệnh đã trừ, đối mặt những nữ nhân khác, cuối cùng không còn là kêu đánh kêu giết, hắn cũng là cảm thấy vui vẻ vui mừng, vì nhiều thuật hiệu quả trị liệu, đích thật là siêu phàm nhập thánh, liên tâm bệnh tâm ma cũng có thể trị liệu. Thần sắc đẹp mỉm cười, nói, ta trước đây nghe họ chủ phụ nói, Lạc thần cô nương bị trọng thương, xem ra cô nương là khỏi rồi. Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì nở nụ cười, kéo Diệp thần cánh tay, nói, cũng là Diệp lang công lao, là hắn chữa khỏi ta. Thần sắc đẹp cười nói, vậy tối nay ta liền thiết yến, thay Lạc thần cô nương bày tiệc mời khách. Lúc này Dược Vương gia tộc người, cũng đã dàn xếp tại thần sắc đẹp thánh địa trong, Nguyên Thiên Đế cũng quay về rồi, thu hoạch không nhỏ, lại thêm Diệp thần cũng có thu hoạch khổng lồ, thần sắc đẹp đang chuẩn bị thiết yến chúc mừng. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, không cần rồi, ta chuẩn bị đi, thần sắc đẹp. Diệp thần kỳ nói, Lạc Nguyệt, người muốn đi sao? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, ân, Diệp lang, ta lần này từ tinh không bị ngạn buông xuống, là vì thấy ngươi một mặt, bây giờ nhìn thấy ngươi, ngươi cũng thích ta rất là cao hứng, ta phải vì ngươi làm chút cái gì? Ngươi địch nhân đông đảo, ta liền thay ngươi giải quyết một cái cường địch a. Nàng nói đến đây, đầu ngón tay một lần, một thanh trường kiếm để ngang trong tay, hàn mang xâm nghiêm, trong mắt một nửa là cùng Diệp thần tương tư ý vui vẻ. Một nửa khác là lăng lệ sát cơ. Diệp thần kinh ngạc nói, người muốn đi giết ai? Hắn địch nhân đích xác không thiếu, lấy Thương Thiên Lạc Nguyệt thực lực, cực hạn bộc phát mà nói, cũng đích xác có thể giúp hắn giải quyết cường địch. Nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt lúc này trọng thương mới khỏi, Diệp thần thực không muốn để cho nàng ra ngoài mạo hiểm. Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì nở nụ cười, nói, trước tiên không nói cho ngươi, chậm một chút ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ, ta đi trước rồi. Nói đi. Thương Thiên Lạc Nguyệt như gà con mổ thóc, tại Diệp thần trên gương mặt hôn một cái, sau đó buông ra tay của hắn, tung người hướng về bầu trời bay đi. Lạc Nguyệt, Diệp thần muốn kéo nổi nàng, nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt thân pháp 10 phần xảo diệu, thân thể lại hóa thành một tia nhật nguyệt tia sáng, qua trong giây lát bay vút lên trời, không thấy tăm hơi. Thân là tinh không bị ngạn cường giả, Thương Thiên Lạc Nguyệt tự nhiên nắm giữ nhật nguyệt thân pháp, tại không không lúc nào khoảng không quy tắc hạn chế phía dưới. Nàng nhật nguyệt cảnh rất nhiều thủ đoạn, đều không thi triển được, nhưng nhật nguyệt này thân pháp một chút biến hóa huyền bí, lại là có thể thi triển, thân pháp chi xảo diệu, cũng chỉ là so Diệp thần kém một bậc. Nha đầu này, Diệp thần nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt đi xa, không khỏi sầm mặt lại không biết nàng muốn đi giết ai, hồn thiên đế, xấu thần, vũ hoàng cổ đế, ma phi thiên. Tính toán, Diệp thần, để tùy đi thôi, lấy vị này Lạc thần cô nương thực lực. Không không lúc nào khoảng không không có mấy người có thể thương tổn được nàng. Thần sắc đẹp lôi kéo Diệp thần tay, nói khẽ. Diệp thần nghĩ thầm cũng là, liền gật gật đầu, thoáng định thần, nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối trở về rồi sao? Thần sắc đẹp nói, ân, đúng vậy, họ chủ phụ gọi ngươi đi qua, hắn tại hành cung bên trong chờ ngươi. Diệp thần trong lòng hơi động, hỏi, Nguyên Thiên Đế tiền bối đi hồn tộc lãnh địa, không biết có gì thu hoạch. Thần sắc đẹp cười nói, người đi liền biết. Diệp thần rất là hiếu kỳ, lập tức tự mình đi tới Nguyên Thiên Đế hành cung. Chỉ thấy hành cung một chỗ trong đại điện, Nguyên Thiên Đế đang ngồi xếp bằng, vận công điều tức, trên quần áo lại thấm đầy máu tươi, theo hắn khí tức vận chuyển, một chút xíu khí huyết bốc hơi, mùi tanh gai mũi hướng Diệp thần đánh tới. Thế nhưng không phải Nguyên Thiên Đế huyết, là hắn giết chóc địch nhân, nhiễm đến huyết. Rõ ràng hắn đi tới hồn tộc lãnh địa, quả thực chém giết không thiếu địch nhân. Tại bên cạnh Nguyên Thiên Đế, một nữ tử, bị đánh gãy gân tay gân chân, toàn thân dùng cấm chế phủ liên trói buộc, đang héo ngồi phịch ở địa, nhìn thấy Diệp thần tới, nữ tử kia trong mắt liền lộ ra một vòng căm hận chi sắc. Ma nữ Bùi Vũ Hàm. Diệp thần nhìn thấy nữ tử này, lập tức kinh hãi. Nữ tử trước mắt, chính là ma nữ Bùi Vũ Hàm. Trước đây ma nữ Bùi Vũ Hàm, vì phục sinh vũ tổ, lựa chọn cùng hồn thiên đế hợp tác, muốn chế tạo ra sinh tử phong thần bi. Bùi Vũ Hàm đã là đại ái thần phong tinh tuyết người đại diện, nàng và hồn thiên đế hợp tác, lại thêm thần tình yêu tẩy mộng yên lam gia nhập vào, không không lúc nào khoảng không rất nhiều đại ái thần, thần tình yêu tín đồ, toàn bộ hội tụ đến hồn thiên đế dưới trướng, hồn thiên đế bởi vậy khí thế tăng mạnh.
Nhưng bây giờ, cái này ma nữ Bùi Vũ Hàm, đã bị đánh gãy gân tay gân chân, tê liệt trên mặt đất, toàn thân linh khí lại bị cấm chế phủ liên trói buộc chặt, cùng cấp trở thành một tên phế nhân. Cái này hiển nhiên là Nguyên Thiên Đế thủ bút. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, Nguyên Thiên Đế thế mà đem Bùi Vũ Hàm bắt trở lại. Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần tới, Nguyên Thiên Đế cũng là mỉm cười. Nguyên Thiên Đế tiền bối, đây là, người đem ma nữ bắt trở lại. Diệp Thần nói. Nguyên Thiên Đế gật đầu nói, đúng vậy, ha ha, cái kia Hồn Thiên Đế cũng là lỗ mãng, chân thân cũng dám rời đi sơn môn, bị ta tìm được cơ hội, giết hắn không ít người. Ta vốn là muốn đi cứu ngươi, nhưng suy nghĩ người khí vận hừng hực, xa xa không tới rơi xuống thời điểm, liền không có ra tay, ngược lại đánh tới hồn tộc lãnh địa, hơn nữa bắt cái này ma nữ trở về. Ma nữ Bùi Vũ Hàm, chính là đại ái thần Phong Tinh Tuyết người đại diện, bây giờ bị đem bắt, thậm chí bị đánh gãy tay chân, trở thành phế nhân, kia đối Hồn Thiên Đế trận doanh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trầm trọng đả kích khổng lồ. Côn Lôn đao ngươi lấy được sao? Nguyên Thiên Đế lại hỏi. Lấy được. Diệp Thần đem Côn Lôn đao lấy ra, cây đao này khí tức cực kỳ sắc bén lăng lệ, đao khí không ngừng dâng lên rào cắt, coi như lấy Diệp Thần thông thiên cảnh nhục thân, cũng ngăn cản không nổi. Đao vừa ra, bàn tay hắn ra thịt, liền bị rào cắt tới vỡ tan, may mắn hắn nắm giữ lấy Phỉ Nhiêu thuật, da thịt vừa vỡ nứt, lại lập tức khỏi hẳn, cũng không chịu ảnh hưởng. Đến nỗi da thịt rạn nứt đau đớn, kia đối Diệp Thần tới nói, cũng có thể tiếp nhận, có thể dùng đến tôi luyện đạo tâm. Nguyên Thiên Đế gặp Côn Luân đao phong mang, bén nhọn như vậy, cũng là một hồi kinh ngạc, thở dài, may mắn đao này rơi vào tay ngươi, nếu bị Hồn Thiên Đế đoạt lại, cái kia phiền phức vô cùng. Thậm chí chúng ta cùng Hồn Thiên Đế tương lai một trận chiến, cũng có thể là thua triệt triệt để. Ha ha, bây giờ ngươi đoạt được Côn Luân đao, ta cũng bắt được ma nữ, chúng ta xem như chém đứt Hồn Thiên Đế phụ tá đắc lực, hắn chết chắc. Diệp Thần một hồi nhiệt huyết dâng lên, nói, cuối cùng có thể giết chết Hồn Thiên Đế sao? Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy a, chờ giết chết Hồn Thiên Đế, chúng ta có thể đạp hắn thi cốt, phi thăng tinh không bỉ ngạn. Nói đến tinh không bỉ ngạn thời điểm, Nguyên Thiên Đế trong mắt cũng là lộ ra một vòng hướng tới ước mơ thần thái. Diệp Thần nói, tiền bối, người tiền thân đã trụ thần, phi thăng không khó lắm a. Vì sao người nghĩ phi thăng, lại là rất chật vật bộ dáng? Nguyên Thiên Đế nói, đương nhiên gian khổ, ta tiền thân là trụ thần, nhưng bây giờ không phải, năm đó ta. Trong mắt của hắn lập lòe hồi ức tia sáng, một hồi mê ly, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Chấm, tính toán, không nói cũng được, tóm lại, chờ giết chết Hồn Thiên Đế, chúng ta liền có cơ hội phi thăng đi tinh không bỉ ngạn, ha ha. Tinh không bỉ ngạn, trên thực tế cũng là không không lúc nào chống không một bộ phận, là tầng sâu hơn thế giới, nhưng ở thế giới kia, không có nhiều khuôn sáo như vậy ước thúc, so không không lúc nào khoảng không càng tự do một chút. Chờ ta phi thăng, ta có thể trong nháy mắt đăng đỉnh, bước vào thiên đạo cảnh. Nguyên Thiên Đế mặc sức tưởng tượng tương lai, trong mắt tinh mang lóe sáng, không khỏi nắm quyền một cái. Thiên đạo cảnh, là tinh không bỉ ngạn cao cấp nhất cảnh giới, hắn có lòng tin, chờ hắn sau khi phi thăng, hắn có thể một bước lên trời, đưa thân thiên đạo cảnh. Một bước đăng đỉnh sao? Này làm sao làm đến? Diệp Thần rất là ngạc nhiên. Nguyên Thiên Đế cười nói, sử dụng trụ lực lượng của thần, trụ thần có thể sửa chữa pháp tắc, tại không không lúc nào khoảng không hệ thống phía dưới, có rất nhiều pháp tắc hạn chế, sửa chữa rất gian khổ, thậm chí sẽ dao động thế giới căn bản. Nhưng ở tinh không bỉ ngạn mà nói, liền không có nhiều như vậy quy tắc hạn chế, bỉ ngạn thế giới, tài nguyên có thể nói là vô cùng vô tận, bằng vào ta quyền hành, sửa chữa tự thân tu vi, một bước lên trời không thành vấn đề. Trên thực tế, chính là bởi vì không không lúc nào khoảng không, có quá nhiều quy tắc hạn chế, cho nên viễn cổ thời đại đám người, mới có thể mộng tưởng sáng tạo ra một cái không có hạn chế, tự do tự tại hoàn mỹ thế giới này chính là tinh không bỉ ngạn. Tại tinh không bỉ ngạn bên trong, còn có càng nhiều trụ thần cái bóng, không không lúc nào khoảng không bởi vì luân hồi đạo lạc ấn, thời gian sẽ đi đến phần cuối, đến lúc đó thế giới quy khư, lại lần nữa tới qua, nhân quả biến hóa vô cùng phức tạp, nhưng ở tinh không bỉ ngạn mà nói, cũng sẽ không bị thế giới quy khư ảnh hưởng tới, cho nên đại bộ phận trụ thần, kỳ thực càng ưa thích lưu lại tinh không bỉ ngạn. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, thế giới kia bên ngoài đâu? Nguyên Thiên Đế nói, thế giới bên ngoài sao? Đó là có thể nhìn thấy cả ngày chi đạo thế giới, nhưng quá nguy hiểm, thái sơ cùng vực sâu phóng xạ ở khắp mọi nơi, một khi lọt vào phóng xạ ăn mòn,
chính là trụ thần cũng muốn lâm vào cực đoan trong thống khổ, ngươi muốn đi thế giới bên ngoài sao? Diệp thần nói, đương nhiên muốn đi, đó là hết thảy khởi nguyên, ta nghĩ chân chính chặt đứt hết thảy gông xiềng, nắm giữ vận mệnh của mình, thu được chân chính tự do mà nói, cũng chỉ có đi thế giới bên ngoài. Nguyên Thiên Đế cười ha ha, nói, kỳ thực ngươi thật muốn đi thế giới bên ngoài, bây giờ cũng có thể đi, chỉ cần đột phá thiên đạo hệ thống, ngươi liền có thể xông ra thiên ngoại. Diệp thần kinh ngạc, nói, cái gì? Nguyên Thiên Đế trầm ngâm nói, kỳ thực đi thế giới bên ngoài, không có chúng ta nghĩ gian nan như vậy, thậm chí so phi thăng tinh không bị ngạn còn muốn đơn giản một chút, chỉ cần có thể xông phá thiên đạo hệ thống liền có thể. Mà nghĩ phá thiên, cần, không phải tu vi, mà là tinh thần đạo tâm. Chỉ cần có đủ mạnh mẽ tinh thần, có dám bỏ qua hết thảy, cùng trời đánh giết quyết tâm, liền có thể phá thiên siêu thoát, đến thiên ngoại. Trước kia đấu chiến thần, đạp nát lăng tiêu, chính là dựa vào tràn đầy nhiệt huyết, muốn phá thiên phi thăng, đi tới thế giới bên ngoài. Bất quá thời điểm đó thiên đạo, còn không có suy sụp, hệ thống pháp tắc nghiêm mật vô cùng, cho nên đấu chiến thần đụng vỡ đầu máu chảy, tiếc nuối thất bại. Nhưng, ngươi mà nói, Diệp thần, đạo tâm của ngươi tinh thần, có thể so sánh đấu chiến thần lợi hại hơn nhiều, ngươi thật muốn phá thiên đạo ngăn không được ngươi. Diệp thần hoảng hốt xuất thần, lẩm bẩm nói, xông phá thiên đạo, là nhìn tinh thần đạo tâm, không nhìn tu vi sao. Nguyên Thiên Đế nói, cũng nhìn, nhưng tinh thần đạo tâm quan trọng hơn một chút, tinh thần càng thêm cường hãn, đạo tâm càng thuần túy người, phá thiên phi thăng xác suất thành công lại càng cao. Nếu như lo trước lo sau, không quả quyết, ngược lại khó mà thành dụng cụ. Tỷ như tinh không bị ngạn bên trong, trước kia không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, giao đấu chiến thần lợi hại, tinh không bị ngạn thế nhưng là có trọn vẹn 7 cái đại cảnh giới A. Những cái kia đứng tại thiên đạo cảnh, bản thân thực lực đã có thể cùng thiên đạo sánh vai người, nhưng khắp nơi lo lắng, không dám phá thiên. Ngoại trừ thiên đạo bản thân quy tắc pháp tắc, rất nhiều cường giả, còn e ngại trụ thần hàng phạt. Chư thần nói qua, ai dám phá thiên, chính là dao động căn cơ của thế giới, chư thần đều giết không tha. Nhưng trên thực tế, thế giới bên ngoài lớn như vậy, chỉ cần ngươi phá thiên phi thăng thành công, tựa như cá vào biển cả, chư thần đều tìm không đến ngươi, chớ nói chi là muốn giết ngươi. Trong lòng Diệp thần đại động, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nói, đi thế giới bên ngoài, thật có đơn giản như vậy sao? Ta không thể tin được. Nguyên Thiên Đế nhìn xem Diệp thần hoài nghi bộ dáng, sờ lên râu ria, cười ha ha một tiếng, nói. Khó là không khó, phi thăng dễ dàng, khó khăn là sống xuống. Ngươi nếu là bây giờ đi thế giới bên ngoài, không cần trụ thần ra tay, chỉ là thái sơ cùng vực sâu phóng xạ, cũng đủ để đem ngươi trong nháy mắt bốc hơi. Diệp thần khóe miệng giật giật, nói, ta liền biết. Nguyên Thiên Đế nói, kỳ thực thật muốn đi thế giới bên ngoài, ta bây giờ cũng có thể đi, nhưng không có ý nghĩa, thực lực của ta còn chưa đủ, đi thế giới bên ngoài, cũng là bị bốc hơi hạ tràng. Cho nên, tại phá thiên phía trước, ta nhất thiết phải phi thăng trước tinh không bỉ ngạn, tích lũy sức mạnh. Tinh không bỉ ngạn, là một cái lịch luyện tràng, cũng là một cái ván cầu, chỉ có đi trước tinh không bỉ ngạn, vững chắc căn cơ, tích lũy thực lực. Chờ đi đến thế giới bên ngoài sau, mới sẽ không bị không chỗ nào không có mặt phóng xạ trong nháy mắt bốc hơi. Ta nói với ngươi những thứ này, Diệp thần, chỉ là phải nói cho ngươi, kỳ thực thiên đạo cũng không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh mẽ như vậy, vậy chỉ bất quá là một cái quy tắc hóa thân thôi, ngươi nghĩ chứng đạo, muốn trở thành cường giả, nhất định phải có đánh vỡ quy tắc quyết tâm. Diệp thần nghe Nguyên Thiên Đế một phen, hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức nghĩ tới rất nhiều, gật đầu nói. Là đa tạ tiền bối khuyên bảo. Nguyên Thiên Đế vừa cười một tiếng, nói, vốn là, chúng ta bây giờ liền có thể giết chết hồn Thiên Đế, bất quá đáng tiếc, Vũ Hoàng Cổ Đế muốn cùng hắn kết minh, sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Trong lòng Diệp Thần run lên, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế sao? Nguyên Thiên Đế gật đầu nói, ân, môi hở răng lạnh, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng biết đạo lý này, nếu như hồn Thiên Đế chết, cái tiếp theo liền nên đến phiên hắn. Bây giờ, Vũ Hoàng Cổ Đế đã cùng hồn Thiên Đế kết minh, Thiên Khư Thần Điện địa bàn, cũng sắp muốn cùng hồn tộc Sơn Môn kết hợp. Chỉ là một cái Vũ Hoàng Cổ Đế, ta cũng không để vào trong mắt, nhưng hắn Thiên Khư Thần Điện tích lũy vô số kỷ nguyên năng lượng, nhưng không để khinh thường. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhiều hơn nữa chờ trong vòng 3 tháng A. Diệp Thần nói, 3 tháng. Nguyên Thiên Đế cười nói, đúng vậy, bây giờ hồn Thiên Đế khí vận đại suy, lại bị ta giết rất nhiều cao thủ.
bọn hắn hồn tộc đã không cách nào lại cướp tạo sinh tử phong thần bi. Cái này sinh tử phong thần bi, chúng ta lại hoa trong vòng 3 tháng, liền có thể chế tạo thành công. Đến lúc đó, chính là hồn thiên đế cùng vũ hoàng cổ đế tận thế. Một bên trầm mặc ma nữ Bùi Vũ Hàm, lúc này hung tợn mở miệng nói, các ngươi mơ tưởng. Nhiều nhất bất quá lưỡng bại câu thương, các ngươi coi như thắng hồn thiên đế, cũng nhất định trả một cái giá thật là lớn. Đến lúc đó ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bất quá là bị xấu thần kiếm tiện nghi thôi. Nguyên thiên đế nghe nói như thế, lập tức sầm mặt lại, bàn tay nâng lên, muốn một trưởng đánh giết Bùi Vũ Hàm, nhưng nhớ Diệp Thần mặt mũi, cũng không tốt động thủ, lập tức trầm mặt nói. Diệp Thần, cái này ma nữ xem như ngươi sư nương, người ta bắt trở lại, xử trí như thế nào, liền từ ngươi tới định. Bùi Vũ Hàm là Vũ Tổ Hồng Nhan bằng hữu, mà Vũ Tổ là Diệp Thần sư phó, cho nên tính lên bối phận, Bùi Vũ Hàm miễn cưỡng xem như Diệp Thần nửa cái sư nương. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, trầm ngâm chốc lát, nói, thôi, trước tiên đem nàng nhốt lại, chờ sau 3 tháng, ta Vũ Tổ sư tôn sống lại, lại xử lý nàng cũng không muộn. Sau 3 tháng, Nguyên Thiên Đế liền có thể chế tạo ra sinh tử phong thần bi, đến lúc đó, Vũ Tổ liền có thể sống lại. Ma nữ Bùi Vũ Hàm xử lý như thế nào, Diệp Thần muốn giao cho Vũ Tổ định đoạt. Nguyên Thiên Đế nói, có thể. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này vẫy tay một cái, đem ma nữ Bùi Vũ Hàm thu vào luân hồi mộ địa. Tại Diệp Thần luân hồi trong mộ địa, có một vầng mặt trời chiếu sáng, đó là Diệp Thần từ Dược Vương cổ địa mang về Phỉ Nhiêu kim đan, vô tận linh khí dâng lên. Phỉ Nhiêu trên kim đan, có một chỗ âm dương thần trì, phân Phỉ Nhiêu linh thủy cùng Thọ Ôn Họa Thủy, Diệp Thần cũng không khách khí, trực tiếp đem ma nữ Bùi Vũ Hàm, vứt xuống Thọ Ôn Họa Thủy bên trong đi. Lập tức một đạo thê lương thét lên, liền từ âm dương bên trong thần trì truyền ra. Thọ Ôn Họa Thủy tràn ngập tai họa ôn dịch kinh khủng sát khí, người bị ném tiến vào, liền muốn tiếp nhận vạn kiếp bất phục dày vò, họa thủy ăn mòn dày vò mãnh liệt, so với thiên hình 12 kiếm, cũng kém không có bao nhiêu. Diệp Thần làm như vậy, là muốn giết Bùi Vũ Hàm nhuệ khí. Mà Phỉ Nhiêu trên kim đan thời gian pháp tắc, cùng chủ thế giới khác biệt, tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm rất nhiều, chờ thật sự 3 tháng trôi qua, có thể Phỉ Nhiêu trên kim đan, đều đi qua mấy vạn năm. Mấy vạn năm dày vò, không biết Bùi Vũ Hàm cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, Diệp Thần cũng lười quản, chỉ cần nàng không chết là được. Nguyên Thiên Đế gặp ma nữ sự tình đã giải quyết, nhân tiện nói, Diệp Thần, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút sinh tử phong thần bi. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, hảo. Nguyên Thiên Đế nói, đi theo ta. Chỉ thấy Nguyên Thiên Đế đứng dậy, đi đến vách tường giá sách chỗ, xoay lái một cái cơ quan, giá sách ùng ùng rời, lại lộ ra một đầu ám đạo. Diệp Thần đi theo Nguyên Thiên Đế, dọc theo thầm nghĩ tiếp tục đi, cái này thầm nghĩ lại nối thẳng lòng đất, dưới nền đất là một cái trận pháp thật to, lấp lánh tràn ngập u quang, trên trận pháp phủ lên một bức tranh, hình ảnh là hoạt động, có bầu trời nhật nguyệt, núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú. Thiên địa rất nhiều khí tượng, lại là không ngừng lưu chuyển, quỷ dị biến hóa, từ phồn vinh hướng đi khô diệt, lại từ trong khô diệt trùng sinh, ở giữa sống hay chết không ngừng tuần hoàn. Nguyên Thiên Đế bóp cái thủ quyết, bức tranh đó rất nhiều khí tượng, lập tức toàn bộ tụ lại, trên không hóa thành một tòa xưa cũ bia đá, phía trên khắc sáng tắt phủ văn tối nghĩa, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền có loại vô tận tang thương, sinh tử hỗn hợp cảm giác. Đây chính là sinh tử phong thần bi sao? Diệp Thần nhìn xem cái kia cổ lão bia đá lơ lửng, nhìn kỹ lại, phía trên sáng tắt phủ văn tối nghĩa, nhất thời biến thành một cái sinh chữ, nhất thời biến thành một cái chết chữ, pháp tắc sinh tử tầng điệt, rung động tinh thần của người ta. Không tệ, đây chính là sinh tử phong thần bi, là ta hao phí vô số tài nguyên tâm huyết, chế tạo đi ra ngoài vĩ đại kỳ quan. Nguyên Thiên Đế nhìn xem cái kia cổ lão bia đá, đôi mắt cũng là trở nên có chút mê ly lên, rất là cảm thán bộ dáng, vì chế tạo tòa này bia đá, hắn bỏ ra quá nhiều. Diệp Thần nhìn thấy trận pháp bốn phía, tán loạn đại lượng thiên tài địa bảo, đủ loại khoáng thạch dược liệu, còn có linh thú hải cốt các loại, nghĩ đến cũng là chế tạo sinh tử phong thần bi tài liệu. Số lượng khổng lồ, ở phía xa trồng chất thành núi. Bây giờ lưu lại tới, còn không có dùng hết tài nguyên, còn rất nhiều rất nhiều. Kỳ thực cái này sinh tử phong thần bi, là ta cùng hồn thiên đế, cùng tư tưởng đi ra ngoài kỳ quan. Trước kia, tam thanh xúc phạm cấm kỵ, lọt vào thái sơ hàng phạt, cho nên vẫn lạc, ta cùng hồn thiên đế ngẫu nhiên nhìn trộm đến cấm kỵ, biết được. Nguyên thiên đế tự thuật chuyện cũ,
nhưng nói đến tam thanh sự tình, biểu lộ trở nên có chút giữ kín như bưng, tựa hồ có rất nhiều đồ vật không dám nói lung tung. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, biết được cả ngày chi đạo huyền bí, là âm dương hòa giải, có phải hay không? Nguyên Thiên Đế ngẩn ngơ, cười khổ một tiếng, thở dài, đúng vậy, đó là rất cổ lão cấm kỵ, chẳng qua hiện nay Thái Sơ bị u ác tính ký sinh, uy quyền đại suy, đàm luận những thứ này cấm kỵ, cũng sẽ không lại bị trừng phạt. Thái Sơ căm hận đạo âm dương, hắn cảm thấy, âm u không cần tồn tại, âm u cùng vực sâu, là đau đớn, ta cùng hồn thiên đế, đều đồng ý Thái Sơ thuyết pháp, đều nguyện ý đứng tại quang bên này. Chỉ có điều, phần thiên đại kiếp phát tác lên, cũng là muốn mạng dày vò vô cùng, mặc dù, Thái Sơ nói, đây là cần thiết tôi luyện, nhưng ta cùng hồn thiên đế, thực sự chịu không được, thế là tư tưởng ra sinh tử phong thần bi kỳ quan. Cái này sinh tử phong thần bi, ẩn chứa sinh tử lưu chuyển huyền bí, cùng âm dương đại đạo phù hợp, chỉ cần có thể chế tạo ra tới đồng thời trưởng khống, liền có thể hòa dịu phần thiên đại kiếp đau đớn. Làm cho pháp tắc sinh tử nghịch chuyển, âm dương tương xung mà nói, còn có thể dẫn bạo người khác phần thiên đại kiếp, để cho địch nhân lâm vào vạn kiếp bất phục đau đớn hoàn cảnh. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, nói, còn có thể dẫn bạo người khác phần thiên đại kiếp sao? Nguyên Thiên Đế gật đầu nói, đúng vậy, cho nên cái này sinh tử phong thần bi, uy năng hết sức lợi hại, chỉ cần có thể chế tạo đi ra, liền có thể trấn áp chư thần, trở thành thần hoàng. Mặc dù Thái Sơ không cho phép chế tạo, nhưng cái này sinh tử phong thần bi, uy quyền thực sự quá lớn, ta không muốn bỏ qua, ta nghĩ, chờ sinh tử phong thần bi chế tạo đi ra, ta trấn áp chư thần, trở thành thần hoàng, Thái Sơ sẽ thông cảm nỗi khổ tâm riêng của ta. Chư thần chịu phần thiên đại kiếp dày vò, bình thường kiệt lực áp chế, nhưng sinh tử phong thần bi, lại có thể dẫn bạo đại kiếp, cái này kỳ quan kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần cao mày nói, lợi hại như vậy kỳ quan, thật có thể chế tạo đi ra không? Nguyên Thiên Đế cười ha ha, nói, nghĩ xong cả đúc ra sinh tử phong thần bi, đương nhiên rất khó, tại không không lúc nào khoảng không là không thể nào, ít nhất phải đi đến tinh không bỉ ngạn mới có thể, nhưng, muốn chế tạo ra một cái hình thức ban đầu mà nói, cũng không tính quá khó. Trên thực tế, bây giờ sinh tử phong thần bi, hình thức ban đầu đã có, lại rèn luyện 3 tháng, liền có thể chính thức vận dụng đến trong thực chiến, đến lúc đó, hồn thiên đế cùng vũ hoàng cổ đế nhất định phải chết. Nguyên Thiên Đế trong mắt lướt qua một vòng phong mang, hắn đối với sinh tử phong thần bi lực sát thương, vô cùng tin tưởng. Một điểm hình thức ban đầu, đủ để giết khắp không không lúc nào chống không địch, hồn thiên đế cũng đỡ không nổi. Đây là đủ để dùng để dẫn bạo phần thiên đại kiếp, đối phó trụ thần vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cũng là có chút điểm lửa nóng. Sau 3 tháng, liền có thể thấy rõ. Nếu là thuận lợi, liền có thể giết chết hồn thiên đế cùng vũ hoàng cổ đế, hắn thậm chí có thể cùng nguyên thiên đế, đạp hồn thiên đế thi cốt, leo lên tinh không bỉ ngạn. Chờ giết chết hồn thiên đế, chúng ta có thể đạp thi hài của hắn, đi tới tinh không bỉ ngạn, nhất định phải mau chóng đi tinh không bỉ ngạn, bằng không thế giới quy khư, chúng ta đều phải chết. Ta suy tính đến, nhiều nhất 100 năm sau, chính là thời gian phần cuối, đến lúc đó thế giới quy khư liền sẽ buông xuống. Nguyên thiên đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt một hồi trống rỗng, lại lộ ra nguy cơ. 100 năm sau, thế giới quy khư, rốt cuộc đã tới. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, hắn tự nhiên biết thế giới quy khư truyền thuyết. Tại thiên tổ luân hồi đạo dưới sự ước thúc, không không lúc nào khoảng không chủ thế giới thời gian, là có cuối, chờ đã đến giờ phần cuối, thế giới liền sẽ quy khư, hết thảy hướng đi hủy diệt, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, này chi vì vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, vô hạn tuần hoàn. Đây là thiên tổ thủ đoạn, hắn lo lắng thế giới vô hạn phát triển tiếp, sẽ đi hướng sụp đổ, cho nên phải dùng luân hồi để ước thúc, để cho thế giới không ngừng luân hồi tuần hoàn, hắn ngay tại trong tuần hoàn tìm kiếm đạt tới hoàn mỹ cơ hội. Chỉ tiếc, thế giới đã tuần hoàn nhiều lần như vậy, vẫn là tràn ngập hắc ám sát lục cùng loạn lạc, căn bản không nhìn thấy mảy may hoàn mỹ dấu hiệu, dĩ vãng phát sinh qua tai nạn, thường thường lại sẽ lần nữa phát sinh, thậm chí hắc ám thích nghiệt càng ngày càng sâu trọng. Thế giới tội nghiệt, đã tích lũy đến tình cảnh nhanh thói quen khó sửa. Nguyên Thiên Đế ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, dĩ vãng thế giới luân hồi, không có ngươi tồn tại. Ngươi, là một cái biến số. Sự xuất hiện của ngươi, có thể biểu thị luân hồi kết thúc. Theo lý thuyết, lần này thế giới quy khư sau đó, thế giới sẽ lại không trùng sinh, không không lúc nào khoảng không sẽ hoàn toàn hướng đi hủy diệt, không có tân sinh. Tại thời gian đi đến phần cuối,
thế giới hủy diệt phía trước, chúng ta nhất định phải đi tới tinh không bỉ ngạn. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thế giới, muốn hủy diệt sao? Nguyên Thiên Đế nói, ân, ta hẳn sẽ không tính toán sai, không không lúc nào khoảng không là chủ thế giới, không chỉ có thiên tổ một người lạc ấn, ba quỷ thần cũng vẫn muốn hủy diệt thế giới này, bọn hắn lạc ấn cũng thật sâu hủ thực không không lúc nào khoảng không. Không không lúc nào chống không nền, đã trở nên vô cùng yếu ớt, hủy diệt sắp tới, ba quỷ thần như nguyện. Diệp Thần nói, chỉ còn lại trăm năm, không không lúc nào khoảng không liền muốn quy khư sao. Cái này, thời gian so bên trong tưởng tượng ta muốn vội vàng. Nguyên Thiên Đế nói, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, khác trụ thần sẽ không nhìn xem không không lúc nào khoảng không hủy diệt, bởi vì không không lúc nào khoảng không, ký thác quá nhiều trụ thần tâm huyết. Đại Hiền Giả, Hắc Hoàng Đế, Thiên Tổ, Phản Thiên, Siva, Vizanu, Điệp Mộng Tinh Quân các loại, bọn hắn đều nghĩ đem không không lúc nào khoảng không, chế tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, hoàn thành Thái Sơ nguyện vọng, tiến tới biến thành quang. Nhưng bọn hắn hành vi đến tột cùng chính xác hay không, không người biết được. Nếu như không không lúc nào khoảng không liền như vậy hủy, cái kia rất nhiều trụ thần tâm huyết cũng nước chảy về biển đông. Bất quá thôi, ta là không quản được nhiều như vậy, ta chỉ muốn đi tinh không bỉ ngạn. Ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục chính mình kiếp trước trụ lực lượng của thần. Mặc dù bây giờ Nguyên Thiên Đế đã là vô thượng đạo quân, hùng bá không không lúc nào khoảng không, nhưng hắn biết rõ, chính mình cùng những cái kia cao cao tại thượng trụ thần so sánh, còn vô cùng nhỏ yếu. Hắn nhất thiết phải khôi phục kiếp trước sức mạnh. Diệp Thần nhíu nhíu mày, hỏi, tiền bối, người kiếp trước là trụ thần, vì cái gì không tìm một cái người đại diện, nhất định phải chính mình hóa thân giáng sinh. Nguyên Thiên Đế không phải cái gì trụ thần đại lý người, hắn chính là trụ thần hóa thân, là bất hủ tinh long tôn, cũng chính là về sau thủy long vương hóa thân. Ngươi là muốn tự mình đi tìm gì quang chi tử, u ác tính tử sao? Diệp Thần rất nghi hoặc. Nguyên Thiên Đế nói, không phải, ta giáng sinh, chỉ là vì tránh nạn. Diệp Thần nói, tránh nạn. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, tam thanh bên trong Kim Vũ Đế Quân, Ngô, tên của hắn, đã từng là cấm kỵ. Bất quá hôm nay mà nói, ta với ngươi nói thẳng, hẳn là cũng không sao. Kim Vũ Đế Quân, hình như kim bằng, có thể hóa cự côn, uy năng vô lượng. Trước kia, hắn chịu Thái Sơ thiên phạt vẫn lạc, nhưng không cam tâm, muốn phục sinh, để mắt tới ta cùng hồn thiên đế. Ta cùng hồn thiên đế, hóa sinh ra sinh sinh đạo cùng tử hồn đạo mệnh đồ, sinh tử đan vào một chỗ, tựa như âm dương lưu chuyển, tam thanh cũng là tu luyện âm dương đạo, Kim Vũ Đế Quân tính khí táo bạo nhất. Hắn không cam lòng vẫn lạc, muốn bắt ta cùng hồn thiên đế ăn hết, dung hợp pháp tắc sinh tử, trùng tạo âm dương phục sinh. Ta cùng hồn thiên đế, kỳ thực chính là vì tránh né Kim Vũ Đế Quân truy sát, mới tự chém nhục thân, chuyển sinh đến không không lúc nào khoảng không. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, nói, thì ra chân tướng càng là như thế, cùng Kim Vũ Đế Quân có liên quan sao? Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, nếu như không phải cùng đường mặt lộ. Chúng ta như thế nào có thể tự chém nhục thân chuyển thế? Cái này chuyển thế giáng sinh, từ huy hoàng mặt trời giống như huy hoàng tồn tại, biến thành sâu kiến không bằng, tư vị này cũng không dễ chịu, hơn nữa bản nguyên linh hồn, còn muốn tại hủy diệt trong vực sâu chịu khổ. Ngoại trừ ba quỷ thần ba cái kia điên rồ, không có người nào nghĩ tự chém nhục thân chuyển sinh, giá quá lớn. Diệp Thần trầm mặc, đích xác, đừng nhìn Nguyên Thiên Đế cùng hồn thiên đế, bây giờ là không không lúc nào chống không bá chủ. Nhưng cùng bọn hắn đỉnh phong thời điểm trụ thần quyền chui so sánh, đó là sâu kiến cũng không bằng. Trước kia bọn hắn tự chém nhục thân chuyển sinh, thuần túy là vì tránh nạn thôi. Có thể ép Nguyên Thiên Đế cùng hồn thiên đế, song song tự chém chuyển sinh, vị kia Kim Vũ Đế Quân, thực lực có thể tưởng tượng được. Nguyên Thiên Đế nói tiếp, ta bây giờ muốn, liền là mau chóng phi thăng tinh không bỉ ngạn, lại nghĩ biện pháp nhận về ta bản nguyên linh hồn, ta bản nguyên, còn kẹt ở trong vực sâu. Ánh mắt hắn lộ ra vô tận tang thương cùng bi thương, rõ ràng trên thân lưng mang nhân quả kiếp số, cũng là hết sức trầm trọng. Diệp Thần không nói gì. Qua nửa ngày, Nguyên Thiên Đế cười nhẹ một tiếng, chỉ sinh tử phong thần bi bốn phía tán lạc thiên tài địa bảo, nói, những tư nguyên này, ngươi có thể lấy đi, tiếp xuống 3 tháng, ta sẽ dùng máu của ta, rèn luyện sinh tử phong thần bi. Ngươi liền đợi đến sinh tử phong thần bi, chính thức đản sinh một khắc này a. Diệp Thần nói, là. Nói xong Diệp Thần liền đem bốn phía tài nguyên thu, sau đó khom người từ biệt Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế khoanh chân ngồi xuống, ở lại đây mảnh đất thực chất thế giới bên trong, yên lặng dùng máu tươi của mình,
rèn luyện sinh tử phong thần bi. Diệp Thần rời đi thế giới dưới lòng đất, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. 3 tháng này, hắn đương nhiên không thể đợi không lấy, nhất thiết phải cũng muốn biện pháp, tiếp tục lớn mạnh chính mình thực lực. Dù sao, hắn phải đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là hồn thiên đế một cái. Xấu thần, Ma Phi Thiên, Chu Mục Thần, đều giấu ở sau lưng. Sau 3 tháng, cùng hồn thiên đế quyết chiến, nếu như hao phí quá lớn, một khi lưỡng bại câu thương, liền bị người khác kiếm tiện nghi. Cho nên, Diệp Thần nhất thiết phải có lưu hậu chiêu, tốt nhất có thể trong 3 tháng này, tiếp tục tăng cao thực lực. Vận mệnh mệnh cách cũng không tệ cơ duyên, thế nhưng mệnh kén tầm tử còn không có tan ra, còn phải đợi thêm chờ. Luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ đang xếp bằng ở một cái cực lớn mệnh kén tầm tử phía trước, không ngừng dùng tự thân sụp đổ khí, đi phân giải ăn mòn cái kia kén. Lãnh Khuynh Xương liền nằm ở kén bên trong, lông mày nhẹ trao lại, nàng đã dự cảm đến chính mình kết cục. Nhưng ở Diệp Thần luân hồi trong mộ địa, nàng cũng không có mảy may thủ đoạn có thể phản kháng, trừ phi có thể triệu hoán bàn tơ lão tổ tự mình buông xuống. Shiva tiền bối nói, bảo ta giải quyết trên đầu sự tình sau, lại đi cùng hắn liên lạc, không biết hắn có phân phó gì. Có lẽ hắn có thể cho ta một chút cơ duyên. Diệp Thần tâm tư chớp động, trở lại chính mình trong cung chỗ ở, đóng lại cửa phòng, móc ra một tờ vi đà chân kinh, thần thức thấm vào, kêu. Shiva tiền bối. Có đây không? Hắn tiếng kêu rơi xuống không lâu, đầu đột nhiên một hồi như tê liệt đau đớn, Shiva như viễn cổ thợ săn một dạng thân ảnh, tay dương cung tiễn, lại xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Luân hồi chi chủ, người cuối cùng có rảnh rỗi sao? Shiva đạo. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, vội nói, không biết Shiva tiền bối có gì phân phó. Shiva ánh mắt chớp động, lại không có lời vô ích gì, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta muốn ngươi đi một chuyến ta thánh địa, đào ra ta hài cốt. Diệp Thần nói, ngươi, thánh địa, hài cốt. Shiva nói, không tệ, tam đại thánh địa ngươi còn nhớ chứ. Ta thánh địa chính là Shiva thánh địa, trước kia ta cùng Phản Thiên, Vizanu lẫn nhau tranh đấu, 3 pha vẫn lạc, thi thể đều rơi xuống đến không không lúc nào khoảng không. Tính toán thời gian, nhiều như vậy cái luân hồi kỷ nguyên trôi qua, thi thể của ta hài cốt, linh khí hẳn là cũng khôi phục không sai biệt lắm. Không không lúc nào thời gian rảnh, một mực tại vô hạn luân hồi, thế giới đến thời gian phần cuối, liền sẽ quy khư trùng sinh, nhưng luân hồi quy khư, sẽ không ảnh hưởng đến tinh không bỉ ngạn, cũng khó có thể dung chuyển 3 đại thánh địa. Cho nên, tại trong vô tận luân hồi kỷ nguyên, Shiva hài cốt một mực tại nghỉ ngơi, đang chậm rãi khôi phục linh khí, cho tới bây giờ, hắn hài cốt đã không sai biệt lắm khôi phục hoàn chỉnh. Phản Thiên cùng Vizanu muốn giết ta, sai khiến nhóm tín đồ. Muốn đem cho cốt của ta đàn, từ sáng thế chi thụ phía dưới móc ra, một khi cho cốt đàn phá toái, linh hồn của ta bay ra, không có nhục thân chứa mà nói, liền muốn rơi vào vực sâu hủy diệt hải. Ta nhất thiết phải tại bọn hắn đào ra cho cốt của ta đàn phía trước tiên đào ra ta hài cốt, bảo đảm linh hồn của ta bay ra sau, có nhục thân có thể ký thác, bằng không ta đem vạn kiếp bất phục. Shiva âm thanh vô cùng ngưng trọng, trước kia thiên đạo 3 pha thần chi tranh, hắn biết mình nhục thân sẽ vẫn lạc. Cho nên sớm sắp đặt, chế tạo một cái cho cốt đàn, để cho linh hồn sống nhờ ở bên trong. Cái này cho cốt đàn, không phải dùng để chở cho cốt, mà là dùng để chở linh hồn, để cho linh hồn có cái ký thác, tránh rơi vào hủy diệt chi hải. Hủy diệt chi hải, chính là hắc ám u ác tính khí ngưng tụ vực sâu, trụ thần rơi xuống đi vào, cơ bản liền không leo lên được, ít nhất, trước mắt còn không có trụ thần năng leo ra, một khi rơi vào vực sâu, chỉ có vạn kiếp bất phục hạ tràng. Diệp Thần nói, Phản Thiên cùng Vizanu muốn giết ngươi. Shiva tiền bối, bọn hắn tại sao đột nhiên động sát thủ? Trước đó có hay không động tác? Shiva âm trầm nói, ta cũng không biết bọn hắn nổi điên làm gì, cho cốt của ta đàn, chôn ở sáng thế chi thụ gốc chỗ sâu, một khi bị đào ra, cả khỏa sáng thế chi thụ đều muốn bị dung chuyển, cũng dẫn đến toàn bộ không không lúc nào khoảng không, thậm chí tinh không bỉ ngạn, đều có thể bị dung chuyển, dẫn phát tai nạn đáng sợ. Quy khư tận thế có thể sẽ sớm buông xuống, gây họa tới bỉ ngạn, đánh đổi lớn như vậy, nhưng Phản Thiên cùng Vizanu càng là không quan tâm, quyết tâm phải giết ta. Tín đồ của bọn hắn đã bắt đầu hoạt động, Phản Thiên thánh địa không phải địa bàn của ta, tín đồ của ta rất ít, đoán chừng cản không được bao lâu, tại ta cho cốt đàn bị đào ra, linh hồn mất đi ký thác phía trước, luân hồi chi chủ, người nhất định muốn giúp ta đào ra ta thi hài, vô cùng cảm kích. Người muốn thù lao gì? Ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Shiva sợ nhất,
chính là linh hồn mình mất đi dựa vào, rơi vào vực sâu. Nhưng, chỉ cần Diệp Thần đem hắn hài cốt móc ra, linh hồn hắn liền có ký thác, thân hồn hợp nhất, thậm chí có thể dần dần khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực. Diệp Thần nghe được Shiva hứa hẹn thù lao, trong lòng hơi động, nhưng lại có thật nhiều nghi vấn, nói. Shiva tiền bối, tại ngươi trong thánh địa, chắc có rất nhiều tín đồ của ngươi a. Ngươi muốn đào ra chính mình thi hài, tại sao không gọi bọn hắn? Shiva thở dài, ai? Đó đều là một đám phế vật, không dựa vào được, luân hồi chi chủ, ta có thể dựa vào người, chỉ có ngươi. Tại ta Shiva thánh địa trong, ta có bộ phận tín đồ, đã bị ba quỷ thần ăn mòn, trở thành dị đoan, một vị quỷ thần, liền giấu ở ta trong thánh địa. Nhưng ta còn nhìn không thấu hắn là ai. Diệp Thần nhớ tới thiên đấu sát thần nói tình báo, nói, là hư thối lão tổ. Shiva ngẩn ngơ, nói, hư thối lão tổ sao? Dừng một chút, hắn lại có chút sốt ruột nói, thôi, bất kể là ai, dưới trướng của ta những tín đồ kia, cũng là một đám phế vật, ngăn không được ba quỷ thần. Luân hồi chi chủ, chỉ có ngươi, mới có đủ thực lực, cùng ba quỷ thần đối kháng, bọn hắn trước kia tự chém chuyển sinh, thực lực hôm nay, nhiều nhất chính là siêu phẩm thiên đế, ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, có thể chiến thắng bọn hắn. 72 trụ thần bên trong, trước kia tự chém chuyển kiếp người, ngoại trừ nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế, còn có ba quỷ thần. Ba quỷ thần tự chém, ngược lại không phải bởi vì cái gì tránh nạn, chỉ là đơn thuần muốn tự mình động thủ, quan hệ thế giới này, để cho thế giới triệt để hủy diệt, một lần nữa quy về vực sâu. Bọn hắn là vực sâu tín đồ, vô cùng thành kính, cũng hội tụ kinh khủng u ác tính khí, hung lệ cực điểm, là kinh khủng nhất tà thần. Người đi đến Shiva thánh địa sau, phải cẩn thận bốn người. Đầu tiên là ba quỷ thần bên trong hư thối lão tổ, thứ hai là dị đoan đầu lĩnh, tựa như là gọi cổ diệt chân quân, là hủy diệt cổ thành thành chủ tới. Đệ tam là Vizanu đệ tử, phần tịch linh sơn sát thủ Dạ Hàn, gia hỏa này cưỡi một đầu cửu vĩ hồ, ngược lại là không dung khinh thường. Còn có người cuối cùng, chính là tù thiên lão tổ, là tam thập tam thiên thần thuật, xếp hạng thứ nhất cửu thiên tù thần chỉ hóa thân. Shiva dần dần căn dặn, lại liên tiếp nói bốn cái địch nhân danh hào. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, lại có nhiều địch nhân như vậy sao? Hư thối lão tổ cùng cái gì dị đoan đầu lĩnh, cái này tại Diệp Thần trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới, Dạ Hàn cũng tại Shiva thánh địa, hơn nữa còn có một cái gì tù thiên lão tổ. Kể từ trước đây, Diệp Thần thay đổi thế giới tuyến, cứu chữa qua thương thiên lạc nguyệt sau, tam thập tam thiên thần thuật xếp hạng thứ nhất, liền từ kẻ ngu đã biến thành cửu thiên tù thần chỉ. Môn này cửu thiên tù thần chỉ, tương truyền là tinh không bỉ ngạn cửu thiên lão tổ, liên thủ sáng tạo ra công pháp, có cấm thiên tù thần chi uy, cường đại đến đủ để đản sinh ra linh thức của mình, hóa hình làm người. Chỉ là Diệp Thần không ngờ tới, cái này cửu thiên tù thần chỉ hóa hình, tù thiên lão tổ, ngay tại Shiva thánh địa. Shiva nói, đúng vậy a, địch nhân không thiếu, ngươi chỉ cần cẩn thận, Phản Thiên cùng Vizanu muốn giết ta, bọn hắn cũng biết ta nghĩ sớm đào ra thi cốt, chuẩn bị cẩn thận vật chứa, tránh linh hồn trầm uyên. Dạ Hàn là phụng mệnh lệnh của bọn hắn, đi Shiva thánh địa, muốn ô nhiễm hải cốt của ta. Còn có cái kia tù thiên lão tổ, là tránh nạn trốn ta thánh địa trong, nhưng cũng giáp tâm hại người, không thể không phòng. Tù thiên lão tổ thân là đệ nhất thần thuật, cửu thiên tù thần chỉ hóa hình, tại không không lúc nào khoảng không một mực lọt vào rất nhiều truy sát, người người đều nghĩ luyện hóa hắn, từ đó nắm giữ cái kia đệ nhất thần thuật cửu thiên tù thần chỉ. Nhưng tù thiên lão tổ trốn đến Shiva trong thánh địa, liền không người có thể thăm dò đến tung tích của hắn. Tam đại thánh địa tọa độ, đều vô cùng bí mật, mặc dù đều tại không không lúc nào khoảng không, nhưng trên thực tế cùng chủ thế giới, cũng không tại cùng một cái chiều không gian, tại tầng thứ cao hơn huyễn tưởng trong chiều không gian, người bình thường cũng không biết Shiva thánh địa tung tích. Lý do an toàn, luân hồi chi chủ, người tốt nhất mang lên Nhậm Phi Phàm, hai người các ngươi cùng đi, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Shiva cẩn thận nói. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối sao? Hắn còn đang bế quan. Shiva nói, không sao, ta sẽ gọi hắn xuất quan, hắn muốn xây thực căn cơ, bế quan tác dụng không lớn, chẳng bằng đi chung với người ta thánh địa, ta trong thánh địa kỳ hoa thụy thảo vô số, dược liệu trải rộng, đầy đủ các ngươi mở rộng tự thân. Còn có, chờ ta thân hồn hợp nhất, không không lúc nào khoảng không là không thể ngây người, ta nhất thiết phải trở lại tinh không bỉ ngạn đi. Ta cần một cái hộ pháp, hộ tống ta đi tinh không bỉ ngạn, dù sao thân là trụ thần ta đây, có rất nhiều thời điểm không tiện động thủ, cho nên cần phải có nhân hộ pháp,
ta muốn cho Nhậm Phi Phàm, khi ta hộ pháp. Diệp Thần giật nảy cả mình, nói, cái gì, ngươi? Ngươi phải gọi Nhậm tiền bối, khi ngươi hộ pháp sao? Siva gật đầu nói, không tệ, ta cần Nhậm Phi Phàm, phóng nhãn không không lúc nào khoảng không, không có người so với hắn thích hợp hơn. Diệp Thần nói, thế nhưng là... Siva nói, ta biết lo lắng của ngươi, ngươi sợ Nhậm Phi Phàm sau khi rời đi, ngươi luân hồi trận doanh sẽ lâm vào suy yếu, nhưng, luân hồi chi chủ, ngươi đã có một mình đảm đương một phía năng lực, cũng không cần quá mức ỷ lại Nhậm Phi Phàm. Hơn nữa, ta cái này cũng là vì ngươi tương lai sắp đặt, phi thăng tinh không bỉ ngạn, nếu như không có người tiếp dẫn, thật quá khó khăn. Ta cùng Nhậm Phi Phàm, trước một bước đi tinh không bỉ ngạn, chờ sau này thực lực ngươi đến, chúng ta sẽ tiếp dẫn ngươi. Còn có, ta nghĩ giữ lại một cái luân hồi hỏa chủng, ta sợ trăm năm sau, thế giới quy khư, hết thảy đều sẽ đi hướng hủy diệt, ngươi có thể cũng muốn chết. Vạn nhất thật sự xuất hiện xấu nhất tình huống, ít nhất Nhậm Phi Phàm có thể còn sống sót, hắn sẽ kế thừa ngươi luân hồi hỏa chủng, hắn là đương thời duy nhất có năng lực, kế thừa ngươi quyền hành người. Vậy thế giới này, vô luận như thế nào, đều vẫn còn luân hồi chi chủ. Siva mưu đồ sâu xa. Hắn muốn cùng Nhậm Phi Phàm cùng đi tinh không bỉ ngạn, là một cờ tam dụng. Một cái, Nhậm Phi Phàm có thể trở thành hắn hộ pháp, giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Thứ hai, Nhậm Phi Phàm tại tinh không bỉ ngạn, có thể trở thành tiếp dẫn giả, tương lai dẫn độ Diệp Thần phi thăng. Ba chuyện, vạn nhất thế giới quy khư, Diệp Thần không cách nào nghịch chuyển đại cục, bất hạnh vẫn diệt, Nhậm Phi Phàm có thể kế thừa luân hồi quyền hành, không đến mức để cho luân hồi hỏa chủng dập tắt. Siva quá mức cô độc, hắn muốn giết chết Phạn Thiên, để cho thế giới vĩnh hằng, nhưng chỉ dựa vào tự mình một người sức mạnh, khó mà làm được, hắn cần luân hồi phụ trợ. Trong lòng Diệp Thần suy nghĩ phân loạn, không nghĩ tới Siva có dạng này mưu đồ. Lần này đi Siva thánh địa, nếu như cùng Nhậm Phi Phàm cùng nhau, tự nhiên không sợ địch nhân gì. Nhưng sự tình sau khi kết thúc, Siva thân hồn hợp nhất, càng là muốn gọi Nhậm Phi Phàm làm hộ pháp, hộ tống hắn đi tinh không bỉ ngạn. Đây là Diệp Thần khó mà tiếp thu. Nhậm tiền bối còn không có phi thăng bỉ ngạn thực lực a. Diệp Thần nói. Siva nói, không sao, ta có đường luồn, có thể từ bàng môn tiến vào tinh không bỉ ngạn, xem như lén qua a. Cái này đường đi 10 phần hung hiểm, nhưng Nhậm Phi Phàm có thực lực siêu phẩm thiên đế đỉnh phong, hơn nữa có người luân hồi chúc phúc, nghĩ đến có thể an toàn vượt qua. Diệp Thần tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời không nói gì với nhau. Siva nói. Tóm lại, ta sẽ cùng Nhậm Phi Phàm thương lược, luân hồi chi chủ, ta trước tiên truyền cho ngươi một môn bí pháp, gọi Kim Cương Bất Hủ Thể, là tuyệt học của ta một trong. Ta thánh địa hung hiểm trọng trọng, đặc biệt là có hư thối lão tổ ẩn núp, ngươi tuy có phỉ nhiêu bất tử thân, nhưng vạn nhất người khác dùng cấm chế đem ngươi phong ấn, cái kia cho dù ngươi có bất tử thân, cũng là vô dụng. Học được ta môn này Kim Cương Bất Hủ Thể, ngươi đi đến ta thánh địa sau, liền không sợ hư thối lão tổ xâm hại. Siva điểm ngón tay một cái, một tia kim quang bắn ra, xung kích Diệp Thần não hải. Hoa lạp. Lập tức, một thiên rộng rãi thâm ảo luyện thể pháp môn, liền in vào Diệp Thần trong thức hải. Môn này pháp môn, tên là Kim Cương Bất Hủ Thể, là Siva 10 pháp một trong. Siva rất nhiều công pháp bên trong, lợi hại nhất có 10 loại, chính là Cửu Thiên Chân Lôi Chú, Cửu Dương Hám Thiên Trùy, Cực Quang Thiên Đao, Kim Cương Bất Hủ Thể, Hỗn Độn Quy Nguyên Mắt. Bán Nguyệt Thần Kiếm Quyết, Thiên Trảm, Lớn Sụp Đổ, Thiên Thủ Bách Cánh Tay Đại Uy Thiên Long, Vô Thượng Diệt Thế Chân Giải. Cái này 10 loại thần công, danh xưng Siva 10 pháp, là Siva cường hãn nhất 10 môn tuyệt học, Diệp Thần trước đó nắm giữ 2 môn, chính là Thiên Thủ Bách Cánh Tay Đại Uy Thiên Long cùng Cửu Thiên Chân Lôi Chú. Bây giờ Siva truyền thụ cho hắn, là mới tuyệt học, Kim Cương Bất Hủ Thể. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy môn tuyệt học này áo nghĩa. Cực kỳ cường hoành bá đạo. Trụ thần công pháp, hắn không phải là không có học qua, nhưng đồng dạng trụ thần pháp môn, không có Siva cường đại như vậy. Siva tuyệt học, ẩn chứa hủy diệt bá đạo áo nghĩa, hắn cùng khác trụ thần khác biệt, khác trụ thần nhiều lấy thần thông kỳ ảo tăng trưởng, mà Siva, lại là quyền quyền đến thịt bá đạo tuyệt học, tràn ngập chiến đấu lăng lệ cùng nhuệ khí. Loại này đơn giản trực tiếp, dã man công pháp bá đạo, đối với Diệp Thần tới nói, tu luyện ngược lại phí sức. Bởi vì không có quá nhiều đường tắt có thể đi, chủ yếu là dựa vào chính mình cơ thể, đi lĩnh ngộ, đi nhuộm dần, đi dung hợp, khắc khổ tu luyện. Đơn thuần lấy cứng trọi cứng sức chiến đấu mà nói, Siva một người,
liền có thể treo lên đánh chư thần, không ai dám cùng hắn cương chính diện. Có thể tưởng tượng được, Shiva tuyệt học, mạnh mẽ cỡ nào bá đạo, tu luyện cũng rất không dễ dàng. In vào trong đầu kim cương bất hủ thể, pháp môn cũng không phức tạp, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngộ một chút, liền hoàn toàn hiểu được, nhưng lĩnh ngộ là một chuyện, tu luyện thành pháp lại là một chuyện khác, muốn đem chính mình thể phách, rèn luyện đến tình cảnh kim cương bất hủ, quét ngang hết thảy vô địch, vô cùng gian khổ. Tốt, mấy ngày nay, ngươi liền hảo hảo tu luyện ta môn công pháp này a. Ta đi tìm Nhậm Phi Phàm tâm sự, qua mấy ngày gặp lại. Shiva truyền công sau đó, thân ảnh liền từ Diệp Thần trong đầu biến mất. Diệp Thần suy nghĩ phân loạn, nghĩ thầm, Shiva muốn Nhậm Tiền Bối làm hắn hộ pháp, Nhậm Tiền Bối chắc chắn sẽ đáp ứng, vậy tương lai chỉ còn lại một mình ta. Không, ta cũng không cô độc, còn có thần sắc đẹp tỷ tỷ và Nguyên Thiên Đế Tiền Bối. Nhưng, Nhậm Tiền Bối phải ly khai, trong lòng ta luôn cảm giác có chút không nỡ. Bất quá, vẫn là như Shiva nói tới, lưu cái hỏa chủng A, vạn nhất đem tới ta vẫn diệt, ít nhất, Nhậm Tiền Bối có thể kế thừa ta quyền hành. Vô số ý niệm tại Diệp Thần trong lòng xẹt qua, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, vẫn là quyết định trước tiên làm tốt chuyện trước mắt. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Shiva kim cương bất hủ thể, vì tiến vào Shiva thánh địa làm chuẩn bị. Tu luyện kim cương bất hủ thể, cần đại lượng tài nguyên chèo chống, Diệp Thần vừa mới liền đạt được Nguyên Thiên Đế cho tài nguyên, có đại lượng thiên tài địa bảo nơi tay. Hắn đem một nửa tài nguyên, dùng để tu luyện kim cương bất hủ thể, một nửa khác tài nguyên, nhưng là rèn luyện Thanh Liên phân thân, lưu cái hậu chiêu. Theo Diệp Thần tu vi đề thăng, thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn muốn rèn đúc ra đủ để dĩ giả loạn chân phân thân, cũng là càng ngày càng khó khăn. May mắn, Nguyên Thiên Đế cho tài nguyên đủ nhiều, bây giờ miễn cưỡng cũng có thể chế tạo đi ra. Đại lượng thiên tài địa bảo, tại trong tay Diệp Thần hòa tan, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí, rót vào trong thân thể hắn. Kim cương bất hủ thể công pháp vận chuyển, Diệp Thần toàn thân huyết nhục, bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh khí này, mỗi một khối huyết nhục đều đang ngọ nguậy vặn vẹo lên, không ngừng trở nên vạm vỡ mà cường đại. Cái này kim cương bất hủ thể, Diệp Thần chỉ tu luyện một ngày, liền gầy trở thành khô lâu, trong xương cốt chỉ đắp chút da thịt, đây là bởi vì tu luyện kim cương bất hủ thể, hắn toàn thân huyết nhục đều độ cao rèn luyện ngưng luyện đè ép cường hóa. Từ nhìn bề ngoài, Diệp Thần là một bộ da bọc xương khô lâu, nhưng trên thực tế, hắn trong xương cốt một tầng nông cạn da thịt, lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cùng nội tình. Bước kế tiếp, chính là muốn một lần nữa mở rộng thể phách, đem khô lâu thân khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đây là gian nan nhất một bước. Thường thường cần mấy vạn năm khổ tu, mỗi một giọt kim cương huyết nhục sinh sôi mở rộng, đều cần hao phí hết sức khổ công cùng tài nguyên. Nhưng cái này chật vật một bước, lại không làm khó được Diệp Thần. Nắm giữ phỉ nhiêu kim đan hắn, nắm giữ lấy cực kỳ khủng bố phong phú sinh mệnh tinh hoa. Mặc dù viên này phỉ nhiêu kim đan, hắn còn không thể phân giải luyện hóa, nhưng trên kim đan âm dương thần trì, bên trong phỉ nhiêu linh thủy, cũng đầy đủ Diệp Thần sử dụng. Diệp Thần điều động phỉ nhiêu linh thủy, không ngừng tưới nước thân thể của mình. Chỉ qua 3 ngày, hắn khô lâu thân, lại lần nữa mở rộng khôi phục, da thịt một lần nữa trở nên rắn chắc cường tráng, cơ thể thậm chí so dĩ vãng còn muốn khôi ngô một chút. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy long tinh hổ mãnh, thân thể của hắn quanh quẩn kim quang nhàn nhạt, phía trên mờ mờ ảo ảo có kim cương phù văn lưu động, đây là kim cương bất hủ thể sơ bộ bước vào ngưỡng cửa tượng trưng. Shiva kim cương bất hủ thể, Diệp Thần chỉ tốn mấy ngày liền sơ bộ luyện thành, thể chất của hắn, ước chừng so dĩ vãng cường đại mấy lần. Bây giờ Diệp Thần thể phách, cường hoành đến mức không thể tưởng tượng nổi, coi như hắn ngồi bất động, bình thường thiên đế đem hết toàn lực, cũng không đả thương được hắn một đầu lông tơ. Liền xem như vũ tổ loại này siêu phẩm thiên đế phục sinh, cũng rất khó chiến thắng Diệp Thần. Coi như không tá trợ luân hồi nghĩa địa sức mạnh, ta thực lực tổng hợp, hẳn là cũng có thể đối kháng siêu phẩm thiên đế. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ được chính mình lực lượng mạnh mẽ, cũng là phi thường hài lòng. Thực lực của hắn tiến bộ, có thể xưng thần tốc, cho tới hôm nay, mặt ngoài tu vi tuy chỉ là thông thiên cảnh một tầng thiên, nhưng đã có thể cùng siêu phẩm thiên đế sánh ngang. Nếu như không không lúc nào khoảng không, muốn xếp hạng một cái thực lực bảng xếp hạng mà nói, cái kia Diệp Thần đủ để đưa thân năm vị trí đầu. Có thể thắng qua hắn người, Nguyên Thiên Đế tính toán một cái, Hồn Thiên Đế tính toán một cái, Nhậm Phi Phàm tính toán nửa cái, Hồng Quân lão tổ cùng đại chúa tể nhiều nhất chính là cùng hắn ngang tay,
Vũ Hoàng cổ đế không dựa vào Thiên Khư thần điện địa mạch tín ngưỡng trợ lực, đoán chừng nhịn không được Diệp Thần ba chiêu. Mà Phi Thiên bộc phát nửa đường tử thần quyền hành mà nói, tối đa cũng là cùng Diệp Thần ngang tay. Xấu thần không lấy sức chiến đấu tăng trưởng, lợi hại chính là tổn thương tinh thần, nhân tâm đầu độc thủ đoạn, đối kháng chính diện cũng tuyệt không phải Diệp Thần địch thủ. Bất quá, cho dù lớn mạnh đến mức này, Diệp Thần cũng không có cái gì tự mãn. Bởi vì hắn biết rõ, coi như mình uy áp không không lúc nào khoảng không, mặt trên còn có tinh không bỉ ngạn, còn có trụ thần. Thực lực hôm nay, không biết đối với cái kia lòng son cự kiếm có mấy phần thắng. Diệp Thần hơi hơi cảm thụ, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, có lẽ là thực lực tăng trưởng, lòng son không gian lại có thể lần nữa bước vào. Đã như vậy, ta liền thử lại thử một lần. Sau một nén nhang, Phì Nhiêu Kim Đan lòng son bên trong. Diệp Thần lại một lần nữa đi tới nơi này phiến hoang vu lại điều hưu chi địa. Lần này xe nhẹ đường quen, ngược lại là không có quá nhiều trở ngại, chỉ là nhìn xem thanh cự kiếm kia, Diệp Thần đạo tâm tại thời khắc này hơi hơi dao động. Cự kiếm sau lưng đến cùng là ai? Lúc đó phát ra âm thanh, đem chính mình đánh lui cái này Phì Nhiêu Kim Đan nghiệt vật chỉ sợ đang chìm ngủ ở trong cự kiếm. Muốn hay không dùng phân thân thử một lần? Diệp Thần vừa nghĩ đến điểm này, liền đem cái này suy nghĩ tản ra. Chính mình cũng không cách nào kháng trụ cự kiếm bên trong kiếm ý, lại càng không cần phải nói chỉ là một đạo phân thân. Cũng may, cái này Phì Nhiêu Kim Đan tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm gấp trăm lần, Diệp Thần dưới mắt ngược lại không gấp, hắn ngồi xếp bằng, hai con ngươi nhìn chăm chú cự kiếm, trong đầu lướt qua lá bài tẩy của mình. Kim cương bất hủ thể xem như một đạo mới át chủ bài, có lẽ có thể tiếp nhận mấy phần, nhưng hẳn là còn chưa đủ. Ước chừng qua một canh giờ, Diệp Thần vẫn không có chút đầu mối nào. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, tất nhiên luân hồi mộ địa đối với cái này cự kiếm sau lưng tồn tại có địch ý, vậy vì sao không cần luân hồi mộ địa đi nếm thử đâu? Hắn từng bước đi ra, phảng phất phá vỡ không gian trở ngại, trong nháy mắt liền đi tới cự kiếm trước mặt, đồng thời, hắn đưa tay ra, tại sắp muốn chạm đến cự kiếm nháy mắt, câu thông luân hồi mộ địa. Cái kia từng tòa mộ bia từ trước mắt thoáng qua, một giây sau, luân hồi mộ địa vậy mà âm phong lẫm liệt, đại địa chấn động, một cỗ túc sát chi cảnh, để cho người ta không rét mà run. Dần dần, cái kia trăm tòa mộ bia chung quanh bị khói đen tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ lắm cảnh tượng chung quanh. Diệp Thần xem như mộ chủ, trước tiên cảm nhận được một cỗ sát ý, nếu là luân hồi mộ địa bên trong thật có khí linh, vậy cái này khí linh tất nhiên muốn động dùng hết thảy thủ đoạn, chặt đứt trước mắt cự kiếm. Ngay tại Diệp Thần muốn đi vào luân hồi nghĩa địa nháy mắt, cự kiếm không gian chung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn, một đạo như ngày đó tầm thường kiếm ý phảng phất xé rách không gian, để cho Diệp Thần không khỏi lui về phía sau mấy bước. Huyết sắc sương mù tại lòng son thế giới đột ngột xuất hiện, sau đó ở mảnh này mơ hồ huyết hồng bên trong, Diệp Thần thấy được một cái bóng. Mặc dù thấy không rõ, nhưng Diệp Thần ánh mắt xuyên qua huyết hồng, cảm nhận được một cái như đế hoàng một dạng dáng người, đối phương hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nghi. Phảng phất là trong đống người chết bò ra tới sát thần. Hắn thân mang trường bào màu đen, vạt áo theo gió lay động, phía sau lưng cõng ba thanh cự kiếm, mỗi một thanh kiếm đều tài năng lộ rõ, hàn khí bức người. Thậm chí Côn Lôn đao giờ khắc này ở đó ba thanh kiếm phía trước đều có chút ảm đạm phai mờ. Diệp Thần nghĩ cố gắng thấy rõ cái kia ba thanh kiếm, hắn biết, ba kiếm này tuyệt đối không phải phàm kiếm, nếu là có càng nhiều chi tiết, có lẽ Nhậm Phi Phàm hoặc Nguyên Thiên Đế có thể biết được một chút manh mối. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia ngẩng đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy đạo đức giả, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần cùng với đối mặt, lại là cảm thấy hai con ngươi vô cùng đâm nhói, thậm chí chảy xuống một nhóm huyết lệ. Hắn có vô số lần muốn từ bỏ, nhưng cảm nhận được luân hồi mộ địa cuồn cuộn lửa giận, hắn ngược lại bước ra một bước, hai con ngươi như đuốc, không sợ hãi chút nào. Hắn xem như mộ chủ, con đường đi tới này. Luân hồi mộ địa giúp hắn rất nhiều, nếu là không có những cái kia đại năng, hắn như thế nào từ hoa hạ nho nhỏ giang thành từng bước một quật khởi tại thế nhân trong miệng kính ngưỡng vạn phần luân hồi chi chủ. Hắn không có trợ giúp luân hồi mộ địa quá nhiều, lần này, thái độ của hắn, liền đại biểu, hắn Diệp Thần đem không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ luân hồi mộ địa. Có lẽ là luân hồi mộ địa cũng cảm nhận được Diệp Thần ý chí, hai đạo màu vàng kim nhạt cùng hào quang màu đỏ ngòm hội tụ đến Diệp Thần hai con ngươi. Cổ lão đường vân lấp lóe, Diệp Thần cái kia giống như núi áp lực tại thời khắc này hóa giải. Thân ảnh kia tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần trên người biểu lộ,
khẽ ồ lên một tiếng, đại thủ bãi xuống, cái kia lòng son thế giới huyết hồng hoàn toàn biến mất. Thậm chí giờ khắc này, cả kia cự kiếm cùng vô biên phế tích cũng đã biến mất. Phảng phất hai người trôi nổi tại một mảnh trên mặt hồ như gương. Áo bào đen như đế thân ảnh mở miệng, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở mảnh này thế giới? Chẳng lẽ ngươi là cái kia Phỉ Nhiêu đế quân hậu nhân? Diệp Thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, không có trả lời đối phương, mà là nói, ngươi là ai? Nói xong, hắn liền nhìn chòng chọc vào đế ảnh sau lưng ba thanh kiếm. Có lẽ là bởi vì thực lực hạn chế, hay là nơi đây là đối phương một loại nào đó đại đạo lĩnh vực, hắn thấy không rõ ba thanh kiếm cụ thể dáng vẻ. Nhưng nếu là đem tinh thần tập trung, hắn có thể lờ mờ thấy rõ trong đó một thanh kiếm. Bên trái nhất chuôi kiếm này toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tài năng lộ rõ, lập lòe một đạo thanh sắc thần quang, cái kia quang phảng phất tới gần liền có thể hủy diệt hết thảy. Trên chuôi kiếm khắc lấy phức tạp long văn, phảng phất từng cái du long tại trong thân kiếm xoay quanh, khí thế bàng bạc. Diệp Thần cố gắng đi đếm, phát hiện trên chuôi kiếm vậy mà 9 đầu thần thái khác nhau long văn. Ngoại trừ đây hết thảy, còn có một cái tồn tại đặc thù, chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa có một khỏa màu xanh đen lưu ly thần châu. Cửu long, thanh quang, thanh sắc lưu ly thần châu. Diệp Thần lẩm bẩm nói, cố gắng ghi nhớ. Cái kia đế ảnh tà mị nở nụ cười, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đối ta kiếm cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có biết nếu là này kiếm ra khỏi vỏ, ngươi tại thế gian này tồn tại hết thảy vết tích sẽ bị xóa đi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bị hù dọa, hắn không riêng gì Phỉ Nhiêu kim đan chủ nhân, càng nắm giữ luân hồi mộ địa. Tại Phỉ Nhiêu trong kim đan, muốn trị hắn vào chỗ chết, cũng không có chút nào có thể. Càng quan trọng chính là, đối phương bất quá là phiến chiến trường này một loại nào đó hình chiếu, hay là một ít đặc thù đồ vật hình thành nhiệt vật. Nếu như bản thể buông xuống, có lẽ thật có thể làm đến, nhưng người trước mắt, căn bản không có khả năng. Tựa hồ xem thấu Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, đế ảnh cười lạnh, không tệ, ta bây giờ tồn tại có chút đặc thù, thậm chí không phải là người, mà là một đoàn năng lượng, không cách nào siêu việt cái này Phỉ Nhiêu kim đan quy tắc. Nhưng, đột nhiên, chuôi này thanh kiếm ra khỏi vỏ, lòng son thế giới trong nháy mắt phong vân biến sắc. Cuồn cuộn lôi vân hội tụ ở đỉnh đầu, 9 đầu thần thái khác nhau, nhưng lại tràn ngập sát ý vô biên long ảnh hội tụ. Hóa thành một đạo phá thiên kiếm ý, trực chạm xuống. Một kiếm này, phảng phất muốn đem toàn bộ Phỉ Nhiêu kim đan chém thành hai khúc. Kinh khủng như vậy. Diệp Thần không dám khinh thường, một cái luân hồi bàn trong lòng hắn hiện lên, một mực thủ hộ lấy đạo tâm của hắn tinh thần, chống đỡ chuôi kiếm này ăn mòn. Nếu là tinh thần e ngại, thật sự sẽ bị một kiếm này trọng thương. Đồng thời Diệp Thần thi triển luân hồi pháp, sau lưng hiện ra một cái trong suốt luân hồi bàn bên trên có kiếm ảnh hiển hóa, đó là Thiên Đế Hoàng Đạo kiếm kiếm ảnh. Diệp Thần khí huyết điên cuồng thiêu đốt, rung động ầm ầm, Thiên Đế Hoàng Đạo kiếm kiếm ảnh bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý, đó là nghịch thiên trảm thần kiếm ý, vô cùng cuồng hung hãn. Hắn muốn thử xem kiếm ý của mình cùng kiếm ý của đối phương đến tột cùng chênh lệch bao lớn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ Phỉ Nhiêu kim đan phảng phất bạo phát kinh khủng chấn động, cái kia cái gọi là mặt hồ triệt để vỡ tan, như mặt gương vỡ vụn. Cuồn cuộn bụi đất, đầy đất vết thương, một cỗ như vực sâu một dạng hố to xuất hiện. Mà hố to phía dưới, một đạo bất khuất thân ảnh thẳng tắp đứng. Đây là Diệp Thần ý chí. Không sợ hết thảy. Vũ Tổ mặc dù còn chưa phục sinh, nhưng mà hắn Vũ Tổ đạo tâm vĩnh viễn tồn tại. Bất quá cũng may hắn hoa mấy ngày thời gian tu luyện kim cương bất hủ thể. Một kích này, kim cương bất hủ thể giúp hắn chặn quá nhiều tổn thương. A, à, cái kia đế ảnh hai con ngươi thoáng qua một tia sâu đậm chấn động, Shiva công pháp. Hắn xem thấu Diệp Thần cảnh giới, tại hắn nhận thức lực, một kiếm này ra khỏi vỏ, mặc dù không cách nào siêu việt Phỉ Nhiêu kim đan quy tắc, nhưng đủ để đem siêu việt Diệp Thần mấy cái đại cảnh giới tồn tại đều thôn phệ. Thậm chí thần hồn đều phải hủy diệt. Nhưng đối phương vậy mà có thể còn sống sót, dù là có Shiva kim cương bất hủ thể cũng không khả năng. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, hắn có thể cảm giác được xương cốt toàn thân đều đứt gãy, nội tạng đều suýt nữa hóa thành hư vô, bây giờ nếu không phải hắn luân hồi huyết mạch, mệnh tinh cùng với kim cương bất hủ thể, chỉ sợ thật muốn hóa thành hư vô. Bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch, từ đạo này kiếm ý phía dưới, hắn phảng phất ngộ được một tia tinh không bỉ ngạn hay là thế giới bên ngoài kiếm ý. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối hắn sau này phải đi con đường kia tới nói,
cực kỳ trọng yếu. Diệp Thần vội vàng thi triển phì nhiêu bí pháp. Tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần toàn thân tuôn ra kim quang, khắp nơi nứt ra vết thương, lập tức khép lại. Đây là Dược Vương bí điển chính đạo thiên, phì nhiêu bí pháp lợi hại. Phì nhiêu đế quân bí pháp, vô cùng ảo diệu, hạch tâm pháp tắc một trong, chính là tiêu tan nghiệt. Nhân thể thụ thương, kiếm ý thương tích, đây đều là tích nghiệt, nghiệt tồn tại, sẽ để cho vạn vật từ trật tự hướng đi hỗn loạn. Chỉ cần có thể tiêu tan nghiệt, vạn sự vạn vật đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là không có phương pháp này, trước kia trị liệu thủ đoạn tất nhiên không có khả năng để cho hắn nhanh như vậy khôi phục. Huống hồ đây là tại phì nhiêu trong kim đan, hiệu quả so ngoại giới còn tốt bên trên không thiếu. Lần trước Diệp Thần ngược lại là không cảm thấy, nhưng lần này, có lẽ là phì nhiêu kim đan cũng cảm nhận được đối phương sát ý, cho nên bảo hộ Diệp Thần một hai. Còn có phì nhiêu bí pháp, xem ra ngươi thực sự là phì nhiêu đế quân hậu nhân. Bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới phì nhiêu đế quân hậu nhân lại có võ đạo cùng kiếm đạo nghịch thiên tồn tại như thế. Cái kia đế ảnh hướng về phía trước bước ra một bước, đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên, cái kia thanh kiếm chính là về tới sau lưng của hắn, sau đó, hắn lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Tiểu tử, ta mặc dù chỉ là một nguồn năng lượng thể, nhưng lại nắm giữ bản thể ta võ đạo cùng kiếm đạo, ngươi có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta? Diệp Thần thân thể khẽ giật mình, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cho nên ngay cả suy xét đều không suy xét, trực tiếp cự tuyệt nói, kiếm đạo của ngươi, không xứng. Luân hồi mộ địa coi là kẻ thù tồn tại, hắn Diệp Thần sao lại tu hành đối phương võ học? Dù là đối phương võ học là chí cao võ học, hắn cũng không hiếm có. Diệp Thần tiếp tục nói, mặc kệ bản thể của ngươi như thế nào, ta Diệp Thần, cuối cùng sẽ đạp thi thể của hắn, đạp vào thuộc về ta vô thượng chi đạo. Nói xong, cái kia đế ảnh trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên sát ý, nhưng rất nhanh sát ý tiêu thất. Tiểu tử, ta có vô số cái tên, bất kỳ một cái tên nào đều gánh vác lấy núi thây biển máu. Nhưng hôm nay, bởi vì ngươi, ta có một cái tên mới diệt đạo giả. Tại trước mặt bản thể của ta, ngươi nhỏ bé như hạt bụi, dù cho ngươi có nghịch thiên cơ duyên, ngươi cái gọi là vô thượng chi đạo, đều sẽ bị bản thể ta một mắt táng diệt. Lần tiếp theo, ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể chống nổi hay không ta đệ nhất thanh kiếm. Đúng, lần sau cũng không phải ra khỏi vỏ đơn giản như vậy. Tiếng nói rơi xuống, cái kia cái gọi là diệt đạo giả, liền hóa thành một đạo thanh vụ, biến mất ở cái này lòng son thế giới. Diệp Thần như chút được gánh nặng, hắn thở ra một hơi, nhưng trong lòng thì kinh hãi liên tục. Vừa rồi một kiếm kia, vẻn vẹn cái này diệt đạo giả đệ nhất thanh kiếm ra khỏi vỏ dị tượng. Hắn tất nhiên nắm giữ lấy kinh khủng hơn kiếm đạo. Chính mình thật sự tiếp tục chống đỡ sao? Còn có, cái này diệt đạo giả ba chữ tất nhiên không phải là đối phương thân phận thật, muốn thu hoạch càng nhiều manh mối, hay là muốn từ đối phương trên thân kiếm làm văn chương. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần cũng không rời đi, mà là ngồi xếp bằng, trong đầu thoáng qua hình ảnh mới vừa rồi, hắn muốn từ đối phương vừa rồi nhất kích bên trên thu hoạch càng nhiều. Nhưng mà, Diệp Thần biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Đơn giản là, hắn cảm thấy chính mình bộ phận này ký ức biến mất, thậm chí ngay cả cái kia thanh kiếm trong đầu hình ảnh cũng tại bị một cỗ lực lượng vô hình xóa đi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn lấy ra côn lôn đao, một đao cắt vỡ trong lòng bàn tay, máu tươi tuôn ra. Hắn lấy huyết làm bút, trước người hội họa ra vừa rồi chi cảnh. Càng là sâu đậm khắc lấy trong đầu. Khi xác định ký ức không tiếp tục bị xóa đi, hắn mới thối lui ra khỏi phì nhiêu kim đan, về tới ngoại giới. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, tiêu hóa vừa mới phát sinh hết thảy. Lại qua hai ngày, một đạo kiếm quang xuyên qua Mỹ thần thánh địa bầu trời. Nhậm Phi Phàm tới. Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm tia sáng buông xuống, lập tức chấn động, vội vàng ra ngoài nghênh đón, mang theo Nhậm Phi Phàm đi tới chính mình trong cung điện. Nhậm tiền bối, ngươi xuất quan, Diệp Thần nói. Nhậm Phi Phàm biểu lộ sâu xa như biển, nhưng thấy đến Diệp Thần toàn thân tràn ngập kim quang nhàn nhạt bộ dáng, hắn lại là một hồi kinh ngạc, sau đó vui mừng gật đầu nói. Ân, ta xuất quan, Diệp Thần, ngươi tu vi tiến bộ rất nhanh, đã là thần vương, hơn nữa thực lực chân chính của ngươi, hẳn là đủ để đối kháng siêu phẩm thiên đế, liền xem như ta, cũng không dám nói có thể hoàn toàn thắng qua ngươi. Diệp Thần thở dài, may mắn mà thôi, Siva thương lượng với ngươi qua. Nhậm Phi Phàm trầm mặc một chút, nói, ân, ta suy tính mấy ngày, Siva bảo ta làm hắn hộ pháp,
hộ tống hắn đi tinh không bỉ ngạn, cân nhắc phía dưới, ta cảm thấy, lợi nhiều hơn hại. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nói, người đáp ứng. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, đúng vậy, ta đáp ứng. Hắn lại mỉm cười, nói, Diệp Thần, người đã có một mình đảm đương một phía năng lực, hơn nữa còn có thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế giúp ngươi, các ngươi muốn đối kháng Hồn Thiên Đế cùng xấu thần, nghĩ đến không phải việc khó gì. Ta đi trước tinh không bỉ ngạn, tương lai các ngươi giải quyết thế này nhân quả, ta có thể tiếp dẫn các ngươi. Diệp Thần trầm mặc, hắn đã dự liệu được kết quả này. Từ trên mặt cảm tình nói, hắn không muốn Nhậm Phi Phàm rời đi. Nhưng từ phương diện lý trí nói, thành như Siva lời nói, Nhậm Phi Phàm đi tinh không bỉ ngạn, có thể một cờ tam dụng. Ngoại trừ hộ tống Siva, Nhậm Phi Phàm còn có thể làm một cái tiếp dẫn giả, tương lai tiếp dẫn Diệp Thần phi thăng, thậm chí Diệp Thần bất hạnh vẫn diệt, hắn còn có thể trở thành sau cùng hỏa chủng, kế thừa luân hồi quyền hành. Tốt a, Nhậm tiền bối, vậy ngươi cẩn thận một chút, thực lực của ngươi, tại không không lúc nào khoảng không mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng ở tinh không bỉ ngạn, còn chưa đủ. Diệp Thần thở dài một tiếng, cũng sẽ không xoắn suýt, rất không câu chấp tuân theo Nhậm Phi Phàm ý nguyện. Vậy liền để Nhậm Phi Phàm đi trước tinh không bỉ ngạn a. Kế tiếp tại không không lúc nào chống không lộ, Diệp Thần cũng có lòng tin tự mình đi xuống. Nhậm Phi Phàm nói, không sao, chờ ta tiến vào tinh không bỉ ngạn sau, Siva sẽ sửa chữa tu vi của ta, hắn nói sẽ trực tiếp đem tu vi của ta, sửa chữa đến tình cảnh thiên đạo cảnh. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt đại biến, nói, trực tiếp sửa chữa tu vi sao? Nhậm Phi Phàm nói, ân, trụ thần có sửa chữa pháp tắc năng lực, bọn hắn có thể để sâu kiến lột xác thành thiên long, làm cho đom đóm hóa thành nhật nguyệt, không không lúc nào chỉ có rất nhiều ước thúc, thần thông của bọn hắn không tiện thi triển. Nhưng ở tinh không bỉ ngạn mà nói, ước thúc ít rất nhiều, Siva có thể vận dụng năng lực của hắn, trực tiếp để cho ta một bước lên trời. Diệp Thần trở nên kích động, nói, cái kia chờ ta đi đến tinh không bỉ ngạn, chẳng phải là cũng có thể một bước lên trời. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, không được, ngươi khác biệt. Ngươi là thế giới biến số, ứng biến mà sinh, ngươi tồn tại, không giống bình thường, cho dù là trụ thần, cũng khó có thể cải biến ngươi pháp tắc. Hơn nữa, tiếp nhận trụ thần ban thưởng đạo, một bước lên trời, đại giới là cả một đời đều phải sống ở trụ thần dưới bóng tối, vô luận như thế nào tu luyện, đều khó có khả năng trở thành trụ thần. Trụ thần tẩy lễ giả, không thể siêu thần, thậm chí ngay cả tới gần trụ thần cảnh đều không làm được, đây là thiết luật, giá quá lớn. Diệp Thần ngây dại. Nhậm Phi Phàm nhìn chăm chú hắn, nói, tương lai ngươi là muốn chứng thần, thậm chí siêu thần nhân vật, tại sao có thể tiếp nhận thần ân tẩy lễ? Ngươi như chịu thần tẩy lễ, ngươi đời này đều phải sống ở trụ thần dưới bóng tối, không có khả năng siêu việt bọn họ. Diệp Thần nói, ta hiểu rồi, cái kia, Nhậm tiền bối, ngươi chịu thần tẩy lễ, chẳng phải là cũng không thể chứng thần. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy a, nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể phụ trợ ngươi chứng thần liền có thể, ta có thể một bước bước vào thiên đạo cảnh, đã có thể xưng nghịch thiên, Siva nói hắn cũng muốn trả giá cực lớn tâm huyết. Hơn nữa mọi thứ cũng không tuyệt đối, nói không chừng tương lai có cái gì cơ duyên có thể đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Thiên đạo cảnh là tinh không bỉ ngạn cảnh giới tối cao, Siva vì để cho Nhậm Phi Phàm đáp ứng làm hắn hộ pháp, cũng là ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần hai người thuận lợi tiến vào tinh không bỉ ngạn, hắn có thể lập tức chúc phúc, để cho Nhậm Phi Phàm một bước đăng đỉnh. Diệp Thần trầm mặc, luôn cảm giác loại này thần ân tẩy lễ, đối với Nhậm Phi Phàm tới nói, tốt xấu nửa này nửa kia. Địa phương tốt, chính là giảm bớt rất nhiều tu luyện khổ công, một bước bước vào thiên đạo cấp. Chỗ xấu, chính là muốn sống ở trụ thần dưới bóng tối, tương lai không thể chứng thần, càng không thể siêu thần. Bất quá chuyện tương lai, tóm lại quá mức xa vời, có thể chịu thần ban cho đạo tẩy lễ, đưa thân thiên đạo cảnh, đã có thể xưng nghịch thiên kinh thế tạo hóa cơ duyên. Trong mắt Nhậm Phi Phàm, cũng là mang theo ước mơ chi ý. Sau đó, hắn lại thận trọng nói, bất quá. Muốn đi tinh không bỉ ngạn, cái kia cũng muốn trước đào ra Siva hài cốt, nhất thiết phải để cho hắn thân hồn hợp nhất, mới có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Nếu như Siva hài cốt chịu đến ô nhiễm, hoặc xảy ra điều gì sai lầm, phía sau kia hết thảy, cũng là nói suông. Siva nói, chúng ta tối đa chỉ có một tháng thời gian, trong một tháng, nếu như còn không thể đào ra hắn hài cốt, cho cốt của hắn đàn, liền muốn trước tiên bị người móc ra, linh hồn mất đi ký thác. Chìm vào vực sâu, cái kia hết thảy đều xong đời. Diệp Thần nói, một tháng sao, cái kia hẳn là đầy đủ.
Nhậm Phi Phàm nói, ân, người ta liên thủ, nếu như thuận lợi, có thể nửa tháng đều không cần, lần này đi Siva Thánh Địa, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Siva nói bốn cái địch nhân, hư thối lão tổ, dị đoan đầu mục cổ diệt chân quân, dạ hàn, còn có cửu thiên tù thần chỉ hóa hình tù thiên lão tổ. Bốn người này, có thể chân chính uy hiếp được chúng ta, chỉ có hư thối lão tổ. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm liên thủ, cái kia căn bản là nghiền ép chư thiên vô địch, mặc kệ là cái gì dạ hàn, vẫn là tù thiên lão tổ, đều không phải là hai người địch thủ. Duy nhất có thể có uy hiếp, chỉ có ba quỷ thần bên trong hư thối lão tổ. Từ trước mắt tình báo đến xem, hư thối lão tổ tu vi, tối đa chỉ là siêu phẩm thiên đế, nhưng người này dù sao cũng là ba quỷ thần một trong, thần thông biến hóa khó lường, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm cũng không dám khinh thường. Diệp Thần nói, hư thối lão tổ, hảo, ta sẽ cẩn thận. Nhậm tiền bối, chúng ta lúc nào xuất phát đi Siva Thánh Địa sao? Nhậm Phi Phàm nói, ngày mai. Diệp Thần gật gật đầu, đột nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì, Nhậm tiền bối, ngươi có biết trên thế giới này có một thanh khảm nạm giả thanh sắc lưu ly thần châu, trên chuôi kiếm có 9 con rồng văn, quanh thân tản ra quỷ dị thanh quang kiếm. Nhậm Phi Phàm nghe được Diệp Thần vấn đề này, có chút ngoài ý muốn. Thanh sắc lưu ly thần châu, cửu long văn, thanh quang, ngươi là xảy ra chuyện gì? Nhậm Phi Phàm vốn định xuyên thấu qua mấy chữ này nhìn thấy ngày xưa nhân quả, lại phát hiện một cỗ lực lượng vô hình tại trở ngại lấy hắn. Hắn lạnh lùng biểu lộ trở nên ngưng trọng vạn phần, ngươi có phải hay không cùng khác trụ bạn chi kỳ tay? Diệp Thần nói, trụ thần. Hắn lắc đầu, nếu là trụ thần, hắn tất nhiên có thể từ khác trụ thần trên thân cảm nhận được một chút khí tức. Nhậm Phi Phàm như có điều suy nghĩ, như lời ngươi nói kiếm, vô cùng đặc thù, vẻn vẹn chuôi kiếm có 9 con rồng văn kiếm liền cực kỳ thưa thớt. Lại càng không cần phải nói, thanh sắc lưu ly thần châu. Ta mặc dù không rõ ràng, nhưng thế giới này có một số người vẫn biết tinh không bỉ ngạn cùng thế giới bên ngoài một vài thứ. Ta có thể để bọn hắn giúp ngươi hỏi một chút. Đúng, ngươi nhưng có này kiếm đồ án. Diệp Thần vừa định dùng huyết hội tụ hình ảnh, lại phát hiện, trí nhớ của hắn vậy mà bất chi bất giác quên kiếm kia cụ thể bộ dáng. Trong trí nhớ chỉ có mơ hồ hình ảnh, hết thảy đều không chân thiết. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Bất quá hắn nghĩ lại, cái này có lẽ cũng không phải là cái kia diệt đạo giả bản thể thủ đoạn. Mà là ý chí của mình bảo hộ thủ đoạn của hắn. Nhậm tiền bối, cụ thể ta cũng không rõ ràng, còn hy vọng ngươi có quan hệ với này kiếm tin tức, trước tiên báo cho ta biết. Đối với ta rất trọng yếu. Nhậm Phi Phàm tựa hồ cũng đoán được một vài thứ, phân phó nói, Diệp Thần, ta biết. Bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Bất cứ lúc nào, ta đều là ngươi người hộ đạo. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Liền xem như cái kia chí cao trụ thần, hay là thế giới bên ngoài mạnh hơn tồn tại, nếu muốn giết ngươi, đều phải từ trên thi thể của ta bước qua đi. Nghe được Nhậm Phi Phàm mấy câu nói đó, trong lòng Diệp Thần ấm áp. Con đường đi tới này, ngoại trừ luân hồi mộ địa vô điều kiện đang giúp mình, cũng chỉ có Nhậm Phi Phàm. Bất quá Nhậm tiền bối, trước đây tựa hồ cũng cùng luân hồi mộ địa có ngọn nguồn. Hắn hẳn phải biết luân hồi mộ địa càng nhiều manh mối. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi hô hấp dồn dập, hỏi, Nhậm tiền bối, người biết luân hồi mộ địa sau lưng sự tình sao? Nhậm Phi Phàm khẽ giật mình, hắn đóng lại hai con ngươi, lạnh lùng khuôn mặt tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong thống khổ. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, truyền thanh nói, ta đã từng biết. Nhưng không biết là bởi vì luân hồi sách, vẫn là nói ta chứng đạo tính đặc thù, ta tựa hồ có chút quên lãng. Ta thực lực bây giờ, tất cả mọi thứ ở hiện tại, phảng phất đều thoát ly vận mệnh. Ta đi lên một đầu hắc ám lộ, con đường này duy nhất ánh sáng, chính là ngươi, Diệp Thần. Dù cho những ký ức này không ngừng tiêu thất, nhưng ta tựa hồ bắt được một chút manh mối, chờ ta nghĩ rõ ràng, ta trước tiên sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, xem như ngươi người hộ đạo. Ta hy vọng ngươi bây giờ không cần tìm tòi luân hồi mộ địa. Cái này sau lưng nhân quả, viễn siêu trụ thần cùng quang. Diệp Thần gật gật đầu, ta biết, Nhậm tiền bối. Nhậm Phi Phàm không còn nói nhảm, hôm nay ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta người có tin tức, ta tự nhiên sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đừng quên, ngày mai chúng ta liền lên đường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Nhậm Phi Phàm mang theo Diệp Thần trực tiếp khóa chặt Siva Thánh Địa tọa độ, xé rách hư không, đánh ra một đầu không gian đường hầm. Diệp Thần nhìn xem đầu này không gian đường hầm,
liền cảm thấy vô tận nguy hiểm chi ý, lại nhịn không được tê cả da đầu, lên một thân nổi da gà. Trực giác nói cho hắn biết, đầu này không gian đường hầm sau lưng, cất giấu đáng sợ hung hiểm. Huyết Long, ra đi. Lý do ổn thỏa, Diệp Thần đem Huyết Long cũng triệu hoán đi ra, trong lòng lại câu thông luân hồi mộ địa, hướng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói. Đen Mẫu Thần tiền bối, ta lần này đi Siva Thánh Địa, có lẽ có hung hiểm, còn xin ngươi giúp đỡ một hai. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói, tự nhiên. Soát. Nhậm Phi Phàm đi trước, cất bước bước vào không gian trong đường hầm. Huyết Long xoay quanh tại trên thân Diệp Thần, nói, lên đường đi, chủ nhân. Nó lại liếm môi một cái, ta ngửi được cửu vĩ khí tức, ha ha, chỉ cần cho ta thôn phệ cửu vĩ, ta liền có thể chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Dạ Hàn cùng cửu vĩ đều tại Siva Thánh Địa, Huyết Long cũng là chờ mong vô cùng. Chỉ cần thôn phệ cửu vĩ, nó liền có thể chứng đạo siêu ngày. Bất quá, hư thối lão tổ ngủ đông tại Siva trong Thánh Địa, mà Dạ Hàn thân là phần tịch linh sơn sát thủ, sau lưng có thể sẽ có Vizernu chúc phúc. Muốn giết chết Dạ Hàn, thôn phệ cửu vĩ, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Nhưng bất kể như thế nào, có mục tiêu rơi xuống, Huyết Long tâm tình cũng là tương đối hưng phấn. Diệp Thần gật gật đầu, liền bước vào không gian trong đường hầm, xuất phát đi tới Siva Thánh Địa. Siva Thánh Địa sở tại chi địa, là tại không không lúc nào khoảng không cao vĩ độ huyễn tưởng giới diện, cùng chủ thế giới chiều không gian khác biệt, cho nên mặc dù có không gian đường hầm liên kết, muốn đến, cũng cần hao phí chút thời gian. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm sóng vai đứng chung một chỗ, ước chừng đi qua hai khắc đồng hồ, Siva Thánh Địa tới gần, Diệp Thần đã cảm thấy một cỗ mãnh liệt phóng xạ, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Tại này cổ hủy diệt phóng xạ phía dưới, bình thường thiên đế đều phải chết, may mắn Diệp Thần sơ bộ đã luyện thành kim cương bất hủ thể, có thể chống đỡ, bằng không mà nói, sợ là lại có một phen phiền phức. Thật cường liệt phóng xạ, cái này Siva Thánh Địa, không đơn giản a. Diệp Thần liếm môi một cái, đối với cái này Siva Thánh Địa, cũng là tràn ngập lên chờ mong. Nhậm Phi Phàm nói, Siva Thánh Địa, chôn giấu lấy Siva hài cốt, đó là hoàn chỉnh trụ thần hài cốt, uy năng kinh khủng bực nào, phóng xạ đương nhiên kịch liệt. Ngoại trừ Siva Thánh Địa bản thổ tộc người, ngoại nhân cho dù có Thánh Địa tọa độ, cũng khó có thể tới gần, tùy tiện xâm nhập, chỉ có thể bị mãnh liệt hủy diệt phóng xạ nghiền sát. Phạn Thiên Thánh Địa còn có sáng thế chi thụ hòa giải, nhưng Siva Thánh Địa, nhưng không có cái gì điều hòa đồ vật, người thể chất chịu nổi. Diệp Thần nói, chịu nổi. Nhậm Phi Phàm nói, ân, vậy là tốt rồi, ta nghe Siva nói, hắn Thánh Địa đại khái có thể phân chia ba cái khu vực, chính là Cửu Dương Thánh Khư, Hủy Diệt Cổ Thành, Siva Huyết Cốc. Trong đó, Siva Huyết Cốc là khu vực hạch tâm nhất, cũng là Siva hài cốt chân chính mai táng chi địa, chỗ kia là phi thường nguy hiểm, Siva nói. Thậm chí ta tiến vào cái kia phiến Siva Huyết Cốc, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Thần giật nảy cả mình, nói, Nhậm tiền bối, liền ngươi cũng có thể là vẫn lạc sao? Cái này sao có thể? Nhậm Phi Phàm ngưng trọng nói, ngươi phải biết, đây chính là chôn Siva hài cốt chỗ A. Trụ thần hài cốt, hơn nữa còn là Siva loại này đại thần, hắn hài cốt tản ra hạch tâm phóng xạ, không phải không không lúc nào khoảng không người có thể ngăn cản. Liền xem như ta, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Ngươi phải biết, tại những cái kia vĩ đại trụ thần trước mặt, ta cũng tựa như sâu kiến. Hơn nữa, vực sâu khí tức, tại Siva Thánh Địa phóng túng lan tràn, lấy Siva huyết cốc nồng nặc nhất, chịu vực sâu ăn mòn giả, vạn kiếp bất phục, không được siêu sinh. Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ thầm cũng là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái kia diệt đạo giả là biết bao cường đại, trước mắt Nhậm Phi Phàm. Vẫn là không cách nào cùng trụ thần cùng với cái này tồn tại so sánh. Tại Siva trong thánh địa, còn có vực sâu năng lượng sao? Diệp Thần lại hỏi, nội tâm càng là lo nghĩ. Cái gọi là vực sâu, chính là hắc ám cực hạn, là thái sơ chi quang mặt đối lập, là túc địch. Trụ thần nhóm sợ hãi nhất hủy diệt chi hải, trên thực tế chính là vực sâu, là vô tận kinh khủng hắc ám năng lượng hội tụ mà thành. Siva thánh địa trong. Nếu như cũng có vực sâu khí tức tàn phá bừa bãi mà nói, tình huống kia cũng rất không ổn. Nhậm Phi Phàm nói, ân, là ba quỷ thần mang tới, bọn hắn lợi dụng vực sâu ăn mòn hết thảy, chính mình cũng giấu ở vực sâu sau lưng, cho nên Siva con dân, biết có một vị quỷ thần, tại trong thánh địa ẩn núp, nhưng bọn hắn không cách nào xác định là ai, bình thường đối mặt, cũng chỉ có vực sâu vô tận. Diệp Thần nói, là hư thối lão tổ. Nếu như thiên đấu sát thần suy tính không sai,
cái kia tiềm phục tại Shiva trong thánh địa quỷ thần, chính là hư thối lão tổ. Nhậm Phi Phàm nói, thiên cơ phù hợp, hẳn là hư thối lão tổ không sai, chúng ta cẩn thận một chút, có thể uy hiếp được chúng ta, cũng chỉ có hư thối lão tổ, còn có sau lưng của hắn vực sâu sức mạnh. Chúng ta tiến vào Shiva thánh địa sau, đi trước Cửu Dương thánh khư, Shiva nói sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Shiva thánh địa bên trong, chủ yếu phân chia Cửu Dương thánh khư, hủy diệt cổ thành, Shiva huyết cốc ba cái khu vực, Nhậm Phi Phàm dự định đi trước Cửu Dương thánh khư, quen thuộc hoàn cảnh sau, lại nghĩ biện pháp tiến vào Shiva huyết cốc, đào ra Shiva hài cốt. Chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, chính là đào ra Shiva hài cốt, chỗ khó có hai nơi, một là phải đối mặt hư thối lão tổ, hai là Shiva hài cốt bản thân, cũng tràn ngập kinh khủng hủy diệt phóng xạ, tự thân muốn không bị thương tổn, an toàn đem hài cốt đào ra, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần nói, hảo. Lại qua một khắc đồng hồ, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm cuối cùng đi đến không gian đường hầm phần cuối, từ trong đường hầm đi ra, xuất hiện tại hai người trước mắt, chính là một cái vô cùng xa lạ thế giới. Thế giới này, hoang vu mà vặn vẹo, trong bầu trời tối tăm, tràn ngập đậm đặc như mực mây đen, đại địa lộ ra một mảnh quỷ dị màu xám cho, tràn ngập vô tận hư thối, từng luồng hắc ám sát khí, như sương mù giống như ở trên mặt đất lưu chuyển. Những thứ này hắc ám sát khí, tràn ngập tới, tựa như rắn độc, điên cuồng muốn hướng về Diệp Thần trong lỗ chân lông chui vào. Diệp Thần đã luyện thành kim cương bất hủ thể, thể chất cường hoành vô song, lúc này mới có thể chống cự, bằng không mà nói, bị những thứ này hắc ám sát khí ăn mòn nhập thể, sợ rằng sẽ chọc đại phiền toái. Những này là, vực sâu khí tức sao? Diệp Thần sắc mặt biến hóa, liền cảm thấy những thứ này hắc ám sát khí, tương đối quỷ dị, tràn ngập mục nát, tử vong, âm u, vẩn đục, ô uế các loại không rõ khí tức, nếu như đem những khí tức này ngưng tụ, vậy tất nhiên chính là một khỏa bẩn thỉu tích chảy máu đen u ác tính. Đúng vậy, cẩn thận một chút. Nhậm Phi Phàm tại vực sâu sát khí tàn phá bừa bãi đại địa bên trên đi vào, hắn tu vi cường đại, không sợ nơi đây vực sâu ăn mòn, nhưng cũng không dám phất lờ, linh khí tản ra, toàn thân oánh oánh phát quang, chống đỡ vực sâu sát khí. Huyết Long nhưng là vô cùng kiêng kỵ bộ dáng, co do thân thể, tựa như một đầu tiểu xà giống như quấn ở Diệp Thần trên cánh tay. Chúng ta đi trước Cửu Dương Thánh Khư, Shiva hẳn là sắp xếp xong xuôi, tín đồ của hắn sẽ tiếp ứng chúng ta. Thiên Đế Thần Pháp Kiếm, phá. Nhậm Phi Phàm ánh mắt đột nhiên lăng lệ, đột nhiên tế ra một kiếm, một vòng sáng chói Thiên Đế kiếm quang biểu trảm mà ra, lập tức đem phía trước rất nhiều vực sâu sát khí, toàn bộ chém chết, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu quang minh đường bằng phẳng. Đi thôi, thu liếm tức giận hơi thở, hư thối lão tổ hẳn là còn không có phát hiện chúng ta đến. Tại một kiếm bổ ra thông lộ sau, Nhậm Phi Phàm lập tức đem khí tức toàn thân thu liếm, tránh bại lộ. Diệp Thần gật đầu, cũng ẩn nấp tự thân khí tức, cùng Nhậm Phi Phàm cùng một chỗ bước nhanh tiến lên. Cái này Shiva thánh địa phi thường lớn, Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, lại bắt giữ không đến giới hạn, mảnh này thánh địa cương vực, không biết có bao nhiêu mênh mông, trên bầu trời có vô số nhật nguyệt tinh thần, vây quanh thánh địa xoay tròn, nhưng những ngôi sao này tia sáng, đều toàn bộ bị vực sâu che giấu khí tức. Vực sâu chọc lưu khí tức, tàn phá bừa bãi tràn ngập phía dưới, toàn bộ Shiva thánh địa, cũng là tối tăm không ánh mặt trời bộ dáng. Diệp Thần vận chuyển Dạ Hoàng Kinh, để cho tự thân tận lực cùng chung quanh hắc ám dung hợp, một cái là che giấu khí tức, thứ hai là giảm bớt vực sâu xâm hại. Cũng không biết đi được bao lâu, dần dần, phía trước xuất hiện một vòng kim quang. Cửu Dương Thánh Khư đến. Nhậm Phi Phàm dừng lại xuống bước chân, con mắt híp lại. Diệp Thần cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt óng ánh khắp nơi, cùng bên ngoài cái kia lờ mờ mục nát thế giới, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này Cửu Dương Thánh Khư, chính là một mảnh rộng rãi thần thánh chi địa, tản ra vô tận quang huy, không thấy có thái dương, nhưng khắp nơi lại có dương quang chiếu rọi, mặt đất phủ kín kim sắc gạch đá, thánh khiết mà trang nghiêm, phương xa từng cái kim sắc thác nước, rầm rầm phi lưu xuống, cuồn cuộn linh khí mênh mông. Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, cái này Cửu Dương Thánh Khư, tựa hồ có đặc thù kết giới thủ hộ, ngăn trở vực sâu khí tức xâm lấn. Lúc này, hắn cùng Nhậm Phi Phàm, đứng tại Cửu Dương Thánh Khư biên giới, thánh khư bên trong, liền có mấy đạo lưu quang, lao nhanh bắn ra, chính là mấy cái võ giả. Một người cầm đầu, người mặc giản phác áo vải, là cái trung niên người, thể trạng khỏe mạnh cực điểm, cơ bắp từng khối nhô lên, đầu đội cửu thiên lôi quan, gánh vác lấy một thanh to lớn kim sắc cự chùy, mười phần bá khí bộ dáng. Ha ha, luân hồi chi chủ,
mặc cho Pháp Vương, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tại hạ đã đợi đã lâu. Shiva lão tổ đã báo mộng cho tại hạ, hai vị đại nhân đến, nếu có cái gì phân phó, xin cứ việc mở miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trung niên nhân 10 phần khách khí ôm quyền, hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hành lễ, sau lưng mấy cái tùy tùng, cũng là khom mình hành lễ. Nhậm Phi Phàm nói, các hạ chắc hẳn chính là Cửu Dương Thánh Khư Thánh Chủ, Cửu Dương Chân Quân. Trung niên nhân nói, không dám nhận, tại hạ Dương Thiên Đình, cung nghênh hai vị đại nhân, mau mời tiến, mời đến. Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Nhậm Phi Phàm cùng một chỗ, tiến vào Cửu Dương Thánh Khư. Hắn có chút hiếu kỳ đánh giá Dương Thiên Đình, liền thấy Dương Thiên Đình phơi bày ở ngoài làn da, có từng đạo hoa văn một dạng lạc ấn. Những thứ này lạc ấn như hình xăm, cũng không phải là hậu thiên tạo thành, mà là tiên thiên liền có, giống bất một dạng đồ vật, Dương Thiên Đình bên người tùy tùng, cũng có tương tự lạc ấn. Những thứ này lạc ấn, vì bọn họ cung cấp một tầng đặc thù phòng hộ, nếu không, bọn hắn căn bản là không có cách tại Shiva Thánh Địa sinh tồn. Dương Thiên Đình mang theo Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người, đi tới Cửu Dương Thánh Khư một chỗ cung điện hùng vĩ bên trong, phân chủ khách ngồi xuống, lại mệnh hạ nhân dâng lên nước trà. Tại ngắn gọn hàn huyên đi qua, Nhậm Phi Phàm trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Dương Thánh Chủ, Nhậm Mỗ lần này đến đây, là phụng Shiva ủy thác, phải đào ra hắn hải cốt, còn xin Dương Thánh Chủ giúp cho hiệp trợ. Dương Thiên Đình nghiêm nghị nói, đây là tự nhiên, Shiva lão tổ hải cốt, tràn ngập kinh khủng hủy diệt phóng xạ, ta Cửu Dương Thánh Khư bên trong, không người nào có thể đào ra, chỉ có thể thỉnh hai vị đại nhân ra tay rồi, ai? Bất quá, khi tiến vào Shiva huyết cốc, đi đào lão tổ hài cốt phía trước, chúng ta còn nhất thiết phải trước tiên nhóm lửa thiên trảm thánh hỏa, để cầu chém chết vực sâu. Nếu như không có thiên trảm thánh hỏa che chở, một khi tiến vào huyết cốc, đối mặt tầng tầng vực sâu chọc khí, chỉ sợ khó mà chống lại. Nhậm Phi Phàm ánh mắt khẽ động, hỏi, cái gì thiên trảm thánh hỏa? Dương Thiên Đình nói, thiên trảm thánh hỏa, bắt đầu từ Shiva lão tổ thiên trảm tuyệt học bên trong, diễn hóa đi ra ngoài thần thánh hỏa diễm. Shiva lão tổ có thập đại tuyệt học, danh xưng Shiva 10 pháp, chắc hẳn hai vị đại nhân cũng có nghe thấy, cái này thập đại tuyệt học, cũng là vượt qua không không lúc nào khoảng không thiên đạo tồn tại, vĩ lực vô tận. Mà cái này thập đại tuyệt học áo nghĩa, toàn bộ in vào lão tổ tông hài cốt phía trên, những thứ này tuyệt học lạc ấn, khí tức dọc theo địa mạch chảy ra, liền sẽ tạo thành đủ loại năng lượng đặc thù kết tinh. Tỷ như, đang khi nói chuyện, Dương Thiên Đình đem phía sau mình kim sắc cự trùy, hái xuống, nói tiếp. Tại hạ cái này Cửu Dương cự trùy, chính là lão tổ tông pháp môn, Cửu Dương hám thiên trùy năng lượng kết tinh. Hắn vừa chỉ đầu của mình quan, cái này đỉnh cửu thiên lôi quan, nhưng là cửu thiên chân lôi nguyền rủa năng lượng kết tinh. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tương vọng một mắt, đều cảm giác kỳ dị. Shiva 10 pháp bên trong, cửu thiên chân lôi chú Diệp Thần đã nắm giữ, hắn nhìn về phía Dương Thiên Đỉnh màu đầu, quả nhiên là bắt được hết sức quen thuộc lôi điện khí hơi thở, đó là vượt qua thế này thiên đạo kinh khủng lôi đình, nguồn gốc từ Shiva vĩ lực. Lão tổ tông thập đại tuyệt học pháp môn bên trong, lợi hại nhất một môn, gọi vô thượng diệt thế chân giải, mà xếp tại thứ hai, chính là danh xưng thiên trảm, pháp môn. Cái kia thiên trảm tuyệt học, so thế gian bất luận cái gì đao pháp kiếm pháp đều phải bá đạo, nhất trảm ra, chư thiên diệt, thậm chí ngay cả vực sâu cũng có thể phá vỡ. Lão tổ tông trước kia, từng tại vực sâu chi hải phía trước ngồi bất động vạn thế kỷ nguyên ngộ đạo, hắn kinh dị rung động tại vực sâu u ác tính kinh khủng, liền ngộ ra được môn này thiên trảm tuyệt học, ký thác chính mình phá vỡ vực sâu, chặt đứt hết thảy ràng buộc nguyện vọng. Thánh địa trong địa mạch có chảy đầy đủ thiên trảm áo nghĩa, chúng ta có thể thông qua một chút đặc thù nghi thức, đem thiên trảm áo nghĩa điều động ra, hội tụ nhóm lửa, chính là thiên trảm thánh hỏa. Chỉ cần cái này thiên trảm thánh hỏa giấy lên, chúng ta phải đến chúc phúc, đối kháng vực sâu liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hơn nữa thiên trảm thánh hỏa năng lượng, bắt nguồn từ lão tổ thi hài, có này thánh hỏa che chở, chúng ta tới gần lão tổ thi hài thời điểm, áp lực cũng biết đại đại giảm bớt. Nghe được Dương Thiên Đỉnh lần này ngôn ngữ, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều hiểu tới. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Dương Thiên Đỉnh nói, chuyện này không nên chậm trễ, nếu như hai vị đại nhân, không có gì khác phân phó, tại hạ liền bắt đầu chủ bị thánh hỏa nghi thức, nhất định phải nhóm lửa thánh hỏa, nhận được thánh hỏa che chở sau, mới có thể bước vào Shiva huyết cốc. Bằng không, không có che chở, tùy tiện bước vào, vạn nhất bị vực sâu ăn mòn, cái kia cực kỳ không ổn, hư thối lão tổ còn ngủ đông ở sau lưng.
nâng lên hư thối lão tổ, Dương Thiên Đỉnh cũng là một hồi kiêng kỵ cùng sợ sợ, đây không phải là hắn có thể đối kháng tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể co giúp ở trong Cửu Dương Thánh Khư, coi như biết rõ hư thối lão tổ, muốn làm bẩn Siva hài cốt, hắn cũng không có mảy may biện pháp. Nếu là hắn dám thoát ly Cửu Dương Thánh Khư lãnh địa, hư thối lão tổ quỷ dị nguyền rủa, đủ để trong nháy mắt đem hắn ăn mòn, để cho hắn sa đọa trầm luân. Nhậm Phi Phàm hỏi, chủ bị thánh hỏa nghi thức, cần bao lâu? Dương Thiên Đỉnh nói, ít nhất 3 ngày thời gian. Nhậm Phi Phàm gõ nhẹ cái ghế nắm tay, nói, 3 ngày sao? Ta cùng luân hồi chi chủ tới nơi đây, thiên cơ còn không có bại lộ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi trước tiên chủ bị thánh hỏa nghi thức, ta đi ra ngoài một chuyến. Đứng dậy. Diệp Thần cùng Dương Thiên Đỉnh cũng là giật mình đứng dậy. Diệp Thần hỏi, Nhậm tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Nhậm Phi Phàm trong mắt lướt qua một tia hàn mang, nói, cái này Siva thánh địa, ngoại trừ Cửu Dương thánh khư, hẳn còn có một tòa hủy diệt cổ thành A. Dương Thiên Đỉnh hoảng hốt vội nói, là, trước kia sư đệ ta cổ diệt chân quân, chịu hư thối lão tổ ăn mòn, đạo tâm trầm luân, phản bội Siva lão tổ. Hắn mưu phản sau đó, liền tự lập môn hộ, hủy diệt cổ thành chính là địa bàn của hắn, mặc cho Pháp Vương, ngươi là muốn. Nhậm Phi Phàm trong lòng bàn tay, hiện ra một cái phong mang lăng lệ trường kiếm, nói, thừa dịp thiên cơ còn không có bại lộ, ta ra tay trước hết giết cái kia cổ diệt chân quân, trấn áp hủy diệt cổ thành. Siva nói qua, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, tiến vào thánh địa sau, có thể sẽ đối mặt 4 cái địch nhân. Hủy diệt cổ thành cổ diệt chân quân, chính là thứ nhất. Nhậm Phi Phàm chính là trước hết giết cổ diệt chân quân, giải quyết một cái tai họa ngầm, vì đằng sau tiến vào Siva huyết cốc, quét sạch chướng ngại. Dương Thiên Đỉnh rất là chấn động, nói, mặc cho Pháp Vương, ngươi. Ngươi muốn đi giết sư đệ ta. Nhậm Phi Phàm nói, một cái dị đoan phản đồ thôi. Dương Thánh Chủ chẳng lẽ còn nhớ tình cũ? Dương Thiên Đỉnh vội vàng khoát tay, nói, không phải, không phải. Chỉ là ta sư đệ thủ hạ, có 100 vạn hùng binh, hơn nữa vì giờ nu đệ tử, cửu vĩ hồ chủ nhân Dạ Hàn, bây giờ cũng tại hủy diệt trong cổ thành. Mặc cho Pháp Vương, ngươi lẻ loi một mình, tiến đến hủy diệt cổ thành, sợ là gặp nguy hiểm a. Hắn lo lắng Nhậm Phi Phàm sẽ xảy ra chuyện, dù sao hủy diệt cổ thành, là địa bàn của người khác. Nhậm Phi Phàm ánh mắt lại là sáng lên, nói, Dạ Hàn cũng tại sao? Rất tốt, rất tốt. Vậy ta đem bọn hắn một thể chém giết, thừa dịp thiên cơ còn không có bại lộ, hư thối lão tổ còn không có phát giác, ta có cơ hội xuất thủ. Dương Thánh Chủ, các ngươi liền chủ bị thánh hỏa nghi thức, chờ ta trở về. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ta và ngươi cùng đi. Nhậm Phi Phàm lại là bộ dáng tự tin, nói, không cần, ta một người đầy đủ. Quá nhiều người đi mà nói, còn có thể sẽ xúc động thiên cơ, bị hư thối lão tổ sớm phát hiện. Ngươi đợi ta trở về, Diệp Thần, ta sẽ đem Dạ Hàn đầu người, còn có cửu vĩ, mang về cho ngươi. Hắn biết Diệp Thần muốn cửu vĩ, trợ huyết long chứng đạo, bây giờ chính là cơ hội. Lập tức, Nhậm Phi Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm nhanh chân đi ra ngoài. Nhậm tiền bối. Diệp Thần kêu một tiếng, nhưng Nhậm Phi Phàm động tác cấp tốc. Không có chút nào dây dưa dài dòng, đã thân hóa một tia lưu quang, hướng về Cửu Dương Thánh Khư bên ngoài bay đi. Dương Thiên Đỉnh cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói. Luân hồi chi chủ, này, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, không cần, ta tin tưởng Nhậm tiền bối thực lực, Ngô, Dương Thánh Chủ, chúng ta vẫn là chủ bị thánh hỏa nghi thức A. Diệp Thần quyết định tin tưởng Nhậm Phi Phàm. Mặc dù cổ diệt chân quân cùng Dạ Hàn liên hợp, lại chiếm cứ lấy hủy diệt cổ thành địa lợi, dưới trướng còn có 100 vạn hùng binh, nhưng hắn tin tưởng, tất nhiên Nhậm Phi Phàm dám độc thân giết ra ngoài, tất nhiên có hắn sức mạnh. Dương Thiên Đỉnh lau mồ hôi, nói, tốt ha. Thương nghị cố định, Dương Thiên Đỉnh lập tức mang theo Diệp Thần, đi tới Cửu Dương Thánh Khư Trung Ương Sơn Phong một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này, xây dựng ở trên đỉnh núi, chính là Thánh Hỏa tế đàn, chung quanh khắc rất nhiều tụ linh đại trận. Chỉ cần hiến tế thật nhiều thiên tài địa bảo, liền có thể cùng thiên địa câu thông, đem trong địa mạch chảy thiên trảm năng lượng, điều động tới, hóa thành thánh hỏa.